Bất chi bất giác, ngày lễ quốc tế lao động đã đến, người ở kinh thành Hứa Thuần Lương cảm nhận được tuần lễ vàng biển người phun trào không khí, cũng ý thức được Đông Châu khoảng cách chân chính du lịch điểm nóng thành thị vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Bất quá Đông Châu đồ nướng vẫn treo ở nóng lục soát trên bảng, tiến về Đông Châu dò xét cửa hàng du khách nối liền không dứt. Phạm Lý Đạt thỉnh thoảng sẽ đem Đông Châu đồ nướng thành tiến tình trạng phát triển phát cho Hứa Thuần Lương, đồ nướng xây thành thiết tốc độ kinh người, số 3 liền có thể chính thức buôn bán, trước mắt ký kết vào ở thương gia đã vượt qua 70 nhà, cái này còn không có bao quát đã báo danh ngay tại xét duyệt tư cách hơn 200 nhà, thương gia cao như vậy nhiệt tình đều đem văn lữ cục cho dọa. Hứa Thuần Lương đã ra, liền lười nhắc hỏi đến Đông Châu sự tình, chỉ có đi tới nhìn xem, mới có thể mở khoát tầm mắt. Nhìn thấy kinh thành ngày mồng 1 tháng 5 rầm rộ cách cục bất chi bất giác liền được tăng lên, Đông Châu văn lữ liền tính phát triển 100 năm cũng không đuổi kịp kinh thành, du lịch tài nguyên còn tại đó, chơi không ra quá lớn hoa văn. Du lịch chủ phải để ý hai đại yếu tố, một là tự nhiên tài nguyên, hai là văn hóa nội tình, liền nói đồ nướng cái đồ chơi này, loại nào có thể dựa vào được. Hứa Thuần Lương cũng không có chửi bới Đông Châu đồ nướng ý tứ, Đông Châu đồ nướng hay là hắn thông qua tam lưỡng tam cho lẫn lộn lên. Nhưng là liền chính hắn cũng không coi trọng Đông Châu đồ nướng có thể lâu dài tiếp tục mang theo Đông Châu văn lữ phát triển, vốn là muốn từ Đông Châu đồ nướng tới tay, lợi dụng Đông Châu đồ nướng kéo theo cái khác văn lữ sự nghiệp, nhưng là Đông Châu đồ nướng lửa sau khi thức dậy, rất nhiều người khó tránh khỏi quên đi dự tính ban đầu. Bao quát văn lữ cục trưởng phó quốc dân đều là như thế, hắn hiện tại một lòng nghĩ tướng Đông Châu đồ nướng làm lớn làm mạnh, tướng ảnh hưởng tối đại hóa. Đương nhiên Đông Châu đồ nướng thành lập cũng không chỉ là một mình hắn ý tứ, hiện tại liền cảnh Văn Tuấn đều nhìn chúng khối này chiến tích, chính là tại hắn thụ ý dưới, Đông Châu đồ nướng thành mới tuyên chỉ tại khu công nghệ cao. Theo tham gia người càng ngày càng nhiều, Đông Châu đồ nướng tuyết cầu tự nhiên càng lăn càng lớn. Hứa Thuần Lương tại cùng Mai Như Tuyết nghiên cứu thảo luận qua sau chuyện này, càng phát cảm thấy mình hiện tại bước ra rời đi là cử chỉ sáng suốt. Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết đều cho rằng Đông Châu đồ nướng nhiệt độ không sẽ kéo dài quá lâu, hiện tại mọi người chỉ thấy Đông Châu đồ nướng mang tới tiền lãi, đã quên, hoặc là mang tính lựa chọn không để ý đến hiện tượng này có khả năng mang tới tệ nạn. Đông Châu văn lữ chỉ ở vào vừa mới cất bước giai đoạn, cái này tòa thành phố cổ xưa còn không có làm tốt bạo đỏ chuẩn bị, còn không biết như thế nào đi tiếp nhận cái này luồng sóng lược, đương lưu lượng mất đi khống chế thời điểm, rất khả năng chính là tuyết lở ngày. Hoa Trục Nguyệt tại ngày mồng 1 tháng 5 quay trở về kinh thành, nàng một xuống phi cơ liền liên hệ Hứa Thuần Lương, biết được Hứa Thuần Lương mấy ngày nay đều ở tại khách sạn, Hoa Trục Nguyệt tranh thủ thời gian phát cho hắn một cái địa chỉ. Cơ bộ Diêu bốc hơi khỏi nhân gian trước đó, liền tay Lam Tinh tập đoàn đại quy mô bán trao tay hộp đêm cùng quán bar, đã bắt đầu bố cục khách sạn nghiệp, lấy 50 ức giá cả tiếp thủ Vạn Duyệt tập đoàn kỳ hạ 21 nhà rượu cửa hàng. Bởi vì địa sản ngành nghề kinh tế đình trệ, Vạn Duyệt tập đoàn cũng không thể không bán tháo dưới cờ đại lượng tài sản, hướng nhẹ tài sản con đường chuyển hình. Tại đương kim hoàn cảnh lớn dưới, bất động sản xí nghiệp liên tiếp lâm vào nợ nần nguy cơ, Vạn Duyệt tập đoàn là trong đó bánh lái tương đối sớm một cái, so với hắn, Đại Hằng, Hoa Niên Chi Lưu liền rõ ràng khuyết thiếu trước xem tính, chuyển hình cũng rõ ràng lạc hậu, có thể nói những xí nghiệp này lâm vào bây giờ khốn cảnh cũng cùng tập đoàn lãnh đạo quyết sách sai lầm có quan hệ. Hoa Trục Nguyệt phát cho Hứa Thuần Lương cái này cái địa chỉ cách hắn hiện tại chỗ ở khách sạn không xa. Hứa Thuần Lương đi qua đã từng từ cửa tửu điếm đi ngang qua, nhớ cái nơi này lần trước còn gọi Vạn Duyệt, hiện tại đã đổi tên là Tinh Thần, bất quá khách sạn ngoại trừ sửa đổi cửa đầu chiêu bài bên ngoài, bên trong cũng không tiến hành sửa chữa, dù sao Vạn Duyệt tại một năm trước mới vừa vặn trùng tu qua. Hứa Thuần Lương đi vào khách sạn Cửu Trọng Cung phòng ăn, cổng một vị hán phục mỹ nữ cười hô, Hứa tiên sinh tới. Hoa Tổng ở bên trong đợi ngài đâu? Hứa Thuần Lương nói, người biết ta. Gặp qua Hứa tiên sinh ảnh chụp. Hứa Thuần Lương đi theo nàng tiến vào phòng ăn, bên trong tu phi thường xa hoa, Hoa Trục Nguyệt tại chữ tú cung bên trong chờ lấy đâu, nàng hôm nay mặc vào một thân sườn xám, bản tới tốt lắm dáng người càng lộ ra lồi lõm tinh tế. Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ, hôm nay tràng diện này quá lớn ta đi tới cùng làm hoàng đế giống như... Hoa Trục Nguyệt cười nói, chính là muốn để mỗi một vị vào xem khách sạn khách nhân có làm hoàng đế cảm giác. Hứa Thuần Lương nói, kia đến cho phối hợp tam cung lục viện mới được. Một, Hoa Trục Nguyệt ngon ngọt cười, nghĩ hay lắm. Như thế điểm cơ bản yêu cầu cũng không thể thỏa mãn, còn nói gì làm hoàng đế. Hoa Trục Nguyệt nói, chúng ta Tinh Thần làm chính là đang lúc sinh ý, ngươi nếu là muốn cảm thụ tam cung lục viện trái ôm phải ấp, nhưng đến lộn chỗ.
Hứa Thuần Lương cười ha ha, tại Hoa Trục Nguyệt đối diện ngồi xuống, Hoa Trục Nguyệt phân phó mang thức ăn lên. Hoa Trục Nguyệt tự mình giúp Hứa Thuần Lương nâng cốc rót, dai dai sự tình cảm ơn ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đừng cảm ơn ta, nàng là đồ đệ của ta, dạy bảo nàng làm người cũng là ta phải làm. Hai người đụng một cái chén rượu, cạn ly rượu này. Hoa Trục Nguyệt lại giúp hắn rót đầy. Hứa Thuần Lương nói, nàng đối đầu học chuyện này rất kháng cự, tình huống của nàng ngươi cũng không phải không rõ ràng, không bằng tùy theo nàng ý tứ, cho thêm nàng một chút tự do. Hoa Trục Nguyệt đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày nói, làm nửa ngày, ngươi là đến cho nàng làm thuyết khách. Hứa Thuần Lương nói, để nàng làm không thích làm sự tình, cả ngày đều an bài mấy cái bảo tiêu đi theo, đổi thành ai cũng sẽ không cao hứng, huống chi nàng vẫn chỉ là một đứa bé. Hoa Trục Nguyệt nói, thân phận của nàng bây giờ ngươi không phải không biết, nếu như ta không an bài bảo tiêu đi theo nàng, khả năng nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Hứa Thuần Lương nói, nên tới từ đầu đến cuối đều sẽ tới, ngươi an bài bảo tiêu đi theo nàng cũng không thể bảo đảm nàng không có chuyện, nàng không có khả năng cả một đời sống ở các ngươi che chở cho a. Hoa Trục Nguyệt nói, cho nên ta mới có thể để nàng đi học, chỉ cần nàng ngốc ở sân trường bên trong hẳn là an toàn. Hứa Thuần Lương nói, là cơ bộ diêu để ngươi làm như vậy. Hoa Trục Nguyệt trầm mặc xuống bưng lên trước mặt chén rượu kia uống một hơi cạn sạch, sau đó mình cho mình lại rót một chén, là ta chính mình ý tứ, cơ tổng ủy thác ta chiếu cố nữ nhi của hắn, ta đương nhiên muốn chung nhân chi sự tình. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật cơ dai dai chính là cái nhóc con, nếu như ngươi cảm thấy trong nước nguy hiểm, vậy dứt khoát thả nàng ra ngoại quốc đọc sách, ở bên ngoài nhận biết nàng người ít một chút, tương đối cũng liền tự do một chút. Hoa Trục Nguyệt nói, bệnh của nàng làm sao bây giờ? Ngươi đã đáp ứng muốn giúp nàng trị liệu. Hứa Thuần Lương nói, muốn trị tốt bệnh của nàng tuyệt không phải chuyện một ngày hai ngày, ta đây không phải đã thu nàng làm đồ. Hoa Trục Nguyệt nói, ta thừa nhận ngươi nói đều là tình hình thực tế, nhưng ta cũng không có biện pháp quá tốt, trước mắt mà nói trong nước còn tương đối an toàn một chút, tại nàng chính thức có được năng lực tự vệ trước đó, ta không có khả năng buông tay. Hứa Thuần Lương nói, không biết còn tưởng rằng ngươi là mẹ của nàng. Hoa Trục Nguyệt cả giận nói, đánh rắm, ta còn là một hoàng hoa đại khuê nữ, ở đâu ra hài tử. Hứa Thuần Lương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Hoa Trục Nguyệt. Hoa Trục Nguyệt nhìn thấy nét mặt của hắn trong lòng lửa lớn hơn, người này có ý tứ gì? Hoài nghi trong sạch của ta sao? Một đôi xám trong mắt màu xanh lam trừng tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian bưng lên trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch, cho mình ép một chút, Hoa tỷ, ta chính là có chút ngạc nhiên, nghĩ không ra ngươi xử lý cái nghề này còn có thể giữ mình trong sạch. Hoa Trục Nguyệt cả giận nói, ngươi ngạc nhiên cái gì? Ta xử lý cái nào ngành nghề? Chúng ta Lam Tinh làm chính là đang lúc sinh ý, ta là người quản lý cũng không phải bồi tử tiểu thư. Đúng vậy, là ta nói sai lời nói, ngươi chính là một đóa ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa. Hoa Trục Nguyệt cố nén không có bưng lên trước mặt chén nước rồi hắn một mặt, ha ha, Bạch Liên Hoa, người thật là coi trọng ta. Hứa Thuần Lương biết nàng lại hiểu lầm tranh thủ thời gian cho nàng rót một chén rượu, Hoa tỷ, ta là cảm thấy giống như ngươi họa thủy cấp mỹ nữ, cũng không phải nuôi dưỡng ở thâm khuê nhân không biết, truy nam nhân của ngươi không được xếp thành hàng dài. Tương đối mà nói, nữ nhân càng đẹp, gặp phải phong hiểm hệ số liền càng cao, giống như ngươi niên kỷ. Hoa Trục Nguyệt cũng nhịn không được nữa, nhấc chân chiếu vào Hứa Thuần Lương bắp chân liền đá một cước, người nói rõ ràng cho ta cái nào tuổi rồi. Hứa Thuần Lương nói, ta hôm nay là càng nói càng sai, ta chỉ là nghĩ cho thấy một chút, bình thường giống như người thâm niên mỹ nữ tại tình cảm phương diện đều là rất phong phú. Hoa Trục Nguyệt nói, Hứa Thuần Lương, ta minh bạch ngươi ý tứ, người đánh đáy lòng đã cảm thấy ta là phóng đãng không tự trọng nữ nhân có đúng hay không? Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ. Ta không có ý tứ kia. Hoa Trục Nguyệt chỉ vào cái mũi của hắn nói, ta hôm nay phổi đều muốn tức nổ tung. Hứa Thuần Lương liếc một cái bộ ngực của nàng, cảm giác lúc này hoàn toàn chính xác bành trướng không ít, cùng thăm dò hai tiểu khí cầu, thật có chút bận tâm sườn xám sẽ bị căng nứt. Nghĩ lại, nếu thật là căng nứt, lúng túng là nàng, mình lại không có tổn thất gì, còn có thể chứng kiến một chút phải chăng chân tài thực học. Hoa Trục Nguyệt nói, lại nhìn, có tin ta hay không đem ngươi tròng mắt cho móc ra. Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ, ngươi mặc như thế ngồi tại ta đối diện, ta không nhìn ngươi xem ai. Ta nhìn ngươi mới là đối ngươi tôn trọng. Hoa Trục Nguyệt nói, lão nương cũng không phải mặc cho ngươi xem. Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ,
người hôm nay đây là vô danh lửa, ta hiện tại đã biết rõ. Minh bạch cái gì? Minh bạch người vẫn là cái không thông nhân tính hoàng hoa đại khuê nữ. Hoa Trục Nguyệt mặt liền đỏ lên, mình vừa mới nói đến lẽ thẳng khí hùng, nhưng làm sao lời này trải qua miệng của hắn nói ra, làm sao nghe làm sao khó chịu, đúng vậy a, mình phát cái gì lửa? Ta có cần phải ở trước mặt hắn tuyên bố chuyện này sao? Hỏng, hắn nhất định cảm giác được cái gì? L. Hứa Thuần Lương nói, cho nên a, nữ nhân không thể quá cường thế, ngươi quá cường thế, nam nhân cũng không dám tới gần ngươi, những năm này bị ngươi dọa chạy nam nhân ưu tú cũng không ít a. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi sợ ta sao? Hứa Thuần Lương hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Trục Nguyệt nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, ngươi không phải cái thứ tốt. Hứa Thuần Lương cười lên ha hả. Hoa Trục Nguyệt hướng hắn bay một cái mị nhãn, cũng nở nụ cười, lúc này nàng ý thức được giữa bọn hắn không khí có chút mập mờ, nhanh lên đem chủ đề kéo về đến lúc đầu quỹ đạo, nói thật, dai dai để cho ta phi thường đau đầu, ta quan tâm nàng càng nhiều, nàng càng là phản nghịch, ta nếu là không quan tâm nàng lại lo lắng nàng gặp được nguy hiểm. Hứa Thuần Lương nói, cố gắng không có người nghĩ đến nghiêm trọng như vậy, người có hay không nghĩ tới, hai tử khác đi học là vì trở nên nổi bật, là vì kiếm tiền thực hiện bản thân, dai dai căn bản không cần cân nhắc những vấn đề này, người khác cố gắng đều không thể đạt được, nàng đã có được, nếu không dạng này, người thả nàng đi Đông Châu đi, ta cho nàng tìm một ít chuyện làm. Hoa Trục Nguyệt ngạc nhiên nói, cái gì? Ngươi cho nàng tìm một chút chuyện làm. Hứa Thuần Lương nói, ta dự định để nàng đi Trường Thiện Bệnh Viện học tập trung y, trước từ lúc tạp làm lên, nếu như nàng có thể bình tĩnh lại học tập, tự nhiên không còn gì tốt hơn, nếu như nàng chịu không được học y gian khổ, hai tướng so sánh nói không chừng sẽ cảm thấy vẫn là đi học tự tại, chủ động yêu cầu trở về sân trường, mà lại ta còn có thể tùy thời quan sát bệnh tình của nàng tiến triển. Hoa Trục Nguyệt vẫn còn có chút do dự. Hứa Thuần Lương lại nói, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, liền an bài mấy tên bảo tiêu đi Trường Thiện Bệnh Viện làm bảo an, đương nhiên là có cái tiền đề, nhất định không thể bị nàng phát hiện. Hoa Trục Nguyệt nghe được đề nghị này, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, như thế cái lưỡng toàn tề mỹ biện pháp, nàng đối Cơ Dai Dai đã là vô kế khả thi, còn tốt Cơ Dai Dai nguyện ý nghe Hứa Thuần Lương, thả nàng đi Đông Châu, cho nàng nhất định tự do, có lẽ có thể để cho cô gái nhỏ này định ra tính tình. Hai người rốt cục liền Cơ Dai Dai an bài đạt thành chung nhận thức, Hứa Thuần Lương xem như đối Cơ Dai Dai có cái bản giao. Hoa Trục Nguyệt nói cho Hứa Thuần Lương, Bình Hải sấm mùa xuân hành động mặc dù trấn nhiếp Hà Đông tập đoàn, cũng để bọn hắn tao ngộ tổn thất không nhỏ, nhưng là cũng không chân chính dao động căn cơ của bọn họ. Phan Vệ Đông tiến về hải ngoại tạm lánh danh tiếng, Phan Thiên Hóa cũng tao ngộ điều tra, bất quá cuối cùng vẫn Mã Trung cùng Lữ Ngọc Mông ra gánh chịu trách nhiệm. Hứa Thuần Lương đối kết quả như vậy cũng không hài lòng, nhưng là Phan Thiên Hóa thân là Hà Đông tập đoàn tổng giám đốc, tại Lan Hoa Môn bên trong có thể công khai hướng cơ bộ Diêu khiêu chiến nhân vật, cũng không dễ dàng như vậy bị người ta tóm lấy nhược điểm. Hoa Trục Nguyệt nói, Phan Thiên Hóa người kia làm việc không từ thủ đoạn, lần này cắm lớn như vậy té ngã, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm, mặc dù nhắc lên trận này sấm mùa xuân hành động là Hình Văn Hổ, nhưng là lấy thân phận của hắn, Phan Thiên Hóa là không dám trêu chọc hắn, ta đoán chừng 8-9 phần 10 đều giận chó đánh mèo đến trên người của ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, Hình bí thư không dễ chọc, ta chẳng lẽ liền tốt chọc. Hoa Trục Nguyệt nói, vẫn là câu nói kia, song quyền nan địch tứ thủ, Phan Thiên Hóa muốn đối phó ngươi thời điểm cũng sẽ không đích thân xuất thủ. Hứa Thuần Lương nói, hắn chỉ cần dám tìm ta trả thù, ta liền lấy hắn nhi tử bảo bối ra tay, ta ngược lại muốn xem đến lúc đó ai sẽ cúi đầu. Lúc này Phổ Kiến gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết một cái tin xấu, Hoàng Vọng Lân Hoàng Tam gia hôm nay cơ tim tắc nghẽn phát tác, khẩn cấp đưa vào bệnh viện, hỏi hắn có hay không muốn đi qua thăm viếng một chút. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ đây không phải nói nhảm nha, Hoàng Tam gia chân thực nhiệt tình, trạch tâm nhân hậu. Cũng cho qua hắn không ít trợ giúp đương nhiên muốn đi thăm viếng, bất quá hôm nay đã chậm, không có ban đêm thăm viếng bệnh nhân đạo lý, cùng Phổ Kiến hẹn xong sáng sớm ngày mai đi qua. Hứa Thuần Lương độ cao hoài nghi Hoàng Vọng Lân lần này sinh bệnh cùng Mặc Hàm thông qua hắn đạt được những vật kia có quan hệ, có khả năng trong lòng gánh vác quá nặng, cũng có khả năng mượn chuyện này, thừa cơ từ phiền phức bên trong thoát khỏi ra, như quả không phải như vậy, đoán chừng đám kia người trong giang hồ còn sẽ không bỏ qua hắn. Sáng sớm hôm sau Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm liền đến khách sạn tiếp Hứa Thuần Lương, từ Phổ Kiến trong miệng biết Hoàng Vọng Lân lần này bệnh là bởi vì bị kích thích. Hắn một tay sáng lập Huệ Nhân Đường xảy ra chuyện, lúc đầu Hoàng Vọng Lân đã đem Huệ Nhân Đường giao cho con của hắn Hoàng Công Hiền,
thừa kế nghiệp cha Hoàng Công Hiền cũng tướng Huệ Nhân Đường kinh doanh đến hồng hồng hỏa hỏa. Nhưng là hôm qua đột nhiên tuôn ra một cái kinh thiên đại lôi, lại là Huệ Nhân Đường xuất phẩm nhiều khoản dược vật tồn tại độc tính siêu tiêu vấn đề. Việc này căn bản mà nói lại dính đến trung y phe phái. Bình thường trung y căn cứ lý luận đến phân, chia làm tư âm phái, phù dương phái, bổ thổ phái vân vân. Hoàng gia nhất hệ chính là phù dương phái, cũng là bình thường nói hỏa thần phái. Tư âm phái lý luận hạch tâm là, nhân thể dương thường có thừa, âm thường không đủ. Cho nên tại dùng thuốc thường xuyên lấy tư âm làm chủ. Mà phù dương phái thì tới tương phản, bọn hắn cho rằng, nhân thể dương thịnh thì mạnh, âm thịnh thì yếu. Phù dương phái trên lý luận tôn sùng dương khí, am hiểu dùng đỡ dương phương pháp chữa bệnh. Phù dương phái lấy bổ lửa trợ dương thuốc làm chủ, hạ dược cương mãnh, dược hiệu rõ rệt, bình thường có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Cho nên bị mang theo hỏa thần xưng hào, hỏa thần phái thần kỳ như thế, không thể rời đi một vị thường dùng nhất thuốc vật phụ tử. Hoàng Vọng Lân phai nhạt ra khỏi Huệ Nhân Đường trước đó, chính là một vị thiện dùng phụ tử hỏa thần phái danh gia. Hắn rời khỏi về sau, Trương Bác Húc cùng Hoàng Công Hiền nhận lấy y bát của hắn, hai người này có thể nói là đều chiếm được Hoàng Vọng Lân chân truyền, được xưng tụng trò giỏi hơn thầy, Trương Bác Húc thiện dùng phụ tử, ở kinh thành có thành Tây hỏa thần xưng hào. Ngày bình thường số một khó cầu. Chỉ riêng trần bệnh khai căn mà nói, Hoàng Công Hiền so ra kém sư huynh của hắn Trương Bác Húc, nhưng là Hoàng Công Hiền thời đại học chuyên môn học qua chế dược, hắn chẳng những sẽ xem bệnh mà lại từ truyền thống hỏi bệnh phối dược giao qua tự chủ nghiên cứu phát minh chung thành thuốc. Từ khi hắn tiếp nhận Huệ Nhân Đường về sau, Huệ Nhân Đường sinh ý phát triển không ngừng, Huệ Nhân Đường mặc dù không có mình xưởng thuốc, nhưng là bọn hắn cùng trong nước nhiều nhà xưởng thuốc đều có quan hệ hợp tác. Trong đó còn bao gồm Đông Châu Ân Hằng chế dược. Ngay hôm nay Huệ Nhân Đường có bao nhiêu loại trong dược vật bị tra ra độc tính vượt chỉ tiêu, những dược vật này đều chứa phụ tử thành phần. Phụ tử là Mao Cẩn Khoa đa niên sinh thực vật thân thảo ô đầu tử dễ gia công phẩm. Nhưng gia công pháo thiêu đốt là muối phụ tử, hắc phụ phiến, bạch phụ phiến, nhạt phụ phiến, pháo phụ phiến. Vị tân, cam, tính nóng, có độc, về tâm, thận, tỳ trải qua, có về dương cứu nghịch. Trợ dương bổ lửa, tán lạnh giảm đau công hiệu. Phụ tử bên trong chứa đại lượng ô đầu tẩy rửa cùng lần ô đầu tẩy rửa, có độc, chúng độc người đương thời thể sẽ phát sinh nhịp tim trở nên chậm, truyền cản trở, thất tính kỳ bên ngoài co vào hoặc thất tính tâm động qua nhanh, thất tính sợi rung động, nghiêm trọng lúc xuất hiện run rẩy, hôn mê cho nên thương vong. Kỳ thật hỏa thần phái đã sớm biết phụ tử có độc, nhưng là cao minh hỏa thần phái bác sĩ nắm giữ dùng thuốc kỹ năng, có thể đi trừ phụ tử chứa độc tính thành phần. Cũng có thể để cho độc tố chuyển biến làm khởi trị liệu tác dụng thành phân. Hỏa thần phái đại sư sớm liền phát hiện sử dụng phụ tử lúc, chỉ cần sắc nấu thời gian đủ dài liền không sợ. Về sau cũng tìm được phòng thí nghiệm lý luận ủng hộ, tại nhiệt độ cao dưới, có độc ô đầu tẩy rửa cùng lần ô đầu tẩy rửa liền sẽ thủy phân thành không độc ô đầu lần tẩy rửa. Cho nên hỏa thần phái phương thuốc bên trong có phụ tử lúc, đều sẽ ghi chú rõ ứng trước sắc 1 giờ đến 1 tháng 5 giờ, đến miệng nếm không tê cay cảm giác là độ. Trung y đối phụ tử đã yêu vừa hận, yêu nó công hiệu, nhưng lại hận độc tính của nó. Hoàng Công Hiền căn cứ Huệ Nhân Đường phương thuốc, nghiên cứu ra lớn về dương khỏi ho thuốc pha nước uống chủ trị ho khan, 4 nghịch 2 trần tê dại tân hoàn trị liệu bệnh sởi, phụ tử lý bên trong thuốc pha nước uống chủ trị thở khò khè, lớn củi phụ tử sông tề trị liệu gan thạch chứng. Hắn nghiên cứu dược vật trên cơ bản đều không thể rời đi phụ tử vị này thuốc. Lợi dụng hiện đại chế dược phương pháp, dùng nhiệt độ cao khứ trừ phụ tử độc tính. Ấn lý thuyết Hoàng Công Hiền nghiên cứu chung thành thuốc, tại tác dụng phụ phương diện còn nhỏ tại chén thuốc, nhưng lần này hết lần này tới lần khác là hắn chung thành thuốc xảy ra vấn đề. Mặc dù viên này lôi là hôm nay bộc phát, nhưng là nhằm vào Huệ Nhân Đường điều tra đã kéo dài nhiều ngày, hiện tại mới công bố điều tra kết quả, Huệ Nhân Đường nhiều loại chung thành thuốc tồn tại độc tính siêu tiêu vấn đề, mà lại tương quan cơ cấu kỹ càng thống kê phục dụng dược vật về sau hư hư thực thực sinh ra bệnh biến chứng cùng tử vong ca bệnh. Chuyện này một khi đưa tin liền đưa tới sóng to gió lớn, Huệ Nhân Đường ở kinh thành lực ảnh hưởng cực lớn, danh tiếng cũng một mực rất tốt, Trương Bác Húc cùng Hoàng Công Hiền đều là một ít lãnh đạo nhà thượng khách. Lộ ra ánh sáng ngày đó, vệ sinh chủ quản bộ môn cùng dược giám cục liền liên thủ đối Huệ Nhân Đường hạ đạt ngừng kinh doanh thông chi, Hoàng Công Hiền bị mang đi điều tra thẳng đến ngày thứ hai còn không có phóng xuất. Hoàng Vọng Lân đã sớm bất quá hỏi Huệ Nhân Đường sự tình, lúc đầu coi là nhi tử kinh doanh đến hồng hồng hỏa hỏa. Hết thảy đều lên quỹ đạo, làm sao đột nhiên liền trở trời rồi, Hoàng Vọng Lân khí cấp công tâm,
cấp tính cơ tim tắc nghẽn phát làm, bị mang đến bệnh viện đêm đó đã hạ hai cái giá đỡ. Hứa Thuần Lương ba người tới bệnh viện thời điểm, chính nghe được hai cái tiểu hộ sĩ tại cửa ra vào nói chuyện phiếm đâu, còn chưa tới quan sát thời gian, không chịu thả người đi vào. Trong đó một tên tiểu hộ sĩ nói, thấy không, trung y vẫn chưa được, Huệ Nhân Đường danh y cuối cùng còn phải làm tham gia, dựa vào trái tim giá đỡ mới có thể giải quyết vấn đề. Một cái khác y tá nói, nghe nói bọn hắn xảy ra chuyện lớn. Phổ Kiến tức giận nói, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Cái gì gọi là trung y không được, để các ngươi hạ giá đỡ rồi. Động một chút lại hạ giá đỡ, nhiều hạ mấy cái thật nhiều cầm trích phần trăm đi. Một y tá không vui, ngươi làm sao nói đâu? Cái gì trích phần trăm a? Hiện tại giá đỡ đều gia nhập tập hái, 700 khối một viên, cầm ai trích phần trăm, đừng bảo sao hay vậy chửi bới chúng ta y tế người làm việc. Hứa Thuần Lương vui vẻ, ai không hiểu a, giá đỡ gia nhập tập hái, các ngươi không chơi giá đỡ, bắt đầu mở rộng cầu túi, đi qua chứ hai cái giá đỡ giải quyết vấn đề, hiện tại đổi thành ba cái cầu túi một cái giá đỡ, trong này đạo đạo ai không hiểu. Ai, ta nói các ngươi là làm cái gì, bên trong đang tra phòng đâu. Hứa Thuần Lương nói, dược giám cục, muốn hay không đem các ngươi lãnh đạo gọi tới. Hắn kiểu nói này lập tức đem hai tên tiểu hộ sĩ gây kinh hãi. Bất quá nhìn thấy trong tay bọn họ đều mang theo đồ vật, lại cảm thấy Hứa Thuần Lương được các nàng khả năng có thể lớn. Lừa ai đó, các ngươi nhìn nhìn thời gian, còn kém một giờ mới cho phép thăm viếng, bệnh viện quy định, ai cũng không thể phá lệ. Phổ Kiến nói, nhìn hai người các ngươi tiểu nha đầu phiến tử năng lực, cho các ngươi dễ dưa leo liền có thể đương chảy gỗ, có biết hay không làm như thế nào dùng. Đùa nghịch lưu manh ngươi, có tin ta hay không gọi bảo an. Phổ Kiến nở nụ cười. Hiện tại y tá hiểu được thật nhiều, ta lưu manh này đùa bỡn như thế uyển chuyển các nàng đều đã hiểu, quá đã hiểu a. Lúc này lại có người đến, lại là Mặc Hàm tại một thân mặc quần áo làm việc nữ tử cùng đi đến đây, nữ tử kia là bệnh viện này phó viện trưởng. Mặc Hàm cũng không có cùng Hứa Thuần Lương bọn hắn chào hỏi, nhìn ba người bộ dáng này liền biết bị người ta tiểu hộ sĩ chắn cửa. Mặc Hàm cùng Hứa Thuần Lương gặp thoáng qua, khóe môi còn mang theo một tia tươi cười đắc ý. Hai tên tiểu hộ sĩ cung cung kính kính kêu một tiếng vương viện trưởng không có để ý đến các nàng, bồi thiếp Mặc Hàm tiến vào phòng bệnh. Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm liếc mắt nhìn nhau, mang theo đồ vật cũng đi vào trong, lại bị y tá cản lại, các ngươi không thể vào. Chúng ta dựa vào cái gì không thể vào, đến bệnh viện các ngươi thăm viếng bệnh nhân còn phải phân cái đủ loại khác biệt. Mặc Hàm đối vị kia vương viện trưởng nói một câu. Vương viện trưởng quay đầu lại nói, bọn hắn là bằng hữu của ta, mời bọn họ vào đi. Nàng một câu nói kia đỉnh kia hàng mài nửa ngày mồm mép. Ba người mang theo đồ vật đi vào Hoàng Vọng Lân phòng bệnh bên ngoài, Hứa Thuần Lương đề nghị trước tại cửa ra vào các loại, hắn không muốn cùng Mặc Hàm đi vào chung. Trần Thiên Phàm có chút khó hiểu nói, cũng không phải không biết, làm gì còn muốn phân rõ ràng như vậy. Phổ Kiến nói, người đây liền không hiểu được. Thuần Lương là không muốn cùng một ít người thông đồng làm bậy. Hứa Thuần Lương chừng con hàng này một cái nói, ngươi không nói lời nào cũng không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Trong lòng tự nhủ Phổ Kiến hiện đang làm ra không phải là cùng Mặc Hàm đồng lưu hợp ô sự tình sao. Bất quá con hàng này cũng liền theo nhờ xe kiếm chút tiền, ngược lại cũng không gì đáng trách. Mặc Hàm đi vào không bao lâu liền ra, nhìn thấy tại cửa ra vào chờ ba người, thở dài nói, nguyên lai cũng có các ngươi vào không được địa phương. Hứa Thuần Lương nói, chủ yếu là chúng ta tuân thủ luật pháp. Mặc Hàm một đôi mắt đẹp tiếp cận Hứa Thuần Lương nói, vẫn là lần đầu nghe nói Hứa trấn trưởng tuân thủ luật pháp đâu. Hứa Thuần Lương nói, Hoàng Tam gia không phải bị ngươi cho khí bệnh a. Mặc Hàm hung hăng liếc mắt để chính hắn đi thể hội, ba người xếp thành một đội, nhìn qua Mặc Hàm rời đi. Trần Thiên Phàm nói, có tính cách a. Phổ Kiến nói, kẻ có tiền mới xứng có tính cách. Hứa Thuần Lương nói, lão Trần cũng có tiền, ta làm sao không có cảm thấy hắn có tính cách. Phổ Kiến nói, liền cái kia chút vốn sinh sách dày cho người ta cũng không xứng. Trần Thiên Phàm nói, cũng không thể nói như vậy, ta dù sao cũng so Thuần Lương có tiền a. Nếu như Hứa Thuần Lương đi cho nàng sách dày, nàng khẳng định trong lòng trong bụng nở hoa. Phổ Kiến nói, lão Trần ngươi mắt sáng như đuốc a, đoán chừng Hứa Thuần Lương cho nàng cởi giày bóp chân, nàng đều vui lòng. Thấp kém, Hứa Thuần Lương mắng một câu, mang theo dinh dưỡng phẩm đi vào phòng bệnh. Hoàng Vọng Lân nằm tại phòng bệnh bên trên, nhìn ra được cảm xúc không tốt lắm, trông coi hắn là đệ tử Trương Bác Húc, Hoàng Công Hiền đến bây giờ còn không có phóng xuất đâu,
đến cùng tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm, hoàng gia từ trên xuống dưới đều phi thường lo lắng. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương bọn họ chạy tới, Hoàng Võng Lân nói, ta không có việc gì, các ngươi làm sao đều tới. Phổ Kiến lanh mồm lanh miệng, cái này không chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm nha. Hoàng Võng Lân thở dài nói, chính là cái này lý a, Huệ Nhân Đường lần này thật sự là tai bay vạ gió. Trương Bác Húc một bên nói, sư phụ, sự tình như là đã phát sinh người cũng liền đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt thân thể mới là trọng yếu nhất. Hoàng Võng Lân cười khổ nói, công hiền tình huống như thế nào đều không rõ ràng, ta có thể nào không nghĩ ngợi thêm. Trương Bác Húc nói, ta đã sai người đi nghe ngóng, sẽ không có cái đại sự gì, chỉ là thông lệ điều tra. Hắn trên miệng nói thật nhẹ nhàng, trong lòng lại không có chút nào lạc quan, lần này Huệ Nhân Đường xảy ra vấn đề cũng không là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, ngành tương quan đã điều tra lấy chứng thời gian rất lâu, hắn có loại dự cảm, lần này Huệ Nhân Đường có thể sẽ có tai họa ngập đầu. Nếu như cuối cùng nhận định dược vật của bọn hắn tồn tại độc tố siêu tiêu vấn đề, lại hoặc chứng minh, dược vật của bọn hắn trực tiếp hoặc gián tiếp đưa đến dùng thuốc người bệnh tim phát tác, thậm chí tử vong, như vậy Huệ Nhân Đường sẽ đối mặt với giá trên trời bồi thường, bị phạt khoản, lệnh cưỡng chế đóng cửa, thậm chí bị thu hồi giấy phép cũng rất có thể. Hứa Thuần Lương nói, Tam gia, người đừng lo lắng, ta quay đầu tìm người hỏi thăm một chút tình huống. Hoàng Võng Lân nói, chúng ta Huệ Nhân Đường nhiều năm như vậy chưa hề không có đi ra chuyện như vậy, bọn hắn nói trong dược vật phụ tử thành phần có độc, nhưng Phù Dương phái dùng phụ tử từ xưa đến nay, không thể bởi vì phụ tử độc tính mà không để ý đến tác dụng của nó, là thuốc ba phần độc A. Trương Bác Húc nói, những thuốc kia bán nhiều năm như vậy, thị trường tiếng vọng cũng không tệ, cũng không nghe nói ra cái vấn đề lớn gì, nói chúng ta trung thành thuốc có độc, nhưng trên thị trường trung tây thuốc, lại có bên nào không có tác dụng phụ. Ta nhận vì lần này chúng ta là bị người châm đúng rồi. Hoàng Võng Lân nói, Bác Húc, đừng nói lung tung, xảy ra sự tình không nên vội vã trốn tránh trách nhiệm, là vấn đề của chúng ta liền muốn gánh chịu. Hứa Thuần Lương ba người cũng không có trì hoãn quá lâu, an ủi Hoàng Võng Lân vài câu, liền cáo từ rời đi. Trương Bác Húc đưa bọn hắn ra phòng bệnh, Hứa Thuần Lương mời hắn dừng bước, nhớ tới vừa mới Trương Bác Húc kia lời nói, không khỏi hỏi, Trương tiên sinh. Người mới vừa nói Huệ Nhân Đường bị người nhằm vào rồi. Có thể hay không nói cho ta, là ai tại nhằm vào các ngươi? Trương Bác Húc lắc đầu nói, ta chỉ là thuận miệng kiểu nói này, người không nên suy nghĩ nhiều. Hứa Thuần Lương gặp hắn không muốn nói, cũng không có miễn cưỡng. Mấy người tới bãi đỗ xe, Mặc Hàm cũng không rời đi, nhìn thấy bọn hắn ra, quay cửa sổ xe xuống nói, Hứa Thuần Lương, người qua đây. Phổ Kiến thấp giọng nói, còn không mau đi. Hứa Thuần Lương nói, bằng cái gì nàng để cho ta đi qua ta liền qua được. Trần Thiên Phàm nói, người ta đều như thế chủ động, người không đi chẳng phải là chứng minh người không được. Hứa Thuần Lương xì một tiếng khinh miệt, đều không phải là người tốt, mắt thấy ta rơi vào hồng trần họa thủy, cũng không biết kéo ta một cái. Hắn đoán được Mặc Hàm khẳng định có nói cùng chính mình nói, chưa chừng cùng Huệ Nhân Đường sự tình có quan hệ, Hứa Thuần Lương vẫn là đi tới, mở cửa xe ngồi xuống. Mặc Hàm nói, biết là ai ở sau lưng giở trò quỷ sao? Hứa Thuần Lương nói, Hoàng Tam gia giống như không có đắc tội qua người nào. Mặc Hàm nói, cản người đường thôi, Minh Đức tập đoàn trước đây chủ động tìm tới Hoàng Công Hiền, muốn theo hắn chuyện hợp tác người biết không? Hứa Thuần Lương nhíu mày, lại là Minh Đức tập đoàn, Hoàng Hữu Long cái này hai bổng tử dám tại Trung Hoa thổ địa bên trên lặp đi lặp lại nhiều lần gây sóng gió, thật coi ta Trung Hoa không người. Gần nhất vừa vặn có thời gian đến cùng hắn hảo hảo tính tính sổ. Hứa Thuần Lương đối Mặc Hàm cũng không tin hoàn toàn, làm sao biết nàng có phải hay không đang lợi dụng việc này cố ý chọn từ bản thân đối Minh Đức tập đoàn cừu hận, dù sao hiện tại Xích Đạo vốn liếng cùng Minh Đức tập đoàn là đối thủ cạnh tranh. Mặc Hàm nói, Minh Đức tập đoàn mấy năm này động tác rất lớn, bọn hắn trắng trợn thu mua truyền thống y quán cùng dược xí, mục đích thực sự là siêu tập trung y phương thuốc. Lợi dụng bọn hắn hiện đại hóa chế dược phương pháp một lần nữa cải tiến, thậm chí xin độc quyền. Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, trộm nước hành vi, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mặc Hàm nói, ta đoán Huệ Nhân Đường hẳn là cự tuyệt Minh Đức tập đoàn hợp tác, cho nên Minh Đức tập đoàn phương diện ghi hận trong lòng, bọn hắn siêu tập phục dụng Huệ Nhân Đường xuất phẩm trung thành thuốc xuất hiện tác dụng phụ thậm chí tử vong bệnh lịch tư liệu, lại đối Huệ Nhân Đường những cái kia trung thành thuốc tiến hành thành phần phân tích. Hứa Thuần Lương nói, người đoán, Mặc Hàm đã nói như vậy liền chứng minh nàng hiện tại cũng không có xác thực chứng cứ có thể chứng minh,
Huệ Nhân Đường sự tình nhất định là Minh Đức tập đoàn làm. Mặc Hàm nói, ta sớm tối đều sẽ tìm ra chứng cứ, bất quá bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải tra ra chân tướng sự tình, mà là mau chóng tướng chuyện này ảnh hưởng khống chế lại. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có biện pháp? Mặc Hàm lắc đầu nói, ta không có, bất quá có người có. Hứa Thuần Lương nói, Hoàng Tam gia không xử bạc với ngươi, ngươi lần này xác thực hẳn là vì hắn ra thêm chút sức. Mặc Hàm nói, ta là có lòng không đủ lực, nghĩ phải nhanh một chút khống chế lại chuyện này ảnh hưởng, nhất định phải có người ra đến nói chuyện, người này tốt nhất tại Vệ Kiện ủy có thể nói lên lời nói, tốt nhất trong nhận thức y dược cục quản lý người phụ trách. Hứa Thuần Lương nói, đừng vòng vo, tìm ai hữu dụng. Mặc Hàm nói, người tìm Diệp Sương Nguyên. Hắn không phải phát cải ủy sao? Hứa Thuần Lương một mặt mê võng, căn cứ hắn giải cái này cũng không tại Diệp Sương Nguyên trong phạm vi quyền lực. Nếu như là tàu điện ngầm phê duyệt, có lẽ lão Diệp có thể giúp đỡ nói mấy câu. Mặc Hàm nói, xem ra ngươi không có chút nào hiểu rõ hắn, Diệp Sương Nguyên thê tử Lâm Tư Cẩn là trung y thuốc cục quản lý người đứng thứ hai. Hứa Thuần Lương đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả, hắn tại Diệp gia chưa bao giờ thấy qua Diệp Sương Nguyên thê tử, hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ, người ta việc nhà hắn cũng không tiện hỏi. Lâm Tư Cẩn là Diệp Thanh Nhã mẫu thân. Mặc Hàm gật đầu nói, không tệ. Nhưng là mẹ con các nàng ở giữa tình cảm không tốt lắm, Lâm Tư Cẩn cùng Diệp Sương Nguyên mặc dù là quan hệ vợ chồng, nhưng là hai người trên thực tế ở vào ở riêng trạng thái, bọn hắn loại tầng thứ này nếu như không phải bị bất đắc dĩ là sẽ không dễ dàng ly hôn. Hứa Thuần Lương nói, đã cái đôi này đều ở riêng, chứng minh tình cảm không tốt lắm. Tình cảm không tốt, không có nghĩa là không thể hỗ trợ, chỉ cần Lâm Tư Cẩn chịu hỗ trợ, ta đoán chừng chuyện này ảnh hưởng liền sẽ không mở rộng. Mặc Hàm nhìn qua Hứa Thuần Lương, bây giờ chờ tại đem vấn đề giao cho trong tay của hắn. Ngươi là Diệp lão cháu nuôi, nếu như thế luật, Lâm Tư Cẩn vẫn là ngươi mẹ nuôi đâu. Hứa Thuần Lương chừng nàng một chút, thế nào không nói là ngươi mẹ nuôi. Mặc Hàm mắng, ta cũng không nhận ra nàng. Hứa Thuần Lương nói, không biết, ngươi đem sự tình hỏi thăm rõ ràng như vậy. Mặc Hàm nói, ta cái này không phải là vì trợ giúp Hoàng Tam gia nha. Dù sao bây giờ có thể giúp Huệ Nhân Đường chỉ có ngươi, ngươi nếu là nguyện ý xuất lực liền đi tìm Diệp Sương Nguyên, nếu như ngươi không nguyện ý, coi như ta không nói gì qua, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không đem giữa chúng ta nói chuyện nói cho người thứ ba. Hứa Thuần Lương ý vị thâm trường nhìn qua Mặc Hàm, ngươi đến cùng cái mục đích gì? Mặc Hàm nói, không có cái mục đích gì, đơn thuần muốn giúp đỡ. Hứa Thuần Lương nói, nhận biết ngươi lâu như vậy. Ngươi có chuyện nào không phải đang tính mà tính, ngươi am hiểu nhất chính là phát bộ nói với ta những việc này, chưa chừng lại xếp đặt một cái bẫy chờ lấy ta đi chui. Mặc Hàm nói, ngươi nếu là sợ hãi cũng đừng nghe ta. Hứa Thuần Lương nói, ngươi vì cái gì không đề nghị ta đi tìm Diệp Thanh Nhã. Theo lý thuyết mẫu nữ ở giữa dễ dàng hơn câu thông. Mặc Hàm nói, Diệp Thanh Nhã phiền phức đã đủ nhiều, chẳng lẽ ngươi không đau lòng cái này chỉ nuôi. Còn muốn cho nàng vì loại chuyện này quan tâm. Hứa Thuần Lương đánh giá Mặc Hàm, cô nàng này lúc nào học được vì người khác suy nghĩ rồi. Nàng cùng Diệp Thanh Nhã ở giữa cũng không có gì gặp nhau, mặc kệ nàng có mục đích gì cũng được, có bẫy dập gì cũng được, mình khẳng định là muốn giúp Hoàng Tam gia. Nhìn thấy Hoàng Tam gia vô kế khả thi dáng vẻ, Hứa Thuần Lương ý thức được tiền cũng không phải là vạn năng. Hứa Thuần Lương quyết định vẫn là tự mình đi Diệp Sương Nguyên nơi đó bái phỏng. Diệp Sương Nguyên nghe nói Hứa Thuần Lương có việc muốn tìm mình, để hắn tới nhà, Hứa Thuần Lương vốn đang lo lắng gặp được Diệp Lão, vừa vặn Diệp Lão hôm nay đi câu cá. Diệp Sương Nguyên đơn độc trong nhà tiếp đãi Hứa Thuần Lương. Diệp Sương Nguyên đối Hứa Thuần Lương cũng không tệ lắm, đặc địa để bảo mẫu chuẩn bị mấy thứ ngon miệng đồ ăn, dự định cùng hắn uống vài chén. Diệp Sương Nguyên cũng là khó được nghỉ, trong khoảng thời gian này tâm tình một mực không tốt. Hứa Thuần Lương không rảnh tay thói quen. Mang theo một vỏ hai chứa 10 cân trần lão đao tương rượu. Diệp Sương Nguyên hôm nay vừa vặn muốn uống điểm, hắn chuẩn bị mao đài, Hứa Thuần Lương đề nghị hắn nếm thử mình mang tới trần lão đao tương rượu. Diệp Sương Nguyên uống một chén về sau, cảm giác rượu này phẩm chất không tệ, hẳn là đạt tới mao đài 8 thành công lực. Hứa Thuần Lương cũng không có ý định vòng vo, tướng mình tới mục đích nói. Diệp Sương Nguyên nghe hắn nói xong. Không khỏi cười khổ nói, tiểu tử ngươi là làm sao biết thê tử của ta ở nơi đó công tác, Diệp Sương Nguyên phi thường rõ ràng, phụ thân cùng mình sẽ không nói, nữ nhi càng sẽ không sách, mẹ con các nàng hai người đã nhiều năm chưa từng nói qua nói. Hứa Thuần Lương vẫn chưa trả lời đâu,
Diệp Sương Nguyên lên đường, Kiều Như Long nói cho ngươi có đúng hay không? Hứa Thuần Lương chính suy nghĩ trả lời thế nào phù hợp đâu, Diệp Sương Nguyên liền cấp ra tuyệt hảo đáp án, dù sao Kiều Như Long không ở nơi này, Diệp Sương Nguyên hiện tại nhất không chào đón chính là hắn, để Kiều Như Long cõng nổi cũng không có gì, thế là Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương chợt nhớ tới trước đây Kiều Như Long giúp tự mình giải quyết hành nghề chứng cùng giấy chứng nhận tư cách sự tình, đoán chừng 8-9 phần 10 lợi dụng cái tầng quan hệ này. Diệp Sương Nguyên cùng Hứa Thuần Lương uống một chén rượu nói, sự tình ta có thể nói với nàng, bất quá có được hay không ta cũng không có nắm chắc, ta cũng không gạt ngươi, ta cùng ngươi Lâm A Di tình cảm vẫn luôn không tốt lắm, ở riêng đều có 5 năm. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ở riêng 5 năm đều không ly hôn, bọn hắn những người này sống được cũng đủ mệt. Rõ ràng không có tình cảm, vì gia tộc lợi ích còn phải gắn bó hôn nhân quan hệ, đoán chừng Diệp Sương Nguyên lần này tại nữ nhi hôn sự bên trên biểu hiện được kịch liệt như thế cũng là bởi vì chính hắn bị hại nặng nề, cho nên không muốn nữ nhi dẫm lên vết xe đổ. Diệp Sương Nguyên đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại, không bao lâu liền trở lại, hắn cho Hứa Thuần Lương một cái địa chỉ, để Hứa Thuần Lương 4 giờ rưỡi chiều đi Lâm Tư Cẩn văn phòng gặp nàng, có chuyện gì trực tiếp đối nàng nói. Hứa Thuần Lương nói, Diệp thúc thúc. Người không có sách sự tình của ta. Diệp Sương Nguyên nói, ta nói chưa dứt lời, ta nếu là nói thẳng, chuyện này 8-9 phần 10 là không làm được, nàng biết ngươi theo chúng ta nhà quan hệ, ta nói với nàng, ngươi có chuyện muốn tìm nàng hỗ trợ, nàng để ngươi đi qua, cũng đáp ứng sẽ hết sức giúp ngươi xử lý. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ được rồi, trực tiếp đem mình cho đẩy đi qua, lão Diệp a lão Diệp, ta là để ngươi hỗ trợ, không phải để ngươi dẫn kiến. Thế nhưng là nghĩ lại, Diệp Sương Nguyên khả năng thật có khó khăn địa phương, người ta hai lỗ hổng ở riêng nhiều năm như vậy, đoán chừng tình cảm đã sớm tan vỡ, có thể giúp mình gọi cú điện thoại này đã rất đủ ý tứ. Bởi vì quay đầu muốn đi gặp Lâm Tư Cẩn, Hứa Thuần Lương cũng không uống nhiều, Diệp Sương Nguyên đối với chuyện này cũng phi thường coi trọng, để Hứa Thuần Lương về sớm một chút chuẩn bị tốt nhất tắm rửa, nếu như Lâm Tư Cẩn nghe được trên người hắn mùi rượu có thể sẽ cho rằng đối nàng không đủ tôn trọng. 4 giờ rưỡi chiều. Hứa Thuần Lương đúng giờ đi Lâm Tư Cẩn làm việc địa điểm, tới cửa đăng ký về sau, bảo an đem hắn bỏ vào thái độ không tệ, nói cho hắn biết Lâm Cục trưởng sớm liền bắt chuyện qua. Mặc dù chỉ là một cái nhỏ bé chi tiết, nhưng là cũng có thể đánh giá ra Lâm Tư Cẩn đối với mình đến là phi thường trọng thị. Hứa Thuần Lương đi vào ký túc xá cổng, đã có một vị chừng 30 hào hoa phong nhã nam tử nơi đó chờ đợi, hắn là trung y thuốc cục quản lý văn phòng người phụ trách Lý Khai Cường, đồng thời cũng là Lâm Tư Cẩn cháu trai. Lý Khai Cường đem Hứa Thuần Lương đưa đến Lâm Tư Cẩn văn phòng, hướng hắn cười cười nói, Lâm Cục ở bên trong chờ ngươi đấy. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng này cục không phải kia cục, nơi này người đứng đầu là phó quan lớn, Lâm Tư Cẩn vị này người đứng thứ hai cấp bậc cũng không thấp, đoán chừng muốn tại Chu thư ký phía trên, trước khi tới đây hắn cũng nghe ngóng, Lâm Tư Cẩn mặc dù nhưng là người đứng thứ hai, nhưng là nơi này công tác cụ thể là nàng phụ trách, bao quát nhân sự giáo dục ti, chính sách pháp quy cùng giám sát ti. Y chính ti, khoa học kỹ thuật ti, quốc tế hợp tác ti các loại trọng yếu bộ môn tất cả đều từ nàng trực quản. Lý Khai Cường gõ cửa phòng một cái, Lâm Cục, Hứa Thuần Lương đồng chí tới. Hắn cũng không có đi vào chỉ là đem Hứa Thuần Lương mời đi vào, sau đó giúp đỡ khép cửa phòng lại. Hứa Thuần Lương đi vào trong văn phòng, vị này trung y thuốc cục quản lý nhân vật thực quyền làm việc hoàn cảnh vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói còn so ra kém Trường Hưng Bệnh viện Triệu Phi Dương văn phòng tới xa hoa khí phái. Văn phòng tối đa cũng chính là 20 cái bình phương, cho người ấn tượng sâu nhất chính là dựa vào tường trưng bày giá sách, bàn làm việc cũng là cực kỳ phổ thông cái chủng loại kia, có chút cũ cựu. Hứa Thuần Lương lúc tiến vào, Lâm Tư Cẩn ngay tại trên văn kiện ký tên, ngẩng đầu nhìn Hứa Thuần Lương một chút, nàng hơn 40 tuổi niên kỷ, ngang tai tóc ngắn, tướng mạo đoan trang, mặc khí quyển mộc mạc. Hứa Thuần Lương thấy được nàng lần đầu tiên đã cảm thấy có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại. Chủ yếu là Diệp Thanh Nhã nguyên nhân, Diệp Thanh Nhã cùng nàng mẫu thân giống nhau đến 7 phần, bất quá mẫu nữ hai người cho người cảm giác là hai cái gió cách, Diệp Thanh Nhã hiền ôn nhu, Lâm Tư Cẩn rõ ràng cương nghị rất nhiều. Lâm Tư Cẩn tại trên văn kiện ký lên tên của mình, đứng dậy vươn tay, tiểu Hứa A, hoan nghênh. Hứa Thuần Lương mau tới trước hai bước, cùng Lâm Tư Cẩn nắm tay, Lâm A gì tốt, hy vọng ta đến không có quấy rầy đến người công việc. Liên quan tới gọi nàng Lâm Cục trưởng vẫn là Lâm A Di vấn đề bên trên, Hứa Thuần Lương vẫn là làm qua một phen tự định giá, lúc đầu lần này tới mục đích đúng là bấu víu quan hệ, vẫn là gọi Lâm A Di lộ ra thân cận.
Lâm Tư Cẩn nói, bình thường thời gian này ta đã hoàn thành công tác, hôm nay sự tình hơi nhiều một chút, đến, ngồi bên này. Lâm Tư Cẩn mời hắn đi ghế sofa khu ngồi, hai tấm một mình ghế sofa ở giữa trên bàn trà bày biện nước khoáng, Lâm Tư Cẩn ra hiệu hắn tự tiện. Hứa Thuần Lương nói, Lâm A Di, ta hôm nay tới có chút mạo muội, nhưng lại không thể không tới. Lâm Tư Cẩn cười nói, được rồi, không cần nói với ta lời khách khí, có chuyện gì nói thẳng, không trái với nguyên tắc, ta sẽ tận lực giúp ngươi, nếu như ta làm không được, cũng sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Hứa Thuần Lương cảm giác Lâm Tư Cẩn là thống khoái người, tính cách của nàng cùng Diệp Thanh Nhã tương phản quá lớn. Hứa Thuần Lương tướng Huệ Nhân Đường sự tình hướng Lâm Tư Cẩn nói một lần. Lâm Tư Cẩn sau khi nghe xong, gật đầu nói, Huệ Nhân Đường sự tình ta có nghe nói, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, trước mắt còn đang điều tra giai đoạn, cụ thể thúc đẩy đến loại nào trình độ, ta cũng không rõ lắm. Nàng làm việc hơi có chút lôi lệ phong hành hương vị, lập tức cho Lý Khai Cường gọi điện thoại, để hắn hiểu rõ ràng Huệ Nhân Đường sự tình tới hướng mình báo cáo. Cúp điện thoại, Lâm Tư Cẩn đánh giá Hứa Thuần Lương nói, ngươi là Diệp Sương Nguyên con nuôi. Hứa Thuần Lương bị nàng hỏi được sững sờ, chẳng lẽ Diệp Sương Nguyên là như thế này cùng với nàng giới thiệu mình. Hắn lời nói thật thực nói ra, Lâm A Di hiểu lầm, Diệp Lão là ta ông nội nuôi. Lâm Tư Cẩn cười nói, ta còn là lần đầu nghe nói trực tiếp nhận ông nội nuôi, dưới tình huống bình thường không phải nhận cha nuôi sao. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ nàng ngược lại là có ý tứ, làm sao đối với chuyện này bối rối, ta nếu là gọi Diệp Sương Nguyên cha nuôi vậy ngươi không phải liền là ta mẹ nuôi rồi. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này là Diệp Lão chủ động nói ra ta cùng lão nhân gia ông ta cũng rất trò chuyện tới. Lâm Tư Cẩn nói, minh bạch, người cùng Thanh Nhã trải qua thường gặp mặt a. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, hai ngày trước mới thấy qua. Lâm Tư Cẩn nhíu mày một cái nói, bởi vì Kiều Như Long sự tình. Hứa Thuần Lương nói, đó cũng không phải, Thanh Nhã tỷ ở giữa trở về một chuyến kinh thành, chúng ta vừa vặn gặp được. Lâm Tư Cẩn kinh ngạc nói, nàng trở về rồi. Nhà đầu này, trở về cũng không biết nói một tiếng. Hứa Thuần Lương nói, nàng trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, đoán chừng là không muốn gặp quá nhiều người đi, hiện tại đã về Đông Châu. Lúc này Lý Khai Cường hỏi rõ tình huống, trở về hướng Lâm Tư Cẩn báo cáo, hắn trước nhìn Hứa Thuần Lương một chút. Lâm Tư Cẩn nói, không sao, người một mực nói, tiểu Hứa là người trong nhà. Một câu trong nháy mắt lấy được Hứa Thuần Lương hảo cảm. Lâm Tư Cẩn đối nhân xử thế hoàn toàn chính xác rất có một bộ, thật không biết nữ nhân như vậy tại sao lại cùng Diệp Sương Nguyên nháo đến mỗi người một ngả tình trạng. Lý Khai Cường nói, chuyện này nguyên nhân gây ra là có người khiếu nại Huệ Nhân Đường sản xuất mấy loại trung thành thuốc dẫn đến bệnh nhân tử vong, căn cứ cung cấp tử vong số liệu, hết thảy 12 người tử vong, 53 người xuất hiện trình độ khác biệt trái tim tật bệnh, mà những người này dùng thuốc sử biểu hiện, bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít dùng qua Huệ Nhân Đường xuất phẩm trung thành thuốc. Lý Khai Cường dừng lại một chút nói, có người trực tiếp khiếu nại đến giám sát ti, lúc ấy chẳng những cung cấp không tốt phản ứng bệnh lịch, còn cung cấp những dược vật này độc tác dụng phụ cùng phòng thí nghiệm luận chứng kết quả. Lâm Tư Cẩn nói, như thế nói đến, khiếu nại người chuẩn bị phi thường đầy đủ, coi như siêu tập chứng cứ cùng tiến hành phân tích luận chứng cũng cần tương đối dài một đoạn thời gian. Lý Khai Cường nói, trước mắt có thể khẳng định là, Huệ Nhân Đường sản xuất trung thành dược vật hoàn toàn chính xác tồn tại độc tác dụng phụ. Cùng những bệnh nhân này sinh ra trái tim loại bệnh biến chứng thậm chí tử vong có quan hệ rất lớn. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật bất luận cái gì dược vật đều có độc tác dụng phụ, Huệ Nhân Đường mỗi một loại dược phẩm đưa ra thị trường đều có chính quy thủ tục, cũng đều trải qua phê duyệt. Lâm Tư Cẩn nói, loại chuyện này không phải là không có tiền lệ, chúng ta dược phẩm xét duyệt chế độ còn chưa đủ hoàn thiện, tiểu Lý, người đi thu thập một chút tài liệu tương quan, tận lực làm được toàn diện khách quan, đúng, khiếu nại phương là ai? Lý Khai Cường nói, cái này, hắn yêu cầu giữ bí mật, chúng ta cũng có tương quan chính sách. Lâm Tư Cẩn nhẹ gật đầu để Lý Khai Cường nắm chặt đi chứng thực. Lý Khai Cường sau khi đi, Lâm Tư Cẩn nói, người tìm ta chính là vì cho Huệ Nhân Đường cầu tình. Hứa Thuần Lương nói, ta phi thường rõ ràng không thể làm trái với nguyên tắc sự tình, nhưng là chuyện này ta luôn cảm thấy có chút kỳ quặc, xảy ra chuyện dược vật đã đưa ra thị trường nhiều năm. Vì cái gì đi qua không bạo phát vấn đề, hiện đang vấn đề đột nhiên liền tập trung xuất hiện. Trong vòng một ngày trên mạng xào đến xôn xao, hiện tại rất nhiều ngôn luận đã không chỉ là tại nhằm vào Huệ Nhân Đường, mà là lên cao đến công kích hỏa thần phái, thậm chí toàn bộ trung y lĩnh vực. Lâm Tư Cẩn như có điều suy nghĩ.
Hứa Thuần Lương nói, cá nhân ta cho rằng nên khống chế một chút ảnh hưởng, để tránh bởi vì việc này công chúng sinh ra đối Trung Y nghĩa khác, thậm chí bẻ cong nói xấu Trung Y, mấy năm này trong chúng ta y làm nghề y hoàn cảnh đã đủ ác liệt, không thể lại bị người hữu tâm lợi dụng. Lâm Tư Cẩn nói người hữu tâm là có ý gì? Hứa Thuần Lương nói, ta nghe được một ít chuyện, nhưng là trước mắt còn không có gì chứng cứ, nếu như Lâm A Di không ngại ta có thể nói ra người giúp ta phân tích. Lâm Tư Cẩn nói đi. Hứa Thuần Lương nói, ta không biết người có nghe nói hay không qua Minh Đức Tập Đoàn. Lâm Tư Cẩn nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, cái này Minh Đức Tập Đoàn gần nhất tại nước ta cảnh nội khuếch trương tốc độ rất nhanh, bọn hắn thông qua thu mua một chút trung y quán cùng xưởng thuốc, đạt tới thu hoạch trung y truyền thống bí phương mục đích, Huệ Nhân Đường tại xảy ra chuyện trước đó, Minh Đức Tập Đoàn liền đưa ra qua thu mua hoặc nhập cổ phần hợp tác, nhưng là bị Huệ Nhân Đường người phụ trách Hoàng Công Hiền cự tuyệt. Lâm Tư Cẩn thấp giọng nói, người nói là lần này Huệ Nhân Đường phiền phức nguồn gốc từ tại Minh Đức Tập Đoàn trả thù. Hứa Thuần Lương nói, không có chứng cứ sự tình ta sẽ không nói lung tung, nhưng là ta cảm thấy việc này phi thường khả nghi, căn cứ ta đối Minh Đức Tập Đoàn hiểu rõ, thủ đoạn của bọn hắn cực kỳ ti tiện, lúc trước đối với chúng ta Hứa gia Hồi Xuân Đường cùng Nhân Hòa Đường đều dùng đồng dạng thủ pháp. Lâm Tư Cẩn nói, có chuyện ta có thể minh xác nói cho ngươi, báo cáo Huệ Nhân Đường cũng không phải là Minh Đức Tập Đoàn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không trắng trợn tiến hành báo cáo, tùy tiện tìm người cũng có thể làm chuyện này, chỉ cần điều tra cái này báo cáo người không khó tra ra hắn phía sau màn kẻ sai khiến đến tột cùng là ai. Hứa Thuần Lương vẫn cho rằng Minh Đức Tập Đoàn nên chính là phía sau màn hắc thủ. Lâm Tư Cẩn mỉm cười nói, tiểu Hứa, ta phát hiện ngươi đối Minh Đức Tập Đoàn địch ý rất lớn a. Minh Đức Tập Đoàn là lớn nhất Hàn Y Tập Đoàn, bọn hắn rơi xuống đất trong nước cũng đầy đủ biểu hiện nước ta tại chữa bệnh phương diện mở ra bao dung thái độ. Hứa Thuần Lương nói, nếu như bọn hắn chân chính là tới mở rộng Hàn Y coi như bỏ qua, không phải ta không dung người chi lược, mà là ta chỗ nghe nói Minh Đức Tập Đoàn căn bản cũng không phải là vì trị bệnh cứu người mà đến. Bọn hắn đến chúng ta nơi này về sau, làm nhiều nhất chính là thu mua cùng chiếm đoạt, lợi dụng tiền tài hấp dẫn mê hoặc một nhóm lớn trung y hành nghề người, lừa gạt đi quá nhiều truyền thống bí phương cùng y thuật. Lâm Tư Cẩn cầm khởi chén trà của mình uống một hớp, nàng không nói gì, ra hiệu Hứa Thuần Lương tiếp tục giảng. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta đối bọn hắn hải nạp bách xuyên, nhưng người ta cũng không phải ôm cùng ngươi giao lưu mục đích, ta cũng là trung y thế gia xuất thân, ta phi thường rõ ràng bọn hắn Hàn Y là cái quái gì, từ cơ sở lý luận đến dùng phương thuốc pháp, tất cả đều là từ chúng ta nơi này học qua đi, kỳ thật chúng ta không sợ bọn họ học. Nhưng đám gia hỏa này học được còn không nhận, đem chúng ta truyền thống y học thay hình đổi dạng, trực tiếp liền biến thành bọn hắn quốc bảo, cái này căn bản là trộm A. Lâm Tư Cẩn nói, người phản ứng vấn đề xác thực tồn tại, nhưng là chúng ta truyền thống y học bác đại tinh thâm cũng không phải là dễ dàng như vậy trộm đi. Hứa Thuần Lương nói, Lâm A Di, ta cho rằng không thể phớt lờ, đi qua ta cũng thấy như vậy nhưng có câu nói gọi ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, chúng ta nội bộ cũng xảy ra vấn đề. Có ít người chỉ biết là hướng tiền nhìn, căn bản không có bảo hộ dân tộc văn hóa ý thức, liền nói cái này Minh Đức Tập Đoàn, người phụ trách của bọn họ Hoàng Hữu Long chính là cái Hàn tịch người Hoa, bản thân ngay tại Trung Y phương thuốc bột nghiên cứu rất sâu. Lâm Tư Cẩn nói, tiểu Hứa, người yên tâm đi, người nói tình huống ta sẽ nhắc nhở ban ngành liên quan coi trọng. Hứa Thuần Lương lại nhắc lên Hoàng Công Hiền bị điều tra đến nay vẫn không có thả hắn về nhà sự tình, Lâm Tư Cẩn gọi điện thoại nói cho Hứa Thuần Lương. Đêm nay Hoàng Công Hiền liền có thể về nhà, nhưng là trong thời gian ngắn hắn không thể rời đi kinh thành. Hứa Thuần Lương rời đi thời điểm, thấy được một vị người quen, Ân Hằng chế dược chủ tịch Lương Văn Tĩnh. Lương Văn Tĩnh lần này tới kinh cũng là vì Huệ Nhân Đường sự tình, bởi vì xảy ra chuyện cái đám kia trong dược vật, có ba cái chủng loại là Ân Hằng chế dược liên hợp xuất phẩm, cho nên Ân Hằng chế dược cũng nhận liên lụy. Lương Văn Tĩnh lần này chính là chuyên tới đi lại quan hệ. Đáng tiếc đừng nhìn nàng tại Đông Châu đỉnh lấy nổi danh xí nghiệp ra quang hoàn, nhưng là nàng điểm này quang hoàn đi vào kinh thành liền biến thành đom đóm, căn bản không người chú ý, càng không cần phải nói cho nàng mặt mũi. Mặc dù lần này Huệ Nhân Đường xảy ra chuyện, Huệ Nhân Đường phương diện muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, nhưng làm sản xuất phương Ân Hằng chế dược cũng khó tránh khỏi bị phạt, việc này đã dẫn phát Ân Hằng chế dược giá cổ phiếu kịch liệt hạ áp chế. Hứa Thuần Lương bản muốn đuổi theo đi cùng Lương Văn Tĩnh chào hỏi. Nhưng nhìn đến Lương Văn Tĩnh đi được rất gấp, bãi đỗ xe có người nghênh đón tiếp lấy. Hứa Thuần Lương nhận ra kia hàng là Triệu Hiểu Tuệ bạn trai cũ Trần Kiến Tân, bởi vì trước đây ngay tại trong rạp chiếu bóng phát hiện Lương Văn Tĩnh cùng Trần Kiến Tân gian tình,
Hứa Thuần Lương lập tức dừng bước lại, nghĩ không ra Lương Văn Tĩnh đến kinh thành làm việc đều mang con hàng này, Thịnh Chiêu Huy đầu đều xanh biếc bốc lên dầu. Bất quá Thịnh Chiêu Huy cũng không đáng đến đồng tình, cái này hai vợ chồng riêng phần mình đặc sắc, không có một cái đèn đã cạn dầu. 1. Hứa Thuần Lương trong lòng có chút hiếu kỳ, nhìn thấy bọn hắn cưỡi Mercedes lái đi, bước nhanh đi vào ven đường chặn chiếc taxi, để lái xe đuổi theo. Lương Văn Tĩnh cưỡi kia chiếc Mercedes lái vào bốn mùa khách sạn cổng, Lương Văn Tĩnh xuống xe đi vào trước, Trần Kiến Tân sau khi xuống xe hút một điếu thuốc, lại chặn chiếc xe taxi rời đi. Hứa Thuần Lương bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, quyết định cùng đi lên xem một chút, con hàng này đến cùng đến kinh thành làm gì. Đi theo Trần Kiến Tân đi thẳng tới ở vào xem kinh thành cảnh phúc lớn hạ, Hứa Thuần Lương nhìn thấy Trần Kiến Tân tiến vào cảnh phúc lớn hạ, trong lòng đã hiểu cái gì, hắn cũng không có tiếp tục theo dõi đi vào. Mà là để lái xe một lần nữa tướng mình đưa về bốn mùa khách sạn. Hứa Thuần Lương sau khi xuống xe, cho Lương Văn Tĩnh gọi điện thoại. Lương Văn Tĩnh tiếp vào điện thoại của hắn hơi có chút ngoài ý muốn, Hứa chủ nhiệm, người tìm ta có việc. Lương Tổng, thuận tiện gặp mặt sao? Có chuyện ta muốn làm một hàn huyên với người trò chuyện. Lương Văn Tĩnh nói, không có ý tứ, ta hiện tại người ở kinh thành, có chuyện gì chờ ta trở về rồi hãy nói. Nàng biết Hứa Thuần Lương hiện tại đi văn lữ cục, tìm mình 89/10 là vì kéo tài trợ, trước đây Thịnh Chiêu Huy liền muốn quan danh Đông Châu nằm dê tiết, Lương Văn Tĩnh tại ban giám đốc bên trên công khai bác bỏ đề nghị của hắn. Nàng phát hiện Thịnh Chiêu Huy đoạn thời gian gần nhất đang cố gắng mở rộng tại công ty nội bộ ảnh hưởng, tranh quyền chi tâm rõ rành rành, cái này đã khiến cho Lương Văn Tĩnh cảnh giác. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng ở kinh thành, Lương Tổng lần này tới là cùng Huệ Nhân Đường sự tình có quan hệ đi. Ta chủ yếu muốn theo ngươi nói chuyện này. Lương Văn Tĩnh trong lòng khẽ giật mình, nàng cũng không biết Hứa Thuần Lương cùng Huệ Nhân Đường có quan hệ gì, suy nghĩ một chút nói, ta tại bốn mùa khách sạn, nửa giờ sau, chúng ta tại quán cà phê gặp mặt. Hứa Thuần Lương nói, không cần lâu như vậy, 10 phút đồng hồ ta đã đến. Lương Văn Tĩnh đi vào quán cà phê, phát hiện Hứa Thuần Lương quả thật đã đến địa phương, nàng lần này thật là có chút ngạc nhiên, người này chẳng lẽ liền ở tại phụ cận. Hay là hắn vẫn luôn đang theo dõi mình? Lương Văn Tĩnh tại Hứa Thuần Lương đối diện ngồi xuống. Hứa Thuần Lương nói, không biết người thích uống cái gì, ta làm chủ cho ngài điểm chén cappuccino. Lương Văn Tĩnh nói, tạ ơn. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ sát đất bắn ra tại trên người của hai người, nhân viên phục vụ đưa lên cà phê, Lương Văn Tĩnh uống một ngụm cà phê, xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn thấy kinh thành mỹ lệ cảnh đường phố. Thế nhưng là mỹ lệ đến đâu cảnh đường phố nàng cũng không lòng dạ nào thưởng thức, Huệ Nhân Đường sự kiện nếu như xử lý bất đương sẽ đối với Ân Hằng chế dược tạo thành cực ảnh hưởng nghiêm trọng, giá cổ phiếu hạ áp chế còn có tăng trở lại ngay, nhưng là nếu như đã mất đi tiêu phí người lòng tin, như vậy về sau liền phiền toái. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng Huệ Nhân Đường Hoàng Vọng Lân tiên sinh là bạn vong niên. Lương Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, nàng cũng đã gặp Hoàng Vọng Lân mấy lần, đối Hoàng Tam gia khí khái cũng có chút ngưỡng mộ. Nhưng là nàng đối Hoàng Vọng Lân muốn lấy trưởng bối tương xứng, Hứa Thuần Lương thế mà có thể cùng Hoàng Vọng Lân trở thành bạn vong niên, chứng minh tiểu tử này xác thực có một bộ, liên tưởng tới lão công mình Thịnh Chiêu Huy lúc trước bị Hứa Thuần Lương đánh gần chết, hiện tại còn không phải cùng hắn thân nhau, đến tột cùng là sợ hắn còn bị người này nhân cách mị lực chiết phục, kia liền không được biết rồi. Lương Văn Tĩnh nói, chúng ta cùng Huệ Nhân Đường hợp tác đã có nhiều năm, cho tới nay hợp tác ăn ý, mà lại đi qua cũng không có bộc ra nhiều như vậy vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, theo ta được biết, có 12 người tử vong, bọn hắn cũng đã có phục dụng Huệ Nhân Đường xuất phẩm dược vật lịch sử. Lương Văn Tĩnh nói, đi qua chưa từng nghe nói qua, 12 người này đều là tại năm nay tử vong, vì cái gì đi qua không có nhiều như vậy tử vong ca bệnh. Hứa Thuần Lương nói, đi qua không có người chú ý các ngươi, lần này Huệ Nhân Đường xảy ra chuyện là bởi vì có người báo cáo. Lương Văn Tĩnh nói, ta cũng nghe nói. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có biết hay không là ai báo cáo các ngươi? Lương Văn Tĩnh lắc đầu nói, ta sao có thể biết? 89/10 là đối thủ cạnh tranh. Hứa Thuần Lương nói, có thể cầm tới các ngươi dược phẩm số liệu cùng tài liệu cặn kẽ khẳng định là xuất từ các ngươi nội bộ, chuyện này đã chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài. Lương Văn Tĩnh cả giận nói, nếu để cho ta tra ra là ai tiết lộ công ty tư liệu, ta nhất định không tha cho hắn. Hứa Thuần Lương nói, Lương Tổng cùng Minh Đức Tập đoàn có hay không tiếp xúc? Lương Văn Tĩnh nói, từng có, Minh Đức Tập đoàn tưởng thu cấu chúng ta thứ ba xưởng chế thuốc, thứ ba xưởng chế thuốc chính là chúng ta trung thành thuốc sản xuất bộ môn,
thuốc đông y nghiên cứu phát minh trung tâm cũng ở đó. Hứa Thuần Lương cái này hỏi một chút để Lương Văn Tĩnh ý thức được cái gì, nàng cố gắng về suy nghĩ một chút nói, bất quá ta cự tuyệt đề nghị của bọn hắn, lúc ấy là lão công ta đem bọn hắn mang tới. Lương Văn Tĩnh trong lòng dâng lên nghi ngờ, chẳng lẽ là Thính Chiêu Huy, hắn cùng mình đồng sàng dị mộng đã nhiều năm, Triệu Hiểu Tuệ sự tình về sau, người này tâm càng không tại mình nơi này. Lương Văn Tĩnh biết Triệu Hiểu Tuệ đi nước ngoài sinh con, đứa bé kia 89 phần 10 chính là Thính Chiêu Huy. Kia mẹ con hai người ăn uống chi phí tự nhiên đều là Thính Chiêu Huy phụ trách. Không có nữ nhân nào có thể dễ dàng tha thứ những này, Lương Văn Tĩnh tăng cường đối Thính Chiêu Huy kinh tế quản khống, bởi vì cái gọi là nơi nào có áp bách, nơi nào có phản kháng, Thính Chiêu Huy vì vậy mà sinh ra đoạt quyền chi tâm, thậm chí muốn thông qua ly hôn đến phân đi nàng một nửa tài sản. Hứa Thuần Lương nghe xong liền biết nàng hoài nghi bên trên Thính Chiêu Huy, hắn không chút hoang mang lấy điện thoại cầm tay ra, tìm ra một chương vừa đập ảnh chụp cho Lương Văn Tĩnh nhìn. Lương Văn Tĩnh thấy được bóng lưng của một nam tử, nàng lập tức liền nhận ra kia là Trần Kiến Tân, trong nội tâm lập tức đập bịch bịch, nàng sinh ra ý nghĩ đầu tiên chính là mình cùng Trần Kiến Tân tư tình bị Hứa Thuần Lương phát hiện, bất quá nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, cái này trên tấm ảnh không có mình, hoàn cảnh nàng cũng chưa quen thuộc. Hứa Thuần Lương nếu là phá vỡ chuyện của bọn hắn, lẽ ra có hình của mình mới đúng. Hứa Thuần Lương nói, người này ngươi biết à? Lương Văn Tĩnh nói, công ty của ta một cao quản, hắn gọi Trần Kiến Tân. Hứa Thuần Lương nói, đây là ta vừa mới vỗ xuống ảnh chụp, hắn tiến vào địa phương là nằm ở xem kinh thành cảnh phúc lớn hạ, Minh Đức Tập đoàn Trung Hoa Sự nghiệp bộ sở tại địa. Lương Văn Tĩnh con người bỗng nhiên co vào, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nàng làm sao có thể không rõ ràng Hứa Thuần Lương là ám chỉ cái gì, chẳng lẽ ra bán mình chính là Trần Kiến Tân? Nếu thật sự là như thế người này cũng quá hèn hạ. Hứa Thuần Lương nói, có thể là ta quá lo lắng, Trần Kiến Tân tiến về cảnh phúc lớn hạ có thể là đi ngang qua, cũng có thể là Lương Tổng phái hắn đi cùng Minh Đức Tập đoàn hiệp đàm nghiệp vụ. Lương Văn Tĩnh nói, người vẫn luôn đang theo dõi ta. Nàng cùng Trần Kiến Tân tách ra cũng không đến bao lâu thời gian, không khó làm ra phán đoán như thế. Hứa Thuần Lương nói, ta đối Lương Tổng sinh hoạt cá nhân cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú, ta chỉ quan tâm bằng hữu của ta phải chăng bị người thiết kế, Ân Hằng chế dược là Đông Châu Minh Tinh xí nghiệp, Thịnh Tổng cũng là bạn của ta, ta nghĩ hiện tại lẽ ra là nhất trí đối ngoại thời khắc. Lương Văn Tĩnh hai tay nắm chén cà phê vẫn ấm áp, nhưng lòng bàn tay của nàng lại hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng vất vả phấn đấu, sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tạo dựng Ân Hằng chế dược, lại gặp phải trượng phu phản bội. Hiện tại liền Trần Kiến Tân cũng phản bội nàng, nàng bỗng nhiên cảm giác nhân sinh của mình rất thất bại. Lương Văn Tĩnh nói, ta không hiểu ngươi nói nhất trí đối ngoại là có ý gì. Hứa Thuần Lương nói, có một số việc không cần thiết nói thấu, liên quan tới phụ tử sử dụng, từ cổ chí kim đều có hai lưỡi kiếm thuyết pháp, thế nhưng là thuốc ba phần độc, mấu chốt tại như thế nào sử dụng, lần này Huệ Nhân Đường sự kiện tuyệt không phải ngẫu nhưng, là có người tại chủ mưu công kích, mục tiêu công kích không chỉ là Huệ Nhân Đường. Cũng bao quát các người Ân Hằng chế dược, ta hoài nghi việc này cùng Minh Đức Tập đoàn có quan hệ, bọn hắn chân chính động cơ là lợi dụng việc này đến chế tạo văn chương. Ô danh hóa nước ta truyền thống trung y, càng ý đồ phá hủy bản thổ dược xí, từ đó đạt tới chiếm lĩnh nước ta y dược thị trường mục đích. Lương Văn Tĩnh không nói gì trong lòng đã nhận đồng Hứa Thuần Lương phỏng đoán. Hứa Thuần Lương nói, nếu là Lương Tổng không muốn cùng chúng ta cộng đồng đối diện, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Lương Văn Tĩnh thấp giọng nói, người có ý định gì? Hứa Thuần Lương biết nàng đã bị chính mình nói động, mỉm cười nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chúng ta trước bắt được nội tặc, làm rõ đối phương xáo lộ, sau đó lại quay giáo một kích, mới có thể đả kích địch nhân chỗ đau. Lương Văn Tĩnh nói, người hoài nghi Trần Kiến Tân là nội tặc. Hứa Thuần Lương nói, ta chỉ là thuận miệng kiểu nói này, hắn có hay không bán Ân Hằng, còn phải người tự mình làm ra phán đoán. Lương Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, nàng chủ động tăng thêm Hứa Thuần Lương WeChat, truyền cho Hứa Thuần Lương một chút danh sách, những này trên danh sách đều là tham dự phân tích luận chứng giáo sư chuyên gia, đám người này lần này trong sóng gió phong ba sung làm bỏ đá xuống giếng nhân vật, bọn hắn viết không ít văn chương để chứng minh Huệ Nhân Đường dược vật có độc, trong đó có một vị gọi Khúc Truyện Phúc chuyên gia nhảy nhất là vui sướng, con hàng này cũng là thổi phồng trung y vô dụng luận người tiên phong chi một. Trước mắt nhậm chức tại Thủy Mộc. Hứa Thuần Lương cảm thấy con hàng này danh tự có chút quen thuộc, hơi chút suy nghĩ nhớ lại, cái này không phải liền là cái kia đánh lấy quan tâm nữ học sinh đối Cao Hiểu Bạch không có hảo ý Ngụy Quân Tử. Hứa Thuần Lương đã từng đã cảnh cáo Khúc Truyện Phúc, kia hàng còn bởi vậy khiếu nại Hứa Thuần Lương,
Lúc đầu chuyện này đã lật thiên nghĩ không ra đánh một vòng lại cùng con hàng này đối mặt. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ đây cũng là cái bên trong thông ngoại tặc công biết. Nguyên bản đều đem ngươi quên, là ngươi chó nhập giọt chủ động hướng bên cạnh ta góp. Lần này không hung hăng giáo huấn ngươi, ta đều có lỗi với liệt tổ liệt tông. Hứa Thuần Lương rời đi bốn mùa khách sạn về sau, liền liên hệ một chút Cao Hiểu Bạch. Cao Hiểu Bạch nghe nói hắn đến kinh thành, cũng cao hứng phi thường, chủ động đưa ra muốn mời hắn ra họp gặp. Hứa Thuần Lương để Cao Hiểu Bạch không muốn cùng người trong nhà nói, hắn có việc muốn nhờ. Cao Hiểu Bạch vốn là thiếu hắn không ít nhân tình, nghe nói hắn yêu cầu mình làm việc, lập tức đáp ứng, chỉ là nàng cũng không rõ ràng mình có thể giúp hắn cái gì. Hứa Thuần Lương cho nàng ấn tượng đơn giản chính là không chỗ không có thể, mình trước mắt cũng chính là cái nghiên cứu sinh đang học, vô luận lịch duyệt xã hội vẫn là nhân mạch đều không thể cùng Hứa Thuần Lương đánh đồng, nhưng là chỉ cần là mình đủ khả năng, nàng khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trong lúc bất chi bất giác, Hứa Thuần Lương đã lật đổ Cao Hiểu Bạch đối với hắn cố hữu ấn tượng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Cao Hiểu Bạch gần như không thể tin tưởng hiện tại Hứa Thuần Lương cùng quá khứ là một người. Hai người ước định tại Thủy Mộc phụ cận Mai vườn phòng ăn gặp mặt. Cao Hiểu Bạch cách gần đó, để điện thoại xuống cưỡi xe đạp liền đi qua, Hứa Thuần Lương đạt tới thời điểm, nàng đã điểm tốt đồ ăn, cười nói, hôm nay không muốn cùng ta đoạt, ta đến mời. Hứa Thuần Lương biết cái này trong cơ bản bên trên đều là phụ cận học sinh tới dùng cơm, tiêu phí cũng sẽ không quá cao, gật đầu nói thành, đừng quá xa xỉ. Cao Hiểu Bạch nở nụ cười, người nghĩ xa xỉ cũng không có. Hứa Thuần Lương nói, vậy cũng không nhất định, mỗi người xa xỉ tiêu chuẩn cũng không giống nhau, có thể cùng người mỹ nữ như vậy thạc sĩ cùng nhau ăn cơm, bản thân liền đủ xa xỉ. Cao Hiểu Bạch nghe được trong lòng thoải mái, thầm khen người này EQ, muốn biện hộ cho thương thứ này cùng trình độ thật không có liên quan quá nhiều, phụ thân liền thường thường để nàng hướng Hứa Thuần Lương nhiều học tập. Cao Hiểu Bạch từ ban sơ không phục biến thành hiện tại vui lòng phục tùng, nàng cũng rõ ràng phụ thân thích Hứa Thuần Lương. Nghĩ đem hai bọn họ hướng một khối tác hợp, bất quá Cao Hiểu Bạch đầu não hay là vô cùng rõ ràng, nàng thừa nhận Hứa Thuần Lương ưu tú, nhưng là nàng cũng ý thức đến mình cùng Hứa Thuần Lương cũng không thích hợp. Cao Hiểu Bạch nói, khó trách Mai Như Tuyết sẽ bị ngươi dỗ lại. Hứa Thuần Lương nói, lời này thế nào nói? Chúng ta là tình đầu ý hợp, hai mái hiên tình nguyện, ta cũng không có hống nàng. Cao Hiểu Bạch nói, ta nhưng nghe nói nữ nhân đều là dựa vào hống. Hứa Thuần Lương cười nói, cho nên ngươi muốn đề cao cảnh giác. Cao Hiểu Bạch gương mặt xinh đẹp nóng lên, mình hồi trước suýt nữa trúng Lý Sương Mẫn cái bẫy, còn tốt gặp Hứa Thuần Lương, nàng trên miệng mặc dù không nói, nhưng lòng dạ đối Hứa Thuần Lương phi thường cảm tạ. Phục vụ viên tới mang thức ăn lên, Cao Hiểu Bạch hỏi hắn uống hay không rượu. Hứa Thuần Lương lắc đầu, hắn hôm nay tới chủ yếu là nói chuyện chính sự, lại nói Cao Hiểu Bạch cũng không phải một cái rất tốt bồi tử đối tượng. Cao Hiểu Bạch điểm một bình cúc phổ, hai người lấy trà thay rượu. Trường học bên cạnh tiệm cơm khẩu vị cũng không kinh diễm chỗ, quý ở hàng đẹp giá rẻ. Hứa Thuần Lương cũng không phải chạy bữa cơm này tới, ăn vài miếng, liền đi vào chính đề. Hiểu Bạch, khúc chuyện phúc người này ngươi hiểu rõ không? Cao Hiểu Bạch liên tưởng tới Hứa Thuần Lương lần trước nhắc nhở mình phải đề phòng khúc chuyện phúc, còn chuyên môn truyền người này tư liệu cho mình, lúc ấy Cao Hiểu Bạch rất không cao hứng. Cho rằng Hứa Thuần Lương nhiều chuyện, bất quá sau đó nàng thông qua hiểu biết ra vẻ đạo mạo khúc giáo thụ danh tiếng hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Cũng là từ khi đó bắt đầu Cao Hiểu Bạch cố ý xa lánh khúc chuyện phúc bản thân cũng bị Hứa Thuần Lương đã cảnh cáo, cũng không dám lại vô sự mà ân cần. Cao Hiểu Bạch nói, ta thực sự hiểu rõ hắn còn là thông qua ngươi đây. Hứa Thuần Lương nói, con hàng này cũng không phải cái gì đồ tốt. Cao Hiểu Bạch cười cười. Hắn tìm mình cũng không phải là vì mắng khúc chuyện phúc vài câu a. Lấy Hứa Thuần Lương tính cách, thật đáng ghét một người 89/10 là muốn xuất thủ. Hứa Thuần Lương nói, ta muốn cho ngươi giúp ta tướng con hàng này cho hẹn ra. Cao Hiểu Bạch nháy nháy mắt, ta hẹn hắn. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tướng khúc chuyện phúc gần nhất lợi dụng Huệ Nhân Đường sự tình điên cuồng công kích trung y thuốc hành vi nói, đương nhiên hắn đến thêm mắm thêm muối. Không phải Cao Hiểu Bạch sẽ cho rằng khúc chuyện phúc công kích Huệ Nhân Đường cùng hắn lại có quan hệ gì. Hứa Thuần Lương tìm một cái đầy đủ lý do, nói cho Cao Hiểu Bạch, khúc chuyện phúc đem Nhân Hòa Đường cùng Hồi Xuân Đường đều cùng nhau công kích, con hàng này tựa như là một cái chó dại, bắt ai ai, thân là Hồi Xuân Đường truyền nhân, Nhân Hòa Đường nhãn hiệu thực tế người nắm giữ, Hứa Thuần Lương đương nhiên phải tìm con hàng này hảo hảo nói chuyện. Cao Hiểu Bạch nghe xong cũng cảm thấy lòng đầy căm phẫn,
Nàng mặc dù cũng không xử lý công việc y liệu, nhưng là phụ thân nàng Cao Tân Hoa tại bệnh viện công việc, lại thêm Hứa Thuần Lương nói đến dõng dạc, để Cao Hiểu Bạch cảm thấy khúc chuyện phúc liền là một cái khuỷu tay xoay ra bên ngoài vô lương công biết. Hứa Thuần Lương nhìn qua Cao Hiểu Bạch nói, sự tình đại khái chính là như vậy, ngươi nếu là nguyện ý giúp đỡ, cảm thấy chuyện này không dễ làm, cũng chớ miễn cưỡng. Cao Hiểu Bạch nói, không có gì tốt miễn cưỡng, không phải liền là đem hắn hẹn ra nha, lúc nào. Đương nhiên càng nhanh càng tốt. Cao Hiểu Bạch nói, vậy ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này đương nhiên không còn gì tốt hơn. Cao Hiểu Bạch ngay trước Hứa Thuần Lương bột liền cho Khúc Truyện Phúc gọi điện thoại, mở miễn đề. Tiếng chuông vừa vang Khúc Truyện Phúc liền nhận nghe điện thoại, thanh âm đặc biệt ôn hòa, Hiểu Bạch đồng học, người tìm ta có việc. Cao Hiểu Bạch nhìn Hứa Thuần Lương một chút, Khúc giáo thụ, ta không có chậm trễ người nghỉ ngơi đi. Không có, người nói, ta liền thích người chăm chỉ như vậy dụng công đồng học. Cao Hiểu Bạch nói, trong điện thoại nói không rõ ràng, nếu không chúng ta hẹn cái thời gian, ngày nào gặp mặt lại nói. Khúc Truyện Phúc đầy nhiệt tình nói, ngày khác không bằng xung đột, dạng này a, ta còn ở trường học văn phòng đâu, người biết địa phương, ta hiện tại vừa vặn có thời gian, người tới tìm ta. Cao Hiểu Bạch nói, không tiện a. Thuận tiện, có cái gì không tiện, người đến chính là, ta nơi này cà phê uống rất ngon. Cao Hiểu Bạch ừ một tiếng, đưa điện thoại cho phủ lên. Hứa Thuần Lương một bên nghe, trước mắt hiện ra Khúc Truyện Phúc tiện hề hề gương mặt già nua kia, thật muốn hiện tại liền đem kia hàng từ trong điện thoại bắt tới hung hăng đánh một trận. Cao Hiểu Bạch nói kia, ta đi qua. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, quay lại ta cùng ngươi cùng đi. Cao Hiểu Bạch nói, không có chuyện, ở trường học, hắn không dám như thế nào. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tuyệt đối đừng đánh giá thấp đám này giáo sư vô sỉ. Hai người ăn cơm xong. Cao Hiểu Bạch đem sổ sách cho kết, cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ tiến vào sân trường trên đường Hứa Thuần Lương bàn giao nàng mấy cái yếu điểm. Hai người thương định, từ Cao Hiểu Bạch đi trước tìm Khúc Truyện Phúc nói chuyện, tận lực từ chỗ của hắn moi ra một chút tin tức. Cao Hiểu Bạch đi vào Khúc Truyện Phúc cửa phòng làm việc bên ngoài, nhìn thấy bên trong đèn sáng, nàng hít một hơi thật sâu, quay người nhìn thoáng qua, Hứa Thuần Lương tại hành lang lối vào chỗ hướng nàng làm cái tất thắng thủ thế. Cao Hiểu Bạch gõ cửa một cái. Không chờ nàng mở miệng, Khúc Truyện Phúc liền mở ra cửa, tiếu dung rào rạt nói, Hiểu Bạch đồng học, tại sao lâu như thế a? Ta cũng chờ ngươi cả buổi. Khúc Truyện Phúc đem Cao Hiểu Bạch để tiến văn phòng thời điểm, không quên vãng hai bên quan sát một chút, con hàng này vẫn là tương đối cảnh giác. Cao Hiểu Bạch tiến vào Khúc Truyện Phúc văn phòng, nghe được một cỗ cà phê hương khí, gia tốc khiêu động nội tâm thoáng làm chậm lại một chút, lúc này sau lưng tiếng đóng cửa lại đem nàng giật nảy mình. Khúc Truyện Phúc nói, đừng câu thúc, coi như là nhà mình, ngồi. Hắn vỗ vỗ Cao Hiểu Bạch bả vai. Cao Hiểu Bạch đáy lòng run rẩy, người này rõ ràng tại thừa dịp cơ khai du. Cao Hiểu Bạch đi trên ghế salon ngồi xuống. Khúc Truyện Phúc nói, đài này cà phê cơ là mới sắm đưa, ta cái này cà phê đậu muốn so với các ngươi thường đi Starbucks tốt quá nhiều. Hắn bắt đầu động thủ xông cà phê. Cao Hiểu Bạch nói, Khúc giáo thụ, người không vội. Ta chính là đến thỉnh giáo mấy vấn đề, chậm trễ không được ngươi thời gian quá dài. Khúc Truyện Phúc nói, sao có thể nói là chậm trễ đâu. Ta vẫn luôn phi thường thưởng thức ngươi, thông minh, hiểu chuyện, tại học thuật bên trên có thể bình tĩnh lại khắc khổ học tập, trên sinh hoạt cũng rất có truy cầu. Khúc Truyện Phúc tướng nấu xong cà phê đưa cho Cao Hiểu Bạch tiếp nhận tạ ơn. Khúc Truyện Phúc đi vào Cao Hiểu Bạch ngồi xuống bên người, cùng nàng giữ vững một khoảng cách. Thói quen nhếch lên chân bắt chéo nói đi, có chuyện gì ta có thể giúp ngươi? Cao Hiểu Bạch nói, là như thế này, gần nhất ta nghĩ viết một thiên liên quan tới đương kim thời đại Trung Hoa truyền thống y học hiện trạng luận đề, thế nhưng là lại không biết như thế nào vào tay. Khúc Truyện Phúc hơi kinh ngạc nhìn qua Cao Hiểu Bạch nói, người nghĩ như thế nào viết cái này đề tài thảo luận đâu? Cao Hiểu Bạch nói, cha ta tại hệ thống vệ sinh công việc, là hắn cho đề nghị của ta. Ta muốn đem thiên văn chương này làm ta luận văn tốt nghiệp. Khúc Truyện Phúc cười ha ha nói, Hiểu Bạch a, người lần này xem như tìm đúng người, ta mấy năm này đều đang nghiên cứu phương diện này vấn đề, nghĩ không ra chúng ta nghĩ đến cùng đi, xem ra giữa chúng ta thật đúng là lòng có linh tê đâu. Khúc Truyện Phúc vừa nói chuyện, một bên hướng Cao Hiểu Bạch tới gần một chút. Cao Hiểu Bạch càng phát ra khẩn trương, thật muốn tông cửa xông ra, nhưng nhớ tới mình hôm nay là mang nhiệm vụ tới. Nàng không có lập tức rời đi, nhấp một hớp cà phê nói cái này cà phê thật rất thơm a.
Khúc Truyện Phúc nói, người về sau còn dự định thân bác a? Cao Hiểu Bạch nhẹ gật đầu. Khúc Truyện Phúc nói, liền đến chỗ của ta nha, ta phi thường thưởng thức ngươi, về sau ta tự mình chỉ đạo ngươi, trong trong ngoài ngoài đều có thể cho ngươi trợ giúp rất lớn, ta cũng cam đoan ngươi có thể đạt được tốt nhất học tập cơ hội, sẽ còn giới thiệu cho ngươi tài nguyên cùng nhân mạch. Cao Hiểu Bạch nói, tạ ơn. Khúc Truyện Phúc cười nói, ngươi cùng ta thật sự là quá khách khí, ngươi thông minh như vậy, khẳng định minh bạch ta ý tứ. Ánh mắt của hắn không chút kiêng kỵ đánh giá Cao Hiểu Bạch, cô nương xinh đẹp hắn gặp nhiều, nhưng xinh đẹp lại tài trí nữ thạc sĩ thật không có mấy cái. 1. Cao Hiểu Bạch cảm thấy ánh mắt của hắn đã mạo phạm đến mình, mà lại hắn cùng mình ở giữa khoảng cách từ vừa rồi 1 mét rút ngắn cho tới bây giờ 1 thước. Cao Hiểu Bạch tướng cà phê đặt ở trên bàn trà, Khúc giáo thụ, ta còn là hôm nào lại đến đi. Khúc Truyện Phúc bắt lại cánh tay của nàng, gấp cái gì? Ta lại ăn không được ngươi, trong mắt ta ngươi cùng con của ta không sai biệt lắm, như có thể trở thành học sinh của ta, ngươi về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Cao Hiểu Bạch tránh ra khỏi tay của hắn, ta phải đi. Nàng vừa mới xoay người sang chỗ khác, Khúc Truyện Phúc thở dài nói, ta vẫn cho là ngươi là thông minh tuyệt đỉnh hài tử, hẳn là so đa số người muốn hiểu chuyện, trên thế giới này bất cứ chuyện gì đều là có đại giới, ngươi về sau đường còn rất dài, học tập cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải là tất cả mục tiêu đều có thể thông qua học tập đạt tới. Cao Hiểu Bạch thầm mắng người này chính là cái mặt người dạ thú, nàng lạnh lùng nói, xem ra chúng ta đều xem lầm người. Cao Hiểu Bạch chuẩn bị mở cửa rời đi, cửa phòng mới kéo ra một đường nhỏ, Khúc Truyện Phúc lại xông lên một tay lấy cửa phòng cho ấn xuống, nhìn qua Cao Hiểu Bạch nói, cơ bất khả thất, ngươi phải hiểu được nắm chắc cơ hội a. Cao Hiểu Bạch thật sự là đối với người này chán ghét cực độ, Hứa Thuần Lương nhìn người quả nhiên không sai, nàng cả giận nói, ngươi tránh ra. Khúc Truyện Phúc nhẹ gật đầu, trong lòng thầm than, cô gái nhỏ này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta ngược lại muốn xem ngươi về sau có còn muốn hay không tốt nghiệp. Hắn thở dài nói, ngươi làm ta quá là thất vọng, học sinh hay là muốn lấy việc học làm chủ, không muốn cả ngày suy nghĩ những này bàng môn tà đạo, Cao Hiểu Bạch ngươi tìm nhầm người. Cao Hiểu Bạch ngạc nhiên, hắn làm sao đột nhiên nói như vậy? Khúc Truyện Phúc sao mà giảo hoạt, nhìn thấy Cao Hiểu Bạch không ăn mình một bộ này, lo lắng nàng ra ngoài nói lung tung, cho nên mới cái tiên hạ thủ vi cường, hắn cố ý nói như vậy. Đồng thời mở ra điện thoại ghi âm, nói lời tất cả đều là đối với mình có lợi, nếu như Cao Hiểu Bạch dám can đảm vạch trần hắn, hắn sẽ lợi dụng ghi âm để chứng minh, là Cao Hiểu Bạch chủ động tới văn phòng ý đồ câu dẫn mình. Khúc Truyện Phúc biểu lộ tràn ngập đắc ý, lấy thân phận địa vị của hắn, nghĩ muốn làm khó Cao Hiểu Bạch còn không dễ dàng, vốn cho rằng nàng ban đêm tới là muốn chủ động ôm ấp yêu thương, lại nghĩ không ra nàng như thế không hiểu phong tình, ta ngựa bên trên liền để ngươi nếm đến cự tuyệt ta hậu quả. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Khúc Truyện Phúc trong lòng khẽ giật mình, lúc này còn ai vào đây đến? Hắn thấp giọng uy hiếp Cao Hiểu Bạch, thả thông minh một chút, người tốt nhất đừng chửi bới danh dự của ta. Khúc Truyện Phúc mở cửa phòng ra, không chờ hắn thấy rõ tình huống bên ngoài, một nắm đấm liền nện ở mắt phải của hắn bên trên, một quyền này đem hắn đánh mắt đen ngòm. Khúc Truyện Phúc loại này phần tử trí thức cao cấp bình thường bỏ bê rèn luyện, năng lực kháng đòn quá yếu. Hứa Thuần Lương cũng vô dụng quá lớn khí lực, vạn nhất đánh chết chẳng phải là phiền phức. Khúc Truyện Phúc thất tha thất thểu lui về phía sau, đặt mông ngồi trên sàn nhà, một tay che mắt, dùng một con mắt trái dò xét đến tột cùng là ai to gan như vậy dám xông vào nhập phòng làm việc của mình đánh mình, vẫn không thấy rõ Hứa Thuần Lương quá nhanh, một bàn tay quất vào hắn má trái bên trên, đánh cho Khúc Truyện Phúc cổ vung roi một dạng vận động. Cao Hiểu Bạch đã không chỉ một lần gặp Hứa Thuần Lương đánh người. Qua trên đường tới còn chuyên môn căn dặn hắn, tuyệt đối không nên động thủ đánh người, Khúc Truyện Phúc là phần tử trí thức cao cấp, ở trong xã hội có được tương đương lực ảnh hưởng, đánh hắn hậu quả rất nghiêm trọng. Hứa Thuần Lương nói, đóng cửa. Cao Hiểu Bạch đi ra ngoài khép cửa lại, nhưng đóng lại về sau phương mới ý thức tới mình sao lại ra làm gì. Lại đẩy cửa đi vào, đem cửa phòng đóng lại, từ bên trong khóa trái. Khúc Truyện Phúc mắt phải đau đến nước mắt chảy ròng. Nửa bên mặt trái nóng bỏng cùng lông cây ướt bỏ qua, thấy rõ là Hứa Thuần Lương về sau, hắn cả giận nói, ta nhận ra ngươi, ngươi thế mà tự tiện xông vào phòng làm việc của ta, ẩu đả ta muốn báo cảnh. Hứa Thuần Lương nói, có gan ngươi một mực báo, ngươi cái lão lưu manh, còn mẹ nó ác nhân cáo trạng trước. Hắn vừa nói chuyện, một bên quật lấy Khúc Truyện Phúc đầu, một bàn tay tiếp lấy một bàn tay, Khúc Truyện Phúc bị hắn rút đến hoa mắt chóng mặt, hai tay tranh thủ thời gian che đầu, ngươi đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa,
ngươi đã phạm pháp. Hứa Thuần Lương nói, loại người như ngươi chính là hất lên phần tử trí thức vỏ ngoài đồ lưu manh, còn cùng ta cách nói luật, cho là mình nhiều đọc mấy năm thư pháp luật liền bảo hộ ngươi rồi. Chọc giận ta, hiện tại liền đem ngươi từ trên lầu ném đi. Cao Hiểu Bạch nói, Thuần Lương, ngươi đừng làm ẩu a. Hứa Thuần Lương nói, hắn vừa rồi không chút lấy ngươi đi. Cao Hiểu Bạch nói, hắn dám. Khúc Truyện Phúc kỳ thật đã hơi sợ, nhưng ngoài miệng vẫn cường ngạnh, các ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định phải truy cứu luật pháp của các ngươi trách nhiệm, Cao Hiểu Bạch, ngươi cấu kết ra ngoài trường phần tử ngoài vòng luật pháp ẩu đả ta, các ngươi lấy bị khai trừ đi. Cao Hiểu Bạch cũng hỏa, nâng chung trà lên mấy bên trên cà phê chiếu vào Khúc Truyện Phúc trên mặt dội tới, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Hứa Thuần Lương hướng Cao Hiểu Bạch nói, Hiểu Bạch, ngươi trước tránh một chút, ta cùng Khúc giáo thụ đơn độc phiếm vài câu. Chủ yếu là tiếp xuống hành vi, Cao Hiểu Bạch không tiện nhìn. Cao Hiểu Bạch nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài, đem cửa phòng cho mang tới. Khúc Truyện Phúc nhìn xem hướng mình tới gần Hứa Thuần Lương, hắn run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta là Thủy Mộc giáo sư, ngươi dám. Hứa Thuần Lương điểm trúng huyệt đạo của hắn, Khúc Truyện Phúc thân thể lập tức sụi lơ một đoàn, liền nâng lên một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Hứa Thuần Lương nói, Khúc Truyện Phúc ngươi là cái thứ gì ta phi thường rõ ràng. Khúc Truyện Phúc nói, ngươi đối ta làm cái gì, thả ta ra, không phải ta gọi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi ngược lại nhắc nhở ta, hắn lại điểm Khúc Truyện Phúc á huyệt. Khúc Truyện Phúc lần này không nói nổi một lời nào. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi đoạn thời gian gần nhất phát biểu không ít ngôn luận, công kích truyền thống trung y thuốc, ta hôm nay liền là hướng về phía chuyện này tới. Ngươi chắc chắn sẽ không tùy tiện thừa nhận. Chỗ bằng vào ta trước tiên cần phải cho ngươi điểm đau khổ nếm thử. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, ngươi không phải tại văn chương bên trong chửi bới trung y sao? Ta liền để ngươi cảm thụ một chút trung y tác dụng. Hắn đem Khúc Truyện Phúc thân thể phản quay tới, để hắn quay lưng chính mình. Khúc Truyện Phúc mặt dán tại lạnh buốt gạch bên trên, cảm thấy Hứa Thuần Lương chính tướng y phục của mình nhấc lên, lại đem quần của hắn đảo xuống dưới, Khúc Truyện Phúc hồn phi phách tán, hắn muốn làm gì? Hẳn là tiểu tử này hữu Long Dương chi đam mê. Trời ạ, ta là người bình thường, ta mặc dù thèm nhỏ dãi Cao Hiểu Bạch sắc đẹp, nhưng ta không đối nàng như thế nào, người tại sao có thể dùng loại này vô sỉ phương pháp mà đối đãi ta? Khúc Truyện Phúc khổ vì không cách nào động đậy không thể phát ra tiếng, song, nếu như người này coi là thật đối ta dùng sức mạnh, như thế vô cùng nhục nhã để cho ta còn có mặt mũi nào trên đời này đặt chân. Hôm nay thua thiệt lớn, ta sẽ không phải vẩy muội không thành phản bị cỏ a. Hứa Thuần Lương lấy ra túi châm, rút ra một chi kim châm cứu, đâm vào Khúc Truyện Phúc sau lưng huyệt thận du. Huyệt thận du lại tên cao đóng, bởi vì huyệt vị tại phần eo có thể truyền thâu thận trải qua khí mà gọi tên, thuộc về túc thái dương bàng quang kinh. Cao, thiên bộ chi khí, đóng hộ đóng, cao đóng tên ý chỉ thận bên ngoài thua bàng quang kinh khí huyết vật chất là trời bộ nước ẩm ướt chi khí. Tại phần eo thứ 14 chỉ dưới, hai bên các một tấc 5 phần, trước cùng tề bình. Thuộc túc thái dương bàng quang kinh. Huyệt này ấm thận bồi nguyên, tráng eo bổ tủy, ích thông minh mắt, tại truyền thống y học bên trong bình thường châm cứu huyệt thận du dùng để trị liệu viêm thận, thận quặn đau, liệt chứng, bàng quang cơ tê liệt các loại triệu chứng. Châm cứu có thể trị bệnh không giả, nhưng là nhất định phải chính xác nắm chắc tiêu chuẩn, Hứa Thuần Lương cũng không có hảo tâm như vậy giúp Khúc Truyện Phúc ấm thận bồi nguyên, châm cứu có thể cứu cũng có thể hại người, mấu chốt ở chỗ châm pháp sử dụng. Áp dụng bổ pháp cùng tả pháp có thể đưa đến hoàn toàn tương phản tác dụng. Hứa Thuần Lương đối Khúc Truyện Phúc dùng chính là tả pháp. Khúc Truyện Phúc đầu tiên là cảm giác nhói nhói, sau đó chuyển thành căng đau, loại đau này cảm giác hướng phía dưới kéo dài tới đến đế bộ, hướng lên mở rộng đến trái bên trên bụng, đây là kim châm huyệt thận du thứ nhất châm cảm. Hai bên phần eo như là lốp xe bị nhổ xong khí khổng tâm, đến từ thiên bộ khí huyết vật chất không ngừng tiết ra ngoài. Lưu châm sau 5 phút, Hứa Thuần Lương tiếp tục tiến châm, xuyên thấu dựng thẳng sống lưng cơ cùng eo phương cơ ở giữa da thịt, sinh ra thứ hai châm cảm. Khúc Truyện Phúc cảm giác phần eo nặng nề ê ẩm sưng, hai viên thận tựa hồ biến thành hai cái quả tạ, xen lẫn chết lặng cảm giác, hướng chung quanh khuếch trương. Hứa Thuần Lương lại lấy một châm, từ dưới cực huyệt đâm vào, tiến châm một tấc nửa, đâm vào Khúc Truyện Phúc hải miên thể, châm cảm kéo dài đến đầu, thủ pháp để Khúc Truyện Phúc sinh ra cục bộ nóng chứng cảm giác. Khúc Truyện Phúc thấy không rõ Hứa Thuần Lương đến cùng đang làm gì, trong lòng xấu hổ giận dữ đan sen, mình làm sao lại gặp gỡ như thế ác nhân.
hắn còn không biết Hứa Thuần Lương lấy châm pháp tả đi hắn dương khí. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra nhắm ngay Khúc Truyện Phúc răng rắc đập một trận. Khúc Truyện Phúc tâm muốn chết đều có, cảm giác đời này nhận qua vũ nhục cộng lại cũng không sánh nổi lần này giờ phút này. Hứa Thuần Lương nói, Khúc Truyện Phúc, ngươi cho ta nghe cẩn thận, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là một tên phế nhân, ta tạm thời lưu ngươi một mạng, ngươi bây giờ cho ta thành thành thật thật bàn giao, đến cùng là ai sai xử ngươi phát biểu những cái kia văn chương, chửi bới Trung Hoa y học. Hắn xuất thủ giải khai Khúc Truyện Phúc huyệt đạo, Khúc Truyện Phúc cảm thấy ngực buông lỏng, phát ra một tiếng để hắn xấu hổ khó chống chọi than nhẹ. Khúc Truyện Phúc ý thức được mình một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể, hắn yên lặng từ dưới đất bò dậy thân đến, nâng lên quần, khóe mắt thoáng nhìn Hứa Thuần Lương còn tại đường hoàng quay chụp mình, trong lúc nhất thời giận từ tâm lên, tao ngộ như thế vô cùng nhục nhã ta cũng không mặt mũi sống sót, hắn từ trên bàn trà nắm lên dao gọt trái cây, đột nhiên hướng Hứa Thuần Lương phóng đi. Khúc Truyện Phúc vào tới một nửa lúc sau đã hối hận, hắn không có giết người lá gan mà lại hắn đột nhiên nhớ tới, trái cây này đao từ đâu tới. Nhìn qua Hứa Thuần Lương ngay tại quay chụp điện thoại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bộ đường, toàn mẹ nó là xáo lộ, trái cây này đao không phải là của mình, 89/10 là Hứa Thuần Lương cố ý để ở chỗ này, người này coi là tốt mỗi một bước, trước chọc giận mình, đoán chắc mình tại thẹn quá thành giận trạng thái dưới sẽ mất lý trí, cho nên mới lưu lại một cây đao ở chỗ này. Lần này tất cả đều bị hắn vỗ xuống tới, hiện tại Hứa Thuần Lương coi như đoạt cán đao mình giết đi đều tính phòng vệ chính đáng. Khúc Truyện Phúc mặc dù nhân phẩm hèn hạ, nhưng con hàng này cũng là cao học thức IQ cao tinh anh nhân sĩ, đầu xoay chuyển rất nhanh, vọt tới một nửa liền chuẩn bị dừng lại. Nhưng bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật nào có dễ dàng như vậy, nhất là đối diện Hứa Thuần Lương thời điểm. Hứa Thuần Lương một tay cầm điện thoại, một tay liền đem Khúc Truyện Phúc tay cầm đao cổ tay bắt được, nhẹ nhàng bóp, Khúc Truyện Phúc hài cốt muốn nứt, hắn muốn đem đao vứt bỏ, nhưng Hứa Thuần Lương còn không có quay chụp hoàn thành đâu. Há lại cho hắn hiện tại liền ném, làm bộ hoảng sợ nói, Khúc Truyện Phúc, người bỏ đao xuống, người tranh thủ thời gian bỏ đao xuống ta đáp ứng không vạch trần ngươi chuyện xấu chính là. Vừa nói một bên vận động lên Khúc Truyện Phúc cổ tay, Khúc Truyện Phúc phù phù một tiếng liền cho hắn quỳ xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu nhân hèn hạ, người vậy mà dùng loại thủ đoạn này tới đối phó ta, người sẽ chịu báo ứng. Hứa Thuần Lương cười nói, ta chưa hề còn không sợ tiểu nhân trả thù, người cầm đao đả thương người chứng cứ có. Hiện tại ta coi như giết ngươi cũng là phòng vệ chính đáng. Khúc Truyện Phúc hít một hơi lãnh khí, trong lòng thấp thỏm lo âu, lấy người này tàn nhẫn không bài trừ giết mình khả năng, hắn run giọng nói ta. Ta cùng ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao muốn hại ta? Hứa Thuần Lương nói, Huệ Nhân Đường cùng ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao muốn xóa hắc nhân ra, không chỉ như thế liền tổ tông mình văn hóa cũng muốn bôi đen, như ngươi loại này táng tận thiên lương đồ vật quả thực là không bằng heo chó. Đau, đoạn mất, liền muốn đoạn mất, Khúc Truyện Phúc thấp giọng kêu rên nói, chớ nhìn hắn luôn mồm muốn báo cảnh, nhưng hắn căn bản không dám. Hứa Thuần Lương nói, người nói cho ta, đến cùng là cầm người khác bao nhiêu tiền, tài cán ra loại này chửi bới tổ tông sự tình. Khúc Truyện Phúc lúc này đau đến chết đi sống lại, thật sự là chịu không được, khẩn cầu nói, người tha cho ta đi. Tất cả đều là bọn hắn bức ta làm. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, ngoan. Lúc này mới đúng. Hắn vẫn không có buông ra Khúc Truyện Phúc cổ tay, người nào. Khúc Truyện Phúc run giọng nói, hắn gọi Lô Thái. Hắn, đều là hắn bức ta. Hứa Thuần Lương gặp qua Lô Thái dần, là Hoàng Hữu Long bên người trợ thủ đắc lực nhất. Khúc Truyện Phúc nói như vậy tương đương thừa nhận. Hắn tổ chức một bang công biết bôi đen trung y thuốc phía sau quả nhiên là Minh Đức tập đoàn sai sử. Hứa Thuần Lương nói rõ chi tiết nói, hắn là như thế nào bức ngươi. Khúc Truyện Phúc nói, hắn, dùng nữ sắc dụ hoặc tại ta, ngươi tha cho ta đi. Hứa Thuần Lương nhìn qua chó vẩy đuôi mừng chủ Khúc Truyện Phúc, con ruồi không đinh không có khe hở trứng, câu nói này quả nhiên không sai. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nghe kỹ cho ta, lập tức phát biểu văn chương là trung y chính danh, muốn vì Huệ Nhân Đường kêu oan, chủ đề là cảnh giác ngoại bộ thế lực lấy một loại khác hình thức đối với nước ta tiến hành văn hóa xâm lấn. Khúc Truyện Phúc đau đầu đầy mồ hôi, cái này, ta, làm không được a. Răng rắc một tiếng, Hứa Thuần Lương trên tay dùng sức ngạnh sinh sinh tướng cổ tay phải của hắn bóp gãy, Khúc Truyện Phúc đau đến kêu thảm một tiếng, Hứa Thuần Lương kịp thời che mũi miệng của hắn. Khúc Truyện Phúc đau đến quanh thân đều đang run rẩy, Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, hiện tại xử lý không làm đến.
Khúc Truyện Phúc trong lòng tự nhủ người này cũng quá độc ác, nếu như mình lại chống lại mệnh lệnh của hắn, chỉ sợ hắn tướng mình một cái tay khác cũng muốn bẻ gãy. Ta đáp ứng ngươi, ta tất cả đều đáp ứng ngươi. Hứa Thuần Lương thở dài nói, cho nên nói ngươi thật sự là phạm tiện, sớm đáp ứng không được sao, tội gì thụ loại này. Khúc Truyện Phúc trong lòng cực hận Hứa Thuần Lương, ngươi bóp gãy cánh tay của ta thế mà còn nói loại này ngồi châm chọc, ngươi quá độc ác, đơn giản hào vô nhân tính. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Khúc Truyện Phúc nói, người khác muốn hỏi tay ngươi làm sao đoạn mất, ngươi phải làm thế nào trả lời. Khúc Truyện Phúc run giọng nói, ta xuống lầu lúc không cẩn thận té. Hứa Thuần Lương nói, không hổ là tri thức tinh anh, đầu não quả nhiên linh hoạt, một điểm liền rõ ràng, cuối cùng còn làm phiền ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Khúc Truyện Phúc hiện tại tướng Hứa Thuần Lương coi là ma quỷ, chỉ cầu hắn mau chóng rời đi, không điểm đứt đầu, thứ nhất là ước gì hắn mau nói ra, thứ hai là bởi vì đứt gãy cổ tay đau đớn khó nhịn. Ba Hứa Thuần Lương nói, nhìn dáng vẻ của ngươi nhất định đau đến rất lợi hại a. Khúc Truyện Phúc hận đến nghiến răng, đau cũng là ngươi tạo thành, xâm nhập phòng làm việc của ta, cởi xuống quần của ta, dùng châm đâm ta, còn... Ai, nhớ tới sự tình vừa rồi Khúc Truyện Phúc hận không thể đập đầu chết. Vẻn vẹn là Hứa Thuần Lương bóp gãy cổ tay của hắn, liền đã tạo thành tổn thương, tướng người này đưa đi dẫm máy may là thỏa thỏa, nhưng hắn ngàn không có nên hay không đi lấy cái kia thanh dao gọt trái cây, lần này Hứa Thuần Lương thành đang lúc phòng vệ. Ngay tại Khúc Truyện Phúc nội tâm phân loạn như tê dại thời điểm, Hứa Thuần Lương lấy làm ra một bộ thuốc cao giúp Khúc Truyện Phúc dán tại xương cốt đứt gãy chỗ, chúng ta hồi xuân đường thuốc cao cực kỳ linh nghiệm, dán lên về sau lập tức giảm đau, không ra nửa tháng bảo đảm ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi đã nói trung y vô dụng, ta liền chứng minh cho ngươi xem. Khúc Truyện Phúc trong lòng tự nhủ ngươi chứng minh cũng không trở thành tướng cánh tay của ta bẻ gãy, bất quá nói đến kỳ quái, Hứa Thuần Lương tướng khối kia thuốc cao dán đi lên về sau, đau đớn lập tức liền biến mất, thiếp thuốc cao bộ vị ấm áp dễ chịu một mảnh, đứt gãy xương trong khe ngứa một chút, tựa hồ ngay tại khỏi hẳn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đem Lô Thái Dần cho ta hẹn ra. Khúc Truyện Phúc vẻ mặt đưa đám nói, ngươi liền đừng làm khó ta. Ta cam đoan đêm nay sự tình ta tuyệt không tiết lộ ra ngoài, ngươi để do ta viết văn chương ta cũng tận lực đi làm, chỉ là kia Lô Thái Dần là cái tâm ngoan thủ lạt hỗn chứng, trong tay hắn nắm giữ ta nhược điểm, nếu là hắn biết là ta hại hắn chỉ sợ ta lập tức liền muốn thân bại danh liệt. Hứa Thuần Lương cười nói, mặt cũng không cần ngươi còn tại hồ thân bại danh liệt. Hắn ngủ ở chỗ nào? Khúc Truyện Phúc nói, ta không biết hắn ngủ ở chỗ nào, ta mấy lần cùng gặp mặt hắn đều là tại Vọng Kinh Hàn Thượng Uyển. Đối hắn có người trợ giúp gọi Sa Thế Hùng, nhà kia thịt nướng cửa hàng chính là Sa Thế Hùng mở. Hứa Thuần Lương tìm Khúc Truyện Phúc cầm địa chỉ, cũng không có tiếp tục làm khó hắn, đi ra ngoài Cao Hiểu Bạch còn ở bên ngoài chờ lấy hắn. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương đi ra ngoài, Cao Hiểu Bạch tranh thủ thời gian tiến lên đón, thấp giọng nói, như thế nào? Hứa Thuần Lương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, biểu thị rời đi trước lại nói. Hai người tới dưới lầu Cao Hiểu Bạch hỏi lần nữa, ngươi làm gì hắn rồi? Hứa Thuần Lương nói, yên tâm, ta chỉ là nhẹ nhàng dạy dỗ hắn một chút, hắn vẫn hảo hảo sống đây này. Cao Hiểu Bạch nghe nói không có xảy ra án mạng lúc này mới yên lòng lại, chỉ là cái này nhẹ nhàng giáo huấn một chút đến cùng là khái niệm gì nàng vẫn không rõ sở. Vừa rồi trong phòng làm việc thời điểm, nhưng tận mắt thấy Hứa Thuần Lương đánh đau Khúc Truyện Phúc. Bất quá Khúc Truyện Phúc cũng không có báo cảnh, đoán chừng để Hứa Thuần Lương cho thu phục. Hứa Thuần Lương nói, thời gian không còn sớm. Ta trước đưa ngươi trở về, Khúc Truyện Phúc đáp ứng ta quay đầu viết mấy thiên là trung y chính danh văn chương. Cao Hiểu Bạch nói, lời hắn nói chưa hẳn có thể tin. Hứa Thuần Lương cười nói, hắn hẳn là sẽ không nói với ta nói láo. Hứa Thuần Lương một mực đem Cao Hiểu Bạch đưa đến nàng chỗ ở cửa tiểu khu cái này mới rời khỏi, Cao Hiểu Bạch căn dặn hắn sớm đi về nghỉ. Hứa Thuần Lương nhưng không có ý định hiện tại liền trở về, hắn tại quá khứ là cái báo thù không qua đêm tính tình. Có thể mặc càng thời không đi vào hiện đại về sau, đã có rất lớn cải biến, thiếu đi mấy phần lệ khí nhiều một chút tha thứ, khác biệt thời đại hẳn là dùng khác biệt phương pháp xử sự. Khúc Truyện Phúc đánh mất lương tri cố nhiên ghê tởm, nhưng là phía sau khôi đầu sỏ là lấy Hoàng Hữu Long cầm đầu Minh Đức tập đoàn, Hứa Thuần Lương quyết định tìm hiểu nguồn gốc, đào ra càng nhiều nội tình, chỉ cần tướng đạt được những tin tức này sách cung cấp Lâm Tư Cẩn, liền có thể để nàng tin tưởng lần này Huệ Nhân Đường phong ba nhưng thật ra là cùng một chỗ ngoại cảnh tiểu quốc nhằm vào Trung Hoa truyền thống y học một lần ác ý công kích cùng bôi đen. Trần Kiến Tân đã khuya mới trở về, hắn uống một chút rượu,
nhìn thấy Lương Văn Tĩnh thời điểm còn mang theo chính choáng, đưa tay đi bóp Lương Văn Tĩnh cái cằm, người đêm nay thật xinh đẹp. Lương Văn Tĩnh tướng tay của hắn đẩy ra, rút ra một điếu thuốc chứa tại trên môi. Trần Kiến Tân lập tức phản ứng lại, móc ra bật lửa giúp nàng đốt. Lương Văn Tĩnh hít một hơi thuốc lá nói, người đã đi đâu? Trần Kiến Tân đi lấy bình nước khoáng, ừng ực rót nửa bình, không phải đã nói với ngươi nha, cùng mấy vị bạn học cũ gặp mặt, uống một chút rượu, làm sao? Nhớ ta. Lương Văn Tĩnh nói, nam đồng học nữ đồng học. Trần Kiến Tân cười ha hả, lần nữa trở lại Lương Văn Tĩnh trước mặt, có nam có nữ, người đây cũng ăn dấm. Lương Văn Tĩnh hướng trong cái gà tàn thuốc gõ gõ khói bụi, tiểu Trần, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi như vậy. Trần Kiến Tân nói tốt, thật sự là quá tốt rồi. Hắn tiến lên muốn cho Lương Văn Tĩnh một cái ôm, lại bị Lương Văn Tĩnh dùng ánh mắt ngăn lại. Lương Văn Tĩnh nói, ngươi tiếp cận ta là không phải là vì trả thù Thịnh Chiêu Huy. Trần Kiến Tân lắc đầu nói, không có kia chuyện, ta là thật tâm thích ngươi, ta. Lương Văn Tĩnh tướng một cái vở ném cho hắn. Trần Kiến Tân sau khi nhận lấy, lật ra nhìn một chút, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Lương Văn Tĩnh nói, đây là người gần nhất chuyển khoản ghi chép, thu nhập có thể a. Trần Kiến Tân nói, là như thế này, ta cùng mấy vị đồng học cùng một chỗ làm điểm đầu tư, sự nghiệp ngươi như thế thành công, ta cũng muốn tăng lên mình, không muốn người khác nói ta sự tình gì đều dựa vào ngươi mới được. Lương Văn Tĩnh nói, cái gì đầu tư tốt như vậy kiếm, tại sao không gọi ta một tiếng? Trần Kiến Tân cười nói, Lương Tổng đối loại này buôn bán nhỏ sẽ không hứng thú. Lương Văn Tĩnh nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Trần Kiến Tân, ngươi lúc đầu có thể có một cái rất tốt tương lai, thiếu tiền cùng ta nói rõ nha, tại sao muốn làm loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Ngươi nói cái gì, ta không rõ. Lương Văn Tĩnh nói, đừng giả bộ, ngươi không phải mới vừa tham gia cái gì họp lớp, mà là đi cảnh Phúc Đại Hạ gặp Minh Đức người tập đoàn. Ngươi theo dõi ta. Lương Văn Tĩnh khinh thường cười cười, người cũng xứng. Trần Kiến Tân nội tâm như là bị hung hăng quất một roi tử, hắn nhìn qua nữ nhân này, một lần từng tại trước mắt hắn cao không thể chạm nữ nhân, cuối cùng còn không phải như vậy bị hắn cưỡi tại dưới hông. Xem thường ta, người có cái gì tư cách xem thường ta? Trần Kiến Tân nói, người có phải hay không hoài nghi ta? Lương Văn Tĩnh nói, đã làm gì chính người rõ ràng, bất kỳ cái gì sự tình đều có dấu vết mà lần theo, người trương mục mỗi một khoản tiền. Ta đều đã tra rõ lai lịch. Lương Văn Tĩnh kỳ thật không thể nào trong thời gian ngắn như vậy tướng tất cả mọi thứ điều tra rõ ràng, nhưng là binh bất yếm trá, nàng tung hoành thương trường nhiều năm, Trần Kiến Tân cùng với nàng so sánh vẫn là quá non. Trần Kiến Tân tin là thật, giận dữ hết, điều tra ra thì phải làm thế nào đây? Ta lại không thể có chính mình sự tình, ta liền không thể cùng người khác làm ăn. Ta là một người, ta không phải người phụ thuộc, càng không phải là người sủng vật. Lương Văn Tĩnh hít một hơi thuốc lá, nhìn qua Trần Kiến Tân nói, đừng vũ nhục sủng vật cái từ này, trong mắt ta, người còn kém rất rất xa ta Cát Ni. Cát Ni là nàng nuôi đến một con chó. Trần Kiến Tân bị thật sâu kích thích, hắn chỉ vào Lương Văn Tĩnh nói, ta liền biết, người chưa hề đều không có nhìn lên qua ta, người đối ta căn bản cũng không có tình cảm, người sở dĩ cùng ta kết giao, là bởi vì người nghĩ báo phục trượng phu ngươi. Lương Văn Tĩnh nói, đúng thì sao? Ngươi có bản lãnh gì để cho ta nhìn lên ngươi? Ta làm sao có thể đối loại người như ngươi động tình? Trần Kiến Tân giận dữ hét tốt, ta coi như chơi một con chó cái. Lương Văn Tĩnh nhíu mày, Trần Kiến Tân, ta không quan tâm tiền, nhưng là có chút ranh giới cuối cùng là không thể đụng vào. Ngươi lợi dụng ta tín nhiệm đối với ngươi, đánh cắp Ân Hằng thương nghiệp cơ mật, bán cho Minh Đức tập đoàn. Ngươi hành vi đã liên quan đến thương nghiệp phạm tội, chỉ cần ta khởi tố ngươi, ngươi sẽ đem ngồi tù mục xương. Trần Kiến Tân cười lạnh nói, vậy ngươi khởi tố ta thử một chút, chỉ cần ngươi không sợ ta tại tòa án bên trên công bố giữa chúng ta những bí mật kia, ngươi một mực cáo ta. Ta ngược lại muốn xem là ta đem ngồi tù mục xương, vẫn là thân ngươi bại tên nứt, là ngàn người chỉ trỏ. Lương Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, quỳ xuống. Trần Kiến Tân lắc đầu, hắn cho là mình đã có được cùng Lương Văn Tĩnh chống lại vốn liếng, tiện nhân, hẳn là quỳ xuống chính là ngươi, quỳ xuống cho ta, đem váy nhấc lên. Lương Văn Tĩnh thở dài nói, một cái liền bạn gái đều có thể bán người, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi. Ngươi gia cảnh bần hàn, tiểu học lúc liền không có phụ mẫu, là tỷ tỷ của ngươi hy sinh chính mình đem ngươi cùng muội muội nuôi lớn, tạo điều kiện cho các ngươi hai đọc sách, hai huynh muội các ngươi mới có thể tiến vào thành thị có công việc, ngươi là các nàng kiêu ngạo. Trần Kiến Tân cắn chặt hàm răng,
hắn ý thức được cái gì, tại Lương Văn Tĩnh trước mặt hắn nhưng kêu gào vốn liếng thực sự là ít đến đáng thương. Lương Văn Tĩnh nói, ta có thể cam đoan nếu như ngươi dám tướng chúng ta sự tình trương dương ra ngoài, ngươi nhất định sẽ còn sống nhìn thấy tỷ tỷ ngươi muội muội vận mệnh bi thảm, còn có các nàng riêng phần mình gia đình cũng là như thế, ngươi đã có thể bị tiền thu mua, người khác cũng giống như vậy. Trần Kiến Tân nắm chặt song quyền, trong nội tâm tràn đầy phạm tội xúc động, Lương Văn Tĩnh vợ chồng hai người đều là ác ma, Thịnh Chiêu Huy cướp đi hắn người yêu, trước mắt Lương Văn Tĩnh ngay tại không chút lưu tình trà đạp hắn từ tôn. Đời này của hắn bên trong quan tâm nhất đến chính là tỷ tỷ và muội muội, nếu như ai dám đối với các nàng bất lợi, hắn sẽ đánh bạc cái mạng này. Lương Văn Tĩnh nhìn ra Trần Kiến Tân đang suy nghĩ gì, nhưng là nàng một điểm không có sợ hãi, vẫn khinh thường nhìn xem Trần Kiến Tân. Trần Kiến Tân rốt cục vẫn là hướng nàng vọt tới, tiện nhân. Trước mắt bóng trắng lóe lên, Lương Văn Tĩnh thưởng hắn một cái vang dội cái tát, đánh cho Trần Kiến Tân trước mắt sao vàng bay loạn, không chờ hắn lấy lại tinh thần, Lương Văn Tĩnh một cước hung hăng đá vào dưới háng của hắn. Trần Kiến Tân kêu lên một tiếng đau đớn té quỵ trên đất, Lương Văn Tĩnh bắt lấy tóc của hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, hiểu rõ nàng người thật sự là quá ít, nàng cùng Thịnh Chiêu Huy kết duyên tại tán đả, vĩnh viễn không muốn khinh thị nữ người sức chiến đấu. Lương Văn Tĩnh nói khẽ, người bị khai trừ. Trần Kiến Tân nhìn thấy quả đấm của nàng ở trước mắt đột nhiên phóng đại. Vọng Kinh Hàn Thượng Uyển thịt nướng cửa hàng lão bản nương Kim Tín Huệ là Sa Thế Hùng tình nhân, Sa Thế Hùng bình thường không có việc gì đều sẽ tới thịt nướng cửa hàng hỗ trợ, hắn ở chỗ này cũng là có đầu tư. Hôm nay sinh ý có chút thanh đạm, bên ngoài bắt đầu mưa, Sa Thế Hùng đề nghị sớm một chút đóng cửa thời điểm, bên ngoài có khách tiến đến. Kim Tín Huệ đi ra ngoài đón lấy, Sa Thế Hùng nhìn người tới lại là khẽ giật mình, bởi vì người đến là Hứa Thuần Lương. Hắn cho rằng Hứa Thuần Lương sẽ không trùng hợp lại tới đây, nên đến có chuẩn bị. Kim Tín Huệ rất nhiệt tình đem Hứa Thuần Lương mời vào trong tiệm, Sa Thế Hùng đi tới nói, không có ý tứ, phải đóng cửa. Kim Tín Huệ hơi kinh ngạc nhìn qua Sa Thế Hùng, người nói cái gì? Khách nhân đều tới, người không nên quấy rầy ta làm ăn. Hứa Thuần Lương cười nói, lão bản nương thật là xinh đẹp, nghe nói nơi này thịt nướng ăn ngon, ta đặc địa chạy tới. Nếu như các ngươi phải nhốt cửa vậy thì thật là đáng tiếc. Kim Tín Huệ nói, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Sa Thế Hùng hung dữ nhìn qua Hứa Thuần Lương, hai đạo ánh mắt như là hai thanh đao sắc bén. Kim Tín Huệ để hắn đi cho khách nhân châm trà, tướng menu đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương lật xem menu, điểm mấy phần thịt nướng, Kim Tín Huệ đi chuẩn bị thời điểm, Sa Thế Hùng đưa trà tới, rất không lễ phép đem chén trà trùng điệp đặt lên bàn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thái độ gì à? Sa Thế Hùng hạ giọng nói, thức thời đi nhanh lên, đừng chờ lấy ta đem ngươi ném ra bên ngoài. Hứa Thuần Lương vui vẻ lên, ngươi thật giống như quên đây là tại địa bàn của ai bên trên. Xéo đi, đừng ảnh hưởng ta ăn cơm hào hứng. Kim Tín Huệ bưng thức ăn tới, nàng hiển nhiên không biết Hứa Thuần Lương cùng Sa Thế Hùng nhận biết, nhiệt tình là Hứa Thuần Lương giới thiệu thịt nướng phương pháp ăn. Hứa Thuần Lương chỉ Sa Thế Hùng nói, nếu như người không ngại. Để vị tiên sinh này giúp ta nướng. Kim Tín Huệ nói, không ngại, đương nhiên không ngại. Sa Thế Hùng trong lòng mặc dù nén giận nhưng là tại Kim Tín Huệ trước mặt cũng không biểu lộ, hướng nàng cười cười nói, Tín Huệ, người đi mau đi, nơi này giao cho ta toàn bộ hành trình là vị khách nhân này phục vụ. Kim Tín Huệ trong phòng bếp cũng có rất nhiều việc muốn làm, khom mình hành lễ nói, vậy liền vất vả. Sa Thế Hùng nhìn qua Kim Tín Huệ rời đi. Hướng nướng trên bàn thả vài miếng thịt ba chỉ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói quốc gia các người ăn không nổi thịt bò, cho nên bình thường chỉ có thể ăn chút thịt ba chỉ chịu đựng. Sa Thế Hùng nói, không bằng các người đại quốc đất rộng của nhiều sản vật phong phú. Nướng trên bàn thịt ba chỉ tư ầm ầm. Hứa Thuần Lương nói, nhìn không tệ, nghe rất thơm, cái này thịt heo là chỗ nào sản xuất? Sa Thế Hùng nói, các người quốc sản, quốc gia các người heo nhiều. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, quên, các ngươi bên kia đặc sản là bổng tử. Sa Thế Hùng một tay nắm lấy kẹp, một tay cầm cây kéo, tiếp cận Hứa Thuần Lương cổ, phảng phất tùy thời đều có thể tướng thanh này cây kéo đâm vào cổ họng của hắn. Hứa Thuần Lương căn bản không có đem Sa Thế Hùng để vào mắt, vặn mở một chai hắn cầm núi rượu trắng, rót một chén, nếm thử một miếng rượu trắng, ăn miệng thịt nướng, không tệ. Nhìn ngươi không quá thông minh dáng vẻ, nghĩ không ra thịt nướng tay nghề cũng không tệ lắm. Sa Thế Hùng nói, người muốn kiếm cớ đến lộn chỗ. Hứa Thuần Lương nói, không phải đến gây chuyện,
ta tìm đến Lô Thái Dần. Lúc này Kim Tín Huệ tới đưa đồ ăn, Tiếu Dung chân thành hướng Hứa Thuần Lương nói, tiên sinh cảm thấy khẩu vị như thế nào? Hứa Thuần Lương cười nói, không tệ, ta cùng vị này to con tiên sinh trò chuyện cũng phi thường vui sướng. Kim Tín Huệ cười nói, hắn gọi Sa Thế Hùng, cũng là nơi này cổ đông đâu. Hứa Thuần Lương nói, thất kính, nguyên lai là chủ tiệm. Kim Tín Huệ tướng một phần rau xà lách một phần hạt tía tô lá buông xuống, ra hiệu Hứa Thuần Lương có thể bao lấy thịt nướng ăn, nói mấy câu lại rời đi, trước khi đi còn chuyên môn bàn giao Sa Thế Hùng phải chiếu cố tốt khách nhân. Hứa Thuần Lương nhìn qua Kim Tín Huệ bóng lưng nói, lão bản này nương đối ngươi không tệ à. Sa Thế Hùng nói, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Hứa Thuần Lương quan sát một chút người cao mã đại Sa Thế Hùng, con hàng này thân cao gần 2 mét, hẳn là Hoàng Hữu Long thủ hạ sức chiến đấu mạnh nhất một người trợ giúp. Lô Thái Dần ở nơi nào? Sa Thế Hùng tướng nướng xong hàn ruột đặt ở hắn trong mâm, ngươi ăn no rồi đi nhanh lên người, không phải ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Hứa Thuần Lương nói, ngươi rất biết đánh nhau à. Sa Thế Hùng lạnh lùng nhìn qua Hứa Thuần Lương, đối phó ngươi dạng này không có vấn đề gì. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, nếu không, chờ ta ăn no rồi hai chúng ta đơn độc luận bàn một chút. Sa Thế Hùng nói, không biết lượng sức. Hứa Thuần Lương nói, ta làm ngươi đáp ứng. Hắn dùng hạt tía tô lá bao hết một khối thịt ba chỉ, hương vị cư dù không sai. Sa Thế Hùng hướng phòng bếp phương hướng nói, Tín Huệ, ngươi đi về trước đi, vị khách nhân này ta đến chào hỏi là được. Kim Tín Huệ ban đêm hẳn là còn có việc, nàng đơn giản thu thập một chút, sớm rời đi, trước khi rời đi lại đặc địa hướng Hứa Thuần Lương biểu đạt áy náy. Các loại Kim Tín Huệ rời đi về sau, Sa Thế Hùng tướng kẹp để ở một bên, nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương nói, đi, tìm một chỗ. Hứa Thuần Lương nói, đừng nóng vội a, một mã, ta phải ăn trước xong, người tiếp lấy giúp ta thịt nướng. Sa Thế Hùng nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương. Câu nói này thật đúng là linh, Kim Tín Huệ chính là Sa Thế Hùng uy hiếp, hắn chỉ có thể thành thành thật thật tiếp tục thịt nướng. Hứa Thuần Lương nói, xem ra người cũng không có kiếm bao nhiêu tiền, Hoàng Hữu Long đối người cũng không có gì đặc biệt a. Sa Thế Hùng tướng nướng xong thịt ba chỉ phiến đặt ở Hứa Thuần Lương trước mặt trong mâm, đằng sau có tòa đuôi nát cao ốc, chúng ta quay đầu có thể đi nơi đó. Hứa Thuần Lương hô, người cũng ăn chút, ăn no rồi tốt bị đánh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sa Thế Hùng đem nguyên liệu nấu ăn nướng xong, đã bắt đầu là chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị, hắn đối đãi mỗi một sự kiện đều hết sức chăm chú, không lại bởi vì thực lực bản thân mạnh mẽ mà xem nhẹ bất kỳ đối thủ. Huống chi Hứa Thuần Lương kẻ đến không thiện. Hứa Thuần Lương ăn uống no đủ, giãn ra một thoáng cánh tay, lão bản, tính tiền. Sa Thế Hùng một bên xoa tay vừa nói, cái này coi như ta mời ngươi, coi như ta trả cho ngươi tiền thuốc men. Hứa Thuần Lương cười nói, quá khách khí, hai ta không có cái này giao tình, đi thôi, ta quay đầu cùng ngươi nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, ngươi tiền thuốc men ta theo đó mà làm. Sa Thế Hùng đem cửa tiệm khóa kỹ, ở phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau hướng phía sau Lạn Vĩ Lâu đi đến. Đi vào Lạn Vĩ Lâu công trường, như là đi vào một cái đất chết thế giới. Sa Thế Hùng dừng bước lại, chuyển hướng Hứa Thuần Lương nói, cho ngươi một cái lời khuyên, về sau đừng lại đến Hàn Thượng Uyển, có chuyện tìm ta, đừng liên lụy những người khác. Hứa Thuần Lương nói, nghe giống như ngươi thật trượng nghĩa, ta muốn tìm người là Lô Thái Dần, nói cho ta hắn ở nơi nào, ta không làm khó dễ ngươi. Hắn cảm thấy được Sa Thế Hùng hẳn là khẩn trương, bởi vì Kim Tín Huệ mà khẩn trương, đừng nhìn con hàng này hình dáng cao lớn thô kệch, ngược lại là một cái chí tình người. Sa Thế Hùng lạnh hừ một tiếng, trước qua ta một cửa này lại nói. Hắn huy quyền hướng Hứa Thuần Lương công tới. Hứa Thuần Lương đủ xuống di động, lấy linh xà bát bộ nhẹ nhõm né qua Sa Thế Hùng công kích, Sa Thế Hùng ra quyền như bão tố, hắn từ nhỏ tiếp nhận quyền kích huấn luyện, về sau lại học tập taekwondo cùng cách đấu kỹ pháp. Đã từng cho Tài Phiệt làm qua bảo tiêu, tại Seoul từng có thứ nhất bảo tiêu xưng hào. Chính là bởi vì hắn cường hãn sức chiến đấu mới đến Hoàng Hữu Long thưởng thức. Mặc dù Hứa Thuần Lương có được 180 thân cao nhưng là tại Sa Thế Hùng trước mặt vẫn lộ ra kiểu ít đi một chút, cách đấu bên trong, thân cao cùng thể trọng là quyết phân thắng thua hai đại yếu tố. Sa Thế Hùng ra quyền hổ hổ sinh phong, nhưng rất nhanh liền ý thức được, vô luận hắn tốc độ ra quyền nhiều cấp tốc có nhiều lực. Hứa Thuần Lương đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát người này bộ pháp thật sự là quá tốt rồi, quyền vương Hồ Điệp bước cũng bất quá như thế. Sa Thế Hùng dù sao cũng là kinh nghiệm sa trường lão tướng,
cho rằng Hứa Thuần Lương hẳn là sợ hãi trọng quyền của mình, cho nên mới lợi dụng linh hoạt bộ pháp khai thác thủ thế, tận khả năng tiêu hao thể lực của mình, chờ đến mình thể lực tổn hại hao tổn không sai biệt lắm thời điểm, người này lại triển khai phản kích. Xa Thế Hùng cũng không phải hữu dũng vô mưu hạng người, cố ý kích thích Hứa Thuần Lương nói, đồ hèn nhát, có gan chớ né. Hứa Thuần Lương cười nói, nể tính ngươi mời ta ăn cơm phân thượng, ta để ngươi mấy chiêu, tránh ngươi. Ta còn không đến mức, hắn bỗng nhiên một quyền hướng Xa Thế Hùng nghênh đón. Xa Thế Hùng gặp hắn rốt cục chính diện nghênh kích, mừng thầm trong lòng, nắm đấm của mình là có tiếng cứng rắn, Hứa Thuần Lương thế mà lựa chọn cùng mình cứng đối cứng, một quyền này liền để ngươi nếm tận đau khổ. Song quyền đụng vào nhau, phát ra bồng, một tiếng vang trầm, Hứa Thuần Lương giả bộ lui về phía sau ba bước, vung vẩy tay phải nói, ta dựa vào, ngươi. Ngươi nắm đấm này cũng quá cứng rắn. Xa Thế Hùng cùng hắn chạm tay một cái, chỉ cảm thấy như là một quyền nện ở sắt búa bên trên, đau đến hắn hài cốt muốn nứt, cố nén không có kêu thành tiếng, nhìn thấy Hứa Thuần Lương cũng đau đến vung tay dậm chân, coi là con hàng này so với mình ăn thiệt thòi càng lớn, cắn răng cười lạnh. Không có cách nào không cắn răng, tay thật sự là quá đau, hiện tại biết quá muộn. Xa Thế Hùng lại là một quyền đánh ra, lần này không nhúc nhích hữu quyền, mà là đổi thành tay trái ra quyền. Hứa Thuần Lương căn bản liền không có cảm thấy đau đớn, chẳng qua là cố ý chứa giả vờ giả vịt dẫn hắn vào cuộc. Hứa Thuần Lương xuất thủ nghênh kích, cũng đổi thành quyền trái, vẫn là nắm đấm đụng nắm đấm, Xa Thế Hùng lại lần nữa cảm nhận được quen thuộc cảm giác đau, hắn không phải đánh vào Hứa Thuần Lương trên nắm tay. Tựa như là nện ở sắt búa bên trên, đau. Quá đau. Xa Thế Hùng lui về phía sau một bước, hắn dự định kéo ra điểm khoảng cách hoãn một chút, tay phải đau đớn còn không có biến mất tay trái lại tới. Nhưng Hứa Thuần Lương như thế nào cho hắn cơ hội, trong nháy mắt liền đi vào phản công, hắn lấy đạo của người trả lại cho người, áp dụng Xa Thế Hùng vừa rồi phương thức công kích, song quyền như gió bão mưa rào hướng Xa Thế Hùng công tới. Xa Thế Hùng lúc này có chút minh bạch, Hứa Thuần Lương là giả vờ, nhưng hắn ý thức được chuyện này lúc sau đã chậm, Hứa Thuần Lương chuyển làm công kích hình thức, Xa Thế Hùng chỉ có nghênh kích. Hứa Thuần Lương không đánh hắn mặt, không đánh hắn ngực bụng, mục tiêu khóa chặt Xa Thế Hùng hai con quả đấm to. Xa Thế Hùng mới vừa rồi là nện ở sắt búa bên trên, hiện tại là có hai con sắt búa thay nhau nện trên tay hắn, Xa Thế Hùng dùng nắm đấm đối nắm đấm, mặc dù chặn Hứa Thuần Lương tất cả công kích, nhưng là hắn đôi tay này đau đến độ run rẩy lên. Cảm giác xương ngón tay tựa hồ cũng nát. Còn tốt Hứa Thuần Lương không có từng bước ép sát, dừng lại cười tủm tỉm nhìn qua Xa Thế Hùng, con hàng này mặc dù ủng có không tệ sức chiến đấu, nhưng khoảng cách Hứa Thuần Lương thực sự cách biệt quá xa, Hứa Thuần Lương là cố ý trêu đùa hắn, trước cho hắn điểm đau khổ nếm thử. Xa Thế Hùng liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, lúc này xem như triệt để minh bạch, Hứa Thuần Lương thực lực viễn siêu mình, người ta là chơi mèo hí chuột trò chơi đâu, nghĩ thông suốt đạo lý này. Xa Thế Hùng trong lòng vừa thẹn lại giận, có câu nói là sĩ khả sát bất khả nhục, Hứa Thuần Lương rõ ràng có đánh bại thực lực của mình, nhưng là hết lần này tới lần khác muốn trêu đùa hắn. Xa Thế Hùng bỗng nhiên quay người hướng Lạn Vĩ lâu bên trong chạy tới, Hứa Thuần Lương không chút hoang mang, đi theo Xa Thế Hùng bước chân đi vào trong lầu. Bởi vì thiếu khuyết chiếu sáng trong lầu đen kịt một màu, Hứa Thuần Lương nói, Xa Thế Hùng, ngươi cũng đừng giữ vững được, ta tìm Lô Thái Dần. Trong bóng tối một đạo kình phong phất qua, lại là Xa Thế Hùng cầm lên một cây ống thép hướng Hứa Thuần Lương chặn ngang quét tới. Hứa Thuần Lương thở dài, một phát bắt được côn sao, Xa Thế Hùng nhấc chân hướng hắn mặt đá vào, Hứa Thuần Lương hướng về phía trước một cái bước xa, không đợi Xa Thế Hùng hoàn thành công kích, liền lấn nhập trong ngực hắn, lấy vai trái đụng vào Xa Thế Hùng trên lồng ngực. Xa Thế Hùng bị Hứa Thuần Lương đụng trúng ngực, thân thể khôi ngô chân đứng không vững, đằng vân giá vụ hướng về sau bay đi. Đâm vào cách ly trên tường, lại rơi ẩm ẩm trên mặt đất. Hứa Thuần Lương kéo lấy côn sắt đi hướng Xa Thế Hùng, côn sắt cùng bê tông mặt đất ma sát ra một đầu hỏa tinh tạo thành quỹ tích. Hứa Thuần Lương nói, đều khuyên ngươi ăn nhiều một chút, ăn no rồi tốt bị đánh, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Xa Thế Hùng nhịn đau từ dưới đất bò dậy, thắng bại chưa phân, ngươi đừng muốn cản rỡ. Hứa Thuần Lương cười nói, ta liền bội phục các ngươi đám người này không muốn mặt sức lực. Lớn bao nhiêu cái mông mặc bao lớn quần cộc, không có thực lực còn mẹ nó cả ngày cởi quần che mặt, có phải hay không các ngươi quốc gia người đều như vậy? Một, ta liều mạng với ngươi. Xa Thế Hùng giận không kềm được, hướng Hứa Thuần Lương lại lần nữa xông tới, không đợi hắn tới gần, Hứa Thuần Lương nhô lên ống thép đã chống đỡ cổ họng của hắn, nếu như Hứa Thuần Lương không phải thủ hạ lưu tình, lần này hoàn toàn có thể đánh nát cổ họng của hắn.
Lúc này bên ngoài truyền đến Kim Tín Huệ thanh âm, Thế Hùng, ngươi ở đâu? Ánh trăng từ bên ngoài xuyên vào, chiếu sáng xa Thế Hùng một trương trắng bệch như tờ giấy mặt to, hắn luôn luôn lấy cao thủ tự cho mình là, nhưng đêm nay Hứa Thuần Lương xuất thủ đánh nát hắn tất cả tự tin, khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Kim Tín Huệ thanh âm càng ngày càng gần. Xa Thế Hùng nuốt nước miếng một cái nói, không nên đem nàng cuốn vào. Hứa Thuần Lương cười nói, người rất quan tâm nàng a. Xa Thế Hùng nói, Lô Thái Dần về Seoul, bởi vì lo lắng Hứa Thuần Lương sẽ đối với Kim Tín Huệ bất lợi, cho nên Xa Thế Hùng làm ra nhượng bộ, trả lời Hứa Thuần Lương vừa rồi vấn đề. Hoàng Hữu Long đâu? Bọn hắn cùng một chỗ trở về. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, hắn tướng ống sắt ném cho Xa Thế Hùng. Lúc này Kim Tín Huệ đã đi vào tòa này Lạn Vĩ lâu bên trong, bởi vì nàng biết Xa Thế Hùng bình thường lúc không có chuyện gì làm sẽ đến nơi đây sống chuyển động thân thể. Thế Hùng, ở đây, Xa Thế Hùng hồi đáp, hắn mở ra đèn pin nghênh xuống dưới, Tín Huệ, đều không cho ngươi tới nơi này, công trường rất nhiều nơi vô cùng nguy hiểm. Kim Tín Huệ nói, đánh điện thoại di động của ngươi ngươi lại không tiếp, ta đoán ngươi ở chỗ này. Kim Tín Huệ xuất hiện tại đầu bậc thang, nàng nhìn thấy Hứa Thuần Lương, hơi kinh ngạc nói, vị tiên sinh này cũng tại. Hứa Thuần Lương cười nói, Xa lão tấm mời ta tới tham quan hắn phòng tập thể thao. Xa Thế Hùng tranh thủ thời gian gật đầu, đúng thế. Kim Tín Huệ cười nói, có gì có thể tham quan, chính là một tòa Lạn Vĩ lâu, dù sao cũng không ai quản lý, hắn ngẫu nhiên tới đây rèn luyện. Nàng chuyển hướng Xa Thế Hùng nói, ngươi làm sao mang khách nhân đến nơi này a? Xa Thế Hùng nói, cái này. Hứa Thuần Lương nói, là ta chủ động nhắc tới. Xa Thế Hùng nói, chúng ta trở về đi. Kim Tín Huệ nhẹ gật đầu, bỗng nhiên ho khan bên trong cùng với thở dốc. Xa Thế Hùng cuống quýt vịn nàng tại trên bậc thang ngồi xuống, giúp nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy vai cõng. Hai người lần ngồi xuống này chặn Hứa Thuần Lương đường đi, Hứa Thuần Lương nhìn thấy bọn hắn như thế ân ái, cũng không tốt quấy rầy bọn hắn. Kỳ thật Hứa Thuần Lương tại lần đầu tiên nhìn thấy Kim Tín Huệ thời điểm, liền nhìn ra nàng có bệnh mang theo, sắc mặt hiện thanh, hai mắt mỏi mệt vô thần, thanh âm khàn khàn, trung khí không đủ. Nhưng là Hứa Thuần Lương hôm nay cũng không phải tới cho người ta xem bệnh, cho nên xem thường. Kim Tín Huệ vừa mới tại tiệm cơm thời điểm chỉ là ngẫu nhiên ho khan vài tiếng, nhưng là lần này ho khan liền không xong, ho xuyễn thời điểm hai vai rõ ràng nâng lên. Hứa Thuần Lương từ hô hấp của nàng âm nghe được ra nàng hấp hối, chính là lớn hư chứng bệnh, người bình thường ho khan sẽ có hồi âm, mà Kim Tín Huệ thanh âm ho khan bình lại thẳng, loại thanh âm này phổ biến tại phổi chứng thực, Tây y xưng là phổi sợi hóa. Xa Thế Hùng nói, ta cái này theo ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Kim Tín Huệ lắc đầu nói, không cần đi, ta chậm rãi liền tốt, có thể là thụ phong hàn. Hứa Thuần Lương lưu ý đến bây giờ đã nhập hạ, Kim Tín Huệ còn mặc áo len. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng chính là bệnh nguy kịch chứng bệnh. Hứa Thuần Lương nói, lão bản nương, người bệnh cũng không nhẹ a. Xa Thế Hùng có chút bất mãn nhìn Hứa Thuần Lương một chút, trong lòng tự nhủ cùng ngươi lại có quan hệ gì. Kim Tín Huệ thở dài nói, ta là phổi ở giữa chất sợi hóa ta loại bệnh này không có thuốc chữa. 3. Đặc biệt phát tính phổi ở giữa chất sợi hóa vô cùng ít thấy, cơ chế không rõ, tại hiện đại y học cho rằng bản bệnh không có hiệu liệu pháp. Bệnh tình không thể nghịch chuyển, từ phát bệnh đến tử vong bình thường là 2 đến 3 năm, trên quốc tế có bác sĩ nếm thử dùng phổi cấy ghép giải phẫu phương pháp đến trị liệu bệnh này, nhưng là tiền giải phẫu dùng cao, mà lại thuật hậu sinh tồn thời gian bình thường cũng không cao hơn 3 năm. 1. Loại bệnh này một khi chẩn đoán chính xác trên cơ bản đều là màn cuối, mà lại cơ hồ 100% hội hợp cũng phổi tâm bệnh, cuối cùng sẽ bởi vì toàn thân suy kiệt, trái tim suy kiệt cùng hô hấp suy kiệt mà tử vong. 1. Xa Thế Hùng an ủi Kim Tín Huệ nói, Tín Huệ, ngươi không cần lo lắng, thực sự không được còn có thể làm phổi cấy ghép, nhất định có biện pháp giải quyết. Kim Tín Huệ lắc đầu, lại ho khan hai tiếng nói, ngươi không cần là ta sự tình khó xử chính mình. Xa Thế Hùng sở dĩ gia nhập Minh Đức tập đoàn dưới cờ hoàn toàn là bởi vì Kim Tín Huệ nguyên nhân, lấy tính cách của hắn nguyên bản không thích ăn nhờ ở đậu, cung cấp người ra roi. Nhưng là Kim Tín Huệ bốn phía cầu y không có kết quả. Minh Đức Hàn Y Viện thành bọn hắn hy vọng cuối cùng, Hoàng Hữu Long cũng hứa hẹn sẽ tận lực giúp trợ bọn hắn, nhưng hiện thực lại là hắn đối Kim Tín Huệ bệnh cũng không có biện pháp quá tốt. Kim Tín Huệ muốn đứng dậy, thế nhưng là hai chân mềm nhũn không có khí lực, ngẩng đầu hướng Hứa Thuần Lương nói, có lỗi với để người chê cười. Hứa Thuần Lương nói, người ăn ngũ cốc hoa màu, ai cũng không thể tránh được sinh bệnh,
người không cần nói như vậy. Kim Tín Huệ nói, tạ ơn. Hứa Thuần Lương nói, bệnh của ngươi đã tổn hao đại lượng tiên thiên thận khí, ta vừa mới trong tiệm lưu ý đến ngươi mặc dù dùng không ít phấn lót, nhưng vẫn không che giấu được thanh thản sắc mặt, ngươi nói chuyện lúc, thở dốc nhấc vai, đây là bởi vì khí lực không tốt nguyên nhân, ngươi bình thường có phải hay không cảm thấy tứ chi quyết lạnh. Tay lạnh qua khuỷu tay, đủ lạnh qua gối, thường xuyên sẽ có run sợ mạch gấp hiện tượng phát sinh. Kim Tín Huệ hơi kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết? Nàng tới đây mở thịt nướng cửa hàng trong đó một cái nguyên nhân chính là tìm kiếm danh y, đến lâu như vậy, cũng tìm không ít danh y, nhưng là mỗi người đều đối nàng bệnh thúc thủ vô sách. Hứa Thuần Lương cười nói, lão bản nương nếu là nguyện ý, ta có thể giúp người bắt mạch chẩn bệnh. Sa Thế Hùng trong lòng hoài nghi Hứa Thuần Lương động cơ, lạnh lùng nói, không cần. Hắn cũng không tin người trẻ tuổi này sẽ có cỡ nào cao minh y thuật. Hứa Thuần Lương nói, bởi vì ngươi thành kiến đối với ta liền muốn bỏ lỡ một lần chữa bệnh cơ hội sao? Xem ra lão bản nương tại trong lòng ngươi địa vị cũng không phải đặc biệt trọng yếu a. Sa Thế Hùng cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Kim Tín Huệ nói, Thế Hùng không được đối khách nhân vô lễ. Hứa Thuần Lương nói, ta suýt nữa quên mất, ngươi là Minh Đức tập đoàn kim bài đả thủ, Hoàng Hữu Long như thế coi trọng ngươi, làm sao không có giúp ngươi? Là hắn không có bản sự này. Hay là hắn có cái này năng lực nhưng là không chịu ra tay cứu giúp? Sa Thế Hùng muốn đứng dậy cùng Hứa Thuần Lương lý luận, lại bị Kim Tín Huệ bắt lấy cánh tay, đừng nhìn nàng người yếu bất lực, nhưng là tại Thế Hùng cũng không dám tránh thoát. Hứa Thuần Lương đi vào Kim Tín Huệ bên người nắm lên cổ tay phải của nàng, Sa Thế Hùng mặc dù khó chịu Hứa Thuần Lương, nhưng là cũng có thể nhìn ra hắn cử động lần này cũng không ác ý. Kim Tín Huệ tay lạnh như băng, quá sông, thái khê hai mạch còn có thể ứng chỉ bất loạn. Dạ dày khí vẫn còn tồn tại, mặc dù vong dương quyết thoát chư chứng đều đã xuất hiện, nhưng là còn có cứu vãn cơ hội. Hứa Thuần Lương nói, so ta trong dự đoán còn muốn nhẹ một chút, cũng không phải là bệnh nguy kịch, nếu như kịp thời dùng thuốc cứu dương cố thoát, nạp khí về thận, hẳn là có thể hóa giải phổi chứng thực. Ta Trung Hoa y học bên trong có một cái ngược dòng sắn thuyền pháp, có thể giúp ngươi chữa trị phổi chứng thực, đưa đến quy dương dùng thuốc lưu thông khí huyết công hiệu. Sa Thế Hùng trong lòng tự nhủ Hoàng Hữu Long cùng Lô Thái Dần đều giúp Kim Tín Huệ chẩn bệnh qua, hai người có thể nói là cấp cao nhất hàn y, bọn hắn đều biểu thị không có cách nào, người Hứa Thuần Lương chỉ bất quá hơn 20 tuổi, coi như xuất thân trung y thế gia trình độ cũng không có khả năng vượt qua trước hai người a. Sa Thế Hùng mặc dù biểu thị hoài nghi, nhưng là Kim Tín Huệ tại nơi khác đã cơ bản bị tuyên bố tử hình, còn lại duy nhất phương pháp trị liệu chính là phổi cấy ghép, hiện tại Hứa Thuần Lương lại còn nói có thể cứu. Sa Thế Hùng vẫn còn có chút tâm động. Kim Tín Huệ nói, tiên sinh họ gì? Ta họ Hứa. Kim Tín Huệ nói, đa tạ Hứa tiên sinh hao tâm tổn trí, bệnh của ta không dễ dàng như vậy chị, Thế Hùng, chúng ta đi thôi. Sa Thế Hùng dìu nàng đứng dậy, Hứa Thuần Lương cũng một bên hỗ trợ, cố ý nói, Hoàng Hữu Long cùng Lô Thái Dần hẳn là giúp ngươi xem qua bệnh a. Bọn hắn nói thế nào? Kim Tín Huệ lời nói thật thực nói ra, Hoàng tiên sinh nói qua. Bệnh của ta nên nuôi âm thanh phổi, lấy cứu lá phổi khô héo, ta cũng phục một đoạn thời gian thuốc, nhưng là hiệu quả không lớn. Hứa Thuần Lương cười nói, nuôi âm thanh phổi. Xem ra Hoàng Hữu Long y thuật bất quá như là, bệnh của ngươi thuộc phổi héo, tất nhiên phổi tân có tổn thương, nên tuyển bách hợp, sinh củ khoai các loại tính bình chi phẩm nuôi phổi thận chi âm, nhưng là đơn thuần nuôi âm lại không được trị liệu hiệu quả, ngược lại sẽ lạnh bại bên trong, phổi âm chưa hồi phục, tỳ dương trước tổn thương. Từ đó làm cho bệnh tình càng phát ra nghiêm trọng. Ngươi chính là lớn hư lớn thực chứng bệnh, nên công bổ đều xem trọng, lúc này lấy huyết nhục hữu tình chi phẩm, tuấn bổ tiên thiên chi thận khí. Sa Thế Hùng nghe hắn nói đến đạo lý rõ ràng, ức chế không nổi trong lòng hiếu kỳ hỏi, cái gì gọi là huyết nhục hữu tình chi phẩm? Hứa Thuần Lương nói, hừa bảo phấn, đỉa, đông trùng hạ thảo, con rết, tắc kè, xạ hương, cuống rốn các loại, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Đối phó loại này bệnh dữ nhất định phải phù chính khí lấy cố căn bản, từ cạn tới sâu, rút tia bóc kén, người lạc lục soát loại bỏ, hóa ư tán kết chậm công chi pháp, công tà mà không thương tổn chính. Ở trong đó còn có một vị thuốc nhất định phải dùng đến. Sa Thế Hùng nghiêng tai lắng nghe. Hứa Thuần Lương nói, phụ tử. Sa Thế Hùng nói, phụ tử không phải có độc sao. Gần đây Huệ Nhân Đường trong dược vật phụ tử ngậm độc sự tình bị xào đến xôn xao, Sa Thế Hùng như thế nào không biết. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là nghe Lô Thái Dần nói đi, hắn gần nhất tại phụ tử sử dụng bên trên làm mưu đồ lớn, lấy tầm mắt của hắn cái nào có thể tìm hiểu ảo diệu bên trong, phụ tử,
tân lấy nhuận chi, gây nên nước bọt, thông khí hóa, có thể dùng thận bên trong năm dịch bốc hơi giải dương sinh âm dài, dương bên trong cầu âm sinh hóa vô tận, ngược dòng sắn thuyền, trở thuyền người phụ tử. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, mấu chốt ở chỗ ngươi như thế nào lợi dụng, chỉ cần ngươi nắm trong tay thủy tính liền có thể vượt qua giang hà, tung hoành tứ hải, dùng thuốc cũng giống như vậy. Xa Thế Hùng phi thường rõ ràng gần nhất Huệ Nhân Đường nhiều khoản trong dược vật bởi vì phụ tử độc tính nhận lên án sự tình, Hứa Thuần Lương hiện tại phải dùng chứa phụ tử thành phần phương thuốc đến cho Kim Tín Huệ chữa bệnh, không bài trừ người này giáp tâm khó lường muốn ra hại Kim Tín Huệ khả năng. Hứa Thuần Lương cách trước khi đi, lưu cho Xa Thế Hùng một chương danh thiếp của mình. Nhìn qua Hứa Thuần Lương lên xe rời đi về sau, Xa Thế Hùng vẫn là một mặt mê võng. Kim Tín Huệ từ trong tay hắn cầm qua tấm danh thiếp kia nhìn nói, Thế Hùng, người cùng vị này Hứa tiên sinh đã sớm nhận biết có đúng hay không? Xa Thế Hùng nhẹ gật đầu. Kim Tín Huệ nói, từ hắn tiến vào trong tiệm, ta liền biết hắn là hướng về phía ngươi qua đây. Xa Thế Hùng không nói gì. Kim Tín Huệ nói, hắn không giống người xấu. Xa Thế Hùng nói, người tốt cùng người xấu từ mặt ngoài không dễ dàng như vậy phân chia. Kim Tín Huệ nói, vẫn là phân biệt được. Thế Hùng, ngươi là vì ta mới ủy thân cho Minh Đức tập đoàn dưới cờ, ta biết mấy năm này ngươi cũng không vui. Xa Thế Hùng nhíu mày một cái nói, Tín Huệ, ngươi nói thế nào những này? Kim Tín Huệ nói, ta tuy nhập Hàn tịch, nhưng trong lòng bọn họ ta từ đầu đến cuối đều là Bắc người, bọn hắn chưa hề làm chúng ta là một nước đồng bào, ta cũng chưa từng đối bọn hắn từng có tán đồng cảm giác, ngươi là tươi tộc, nếu như không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không chịu nhục. Đừng nói nữa. Xa Thế Hùng tướng Kim Tín Huệ ôm vào trong ngực, ngăn cản nàng nói tiếp. Kim Tín Huệ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giúp vào Thế Hùng trong ngực, Thế Hùng, ta không sợ chết, ta chỉ là không nỡ bỏ ngươi, nếu là ta đi, một mình ngươi trên đời này lẻ loi hiu quạnh. Nói đến động tình chỗ, Kim Tín Huệ lã chã rơi lệ. Xa Thế Hùng ôm nàng run rẩy thân thể mềm mại, trong lòng khổ sở tới cực điểm, mình cũng coi là đường đường tám thước nam nhi. Thế nhưng là đối diện Kim Tín Huệ bệnh lại không có bất kỳ cái gì biện pháp, những năm gần đây hắn là Minh Đức tập đoàn lập hạ công lao vô số, cũng làm một chút trái lương tâm sự tình, đơn giản là hy vọng Hoàng Hữu Long có thể xuất thủ giải cứu Kim Tín Huệ. Hoàng Hữu Long ngay từ đầu nói đến nắm chắc 10 phần, theo thời gian trôi qua phát hiện hắn cũng không bỏ ra nổi quá tốt biện pháp giải quyết, hiện đang thẳng thắn minh xác nói với mình, Kim Tín Huệ bệnh ngoại trừ làm phổi cấy ghép đã không có những biện pháp khác. Kim Tín Huệ bởi vì ba động tâm tình lần nữa dụ phát ho xuyến, Xa Thế Hùng một bên vì nàng xoa phía sau lưng, vừa nói, ngươi sẽ không chết, ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp. Hoàng Công Hiền 10 giờ tối được tha, đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là hắn triệt để khôi phục tự do, Hoàng Công Hiền trước tiên tiến về bệnh viện thăm phụ thân, chủ yếu là để phụ thân an tâm. Hoàng Vọng Lân nhìn thấy nhi tử bình an trở về, cũng là đánh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Công Hiền nói cha. Là ta không tốt hại người lo lắng cho ta. Hoàng Vọng Lân nói, thiên tai nhân họa, không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta hỏa thần phái phương thuốc từ cổ truyền thừa đến nay, phụ tử độc tính sớm có tuyên bố, chỉ là lần này bị người ác ý phóng đại ảnh hưởng thôi. Hoàng Công Hiền nói, cha, hài nhi thẹn đối tín nhiệm của ngài, nghĩ không ra Huệ Nhân Đường trăm năm danh dự sẽ hủy ở trên tay của ta. Hoàng Vọng Lân ngược lại an ủi nhi tử, tiền tài là cặn bã, danh dự chính là mây bay. Theo nghề thuốc người đầu tiên làm được không thẹn với lương tâm, cùng lắm thì Huệ Nhân Đường không làm, ngươi về sau tới quản lý Lân Chính Đường, ta vừa vặn nhưng lấy triệt để lui ra đến, rơi cái thanh nhàn. Hoàng Công Hiền nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng không có phụ thân như vậy lạc quan, Huệ Nhân Đường lần này tao ngộ nguy cơ không là chuyện nhỏ, nếu như bộ môn quản lý phán định bọn hắn xuất phẩm trung thành thuốc có vấn đề, không chỉ có riêng là đóng cửa tiền phạt vấn đề bồi thường. Mình 89/10 sẽ ngồi tù, nếu thật là đến loại kia ruộng đồng không biết phụ thân có thể hay không chịu đựng lấy đả kích như vậy. Hoàng Vọng Lân nói, ta vốn đang cho là bọn họ hai ngày này sẽ không để ngươi ra. Hoàng Công Hiền nói, là Hứa Thuần Lương tìm một vị nào đó lãnh đạo hỗ trợ đảm bảo. Hắn trước khi rời đi, chuyên môn hỏi một chút tổ điều tra người phụ trách, là người ta chính miệng nói cho hắn biết, về phần vị kia lãnh đạo đảm bảo không có nói. Nhưng thật ra là nói cho hắn biết nhân tình này là thuộc về Hứa Thuần Lương. Hoàng Vọng Lân có chút cảm động, Thuần Lương người này thành tín trọng nghĩa có thể kết giao. Việc này qua đi, nhất định phải hảo hảo cảm tạ người ta. Hoàng Công Hiền nói cha, việc này ngươi biết ta biết là được, tuyệt đối không nên truyền ra ngoài. Hoàng Vọng Lân gật đầu nói, minh bạch.
Hoàng Công Hiền còn có thật nhiều sự tình muốn đi xử lý, tại phòng bệnh ngây người nửa giờ liền cáo từ rời đi, đến đi ra bên ngoài thời điểm gặp sư huynh Trương Bác Húc. Trương Bác Húc là nghe được hắn được phóng thích tin tức chạy tới, hai người đối diện gặp gỡ, Trương Bác Húc nói, làm sao? Cái này liền phải trở về. Hoàng Công Hiền nói, đi chỉnh lý một chút vật liệu, đối Huệ Nhân Đường thẩm tra còn chưa kết thúc, sư huynh, lão gia tử chuyện bên này người muốn quan tâm nhiều thêm. Hoàng Công Hiền còn có cái huynh đệ gọi Hoàng Công Minh, bất quá Hoàng Công Minh tại Tinh Gia Pha làm nghề y, lúc đầu Trương Bác Húc là nghĩ thông suốt biết hắn trở về, nhưng Hoàng Vọng Lân kiên trì không cần, đến một lần hai cha con tình cảm không hòa thuận hắn chưa hẳn chịu về đến, thứ hai coi như hắn trở về cũng không giúp đỡ được cái gì. Trương Bác Húc nhẹ gật đầu, người cũng không cần quá mức lo nghĩ, ta đã tìm người cho Trung Y Thuốc Cục Quản lý phương diện chào hỏi, bọn hắn vẫn là có thể giúp một tay. Hoàng Công Hiền trong lòng khẽ giật mình, nếu như không phải tổ điều tra minh bạch nói cho hắn biết là Hứa Thuần Lương tìm người đảm bảo, hắn còn kém chút liền nhận Trương Bác Húc ân tình, bất quá vô luận như thế nào Trương Bác Húc hai ngày này đích đích xác xác đang vì hắn bôn tẩu. Hoàng Công Hiền nói, đa tạ sư huynh. Trương Bác Húc thở dài nói, người ta huynh đệ, đồng khí liên chi, nói loại lời này liền khách sáo, lúc trước ta liền khuyên qua ngươi, đại lượng sản xuất thành dược phải tất yếu thận trọng, dù sao ở trong đó khâu quá nhiều. Vô luận bên trong ở giữa cái nào khâu phạm sai lầm đều có thể dẫn đến không tốt hậu quả. Cùng Hoàng Công Hiền cực lực mở rộng hiện đại hóa nhà máy hóa sinh sinh trung thành thuốc khác biệt, Trương Bác Húc vẫn kiên trì truyền thống dùng phương thuốc Pháp. Hắn thấy, trung thành thuốc như là hiện tại đại hành kỳ đạo dự chế đồ ăn không luận đóng gói đến như thế nào tinh mỹ vẫn là không cách nào cùng đầu bếp tay cầm nguôi tự mình nấu nướng món ăn đánh đồng. Trung y giảng cứu đúng bệnh hốt thuốc mỗi cái bệnh nhân cũng không giống nhau. Nhìn như đồng dạng tật bệnh bởi vì người khác biệt tuyển dụng dược vật cũng khác biệt, trên thế giới này không có đúng mọi nơi mọi lúc đạo lý, dùng thuốc cũng là như đây, Trung Hoa y thuật bác đại tinh thâm, ảo diệu bên trong cùng huyền cơ há lại Tây y có thể bằng. Bọn hắn sư huynh đệ hai quan điểm chính là hiện tại bên trong giới y dược phổ biến tồn tại hiện tượng, bất quá Trương Bác Húc tại truyền thống y học bên trên đã tốt muốn tốt hơn cũng không trở ngại Hoàng Công Hiền lợi dụng hiện đại chế dược công nghệ cải tiến truyền thống đơn thuốc, tướng Huệ Nhân Đường dược vật đẩy hướng rộng lớn hơn thị trường. Tế Châu Nhân Hòa Đường Chu Nghĩa Văn hai người huynh đệ kỳ thật cũng tại làm lấy giống nhau công việc, tại đương kim thời đại, người không đi nghĩ biện pháp chiếm lĩnh thị trường, liền phải đối mặt bị thị trường đào thải nguy cơ. Hứa Thuần Lương còn chưa có trở lại khách sạn, liền nhận được Sa Thế Hùng điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Sa Thế Hùng liền không kịp chờ đợi hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Hứa Thuần Lương nói, ta cần gì phải lừa ngươi, nếu như ngươi không tin, một mực dựa theo ta đơn thuốc bốc thuốc. Sa Thế Hùng nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Hứa Thuần Lương cười nói, Sa Thế Hùng, ta cũng không phải muốn giúp ngươi, ta nhìn bà chủ kia tâm địa thiện lương, nếu là Hồng Nhan mất sớm quả thực đáng tiếc. Sa Thế Hùng trong lòng đối Hứa Thuần Lương vẫn không tín nhiệm. Nhưng mắt thấy Kim Tín Huệ bệnh tình càng ngày càng nặng, nếu như lại không chiếm được cứu chữa, chỉ sợ nàng ở trên đời này ngày giờ không nhiều, mặc dù còn có phổi cấy ghép giải phẫu có thể chọn, nhưng là đến một lần tiền giải phẫu dùng cao, thứ hai khí quan khó kiếm, coi như những vấn đề này tất cả đều giải quyết, cấy ghép giải phẫu thành công, dựa theo dĩ vãng ca bệnh đến xem, Kim Tín Huệ cũng sống không quá 3 năm. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hiện tại Hứa Thuần Lương xuất hiện để trước mắt của hắn rốt cục hiện ra một tuyến ánh dạng đông, vô luận là thật là giả, hắn đều nghĩ thử một chút. Sa Thế Hùng do dự một chút nói, ta ngày mai mang nàng đi tìm ngươi. Hứa Thuần Lương cười ha ha, sau đó không có dấu hiệu nào đã cúp điện thoại. Sa Thế Hùng trong lòng vừa thẹn vừa giận xấu hổ đến là mình làm sao hồ đồ đến đi cầu Hứa Thuần Lương, phẫn nộ phải là Hứa Thuần Lương vậy mà dùng thủ đoạn như vậy đến nhục nhã chính mình. Nhưng cũng không lâu lắm, Hứa Thuần Lương cho hắn truyền một cái tin, mở ra xem, phía trên lại là một tề phương thuốc, trên viết, phụ tử 30 không giờ, can khương, sinh rồng mẫu phấn, nung tử thạch anh phấn, sâm cao ly, tắc kè đuôi các loại dược vật. Sa Thế Hùng từ đầu tới đuôi tinh tế xem hết, trong lòng có chút hổ thẹn, xem ra Hứa Thuần Lương tuyệt không phải bụng dạ hẹp hòi người, chỉ là phương thuốc này là thật là giả còn khó nói, cũng không trách Sa Thế Hùng đa nghi, dù sao Kim Tín Huệ là hắn người trọng yếu nhất. Vạn vừa phát sinh cái gì sơ suất hắn nhưng không chịu đựng nổi, mà lại đi qua hắn một mực xem Hứa Thuần Lương là mặt đối lập, địch nhân lấy ơn báo oán sự tình qua đi nghe nói qua, nhưng hắn còn không có trải qua. Sa Thế Hùng xem hết phương thuốc ý niệm đầu tiên cân nhắc mời Hoàng Hữu Long giúp đỡ trưởng trưởng nhãn, phân rõ một chút thật giả, nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới, ý nghĩ như vậy tuyệt đối không thể,
Hoàng Hữu Long làm người đa nghi, nếu như mình tướng phương thuốc đưa cho hắn nhìn, hắn nói không chừng sẽ hoài nghi mình cùng Hứa Thuần Lương tự mình lui tới, chẳng phải là đưa tới phiền toái không cần thiết. Hứa Thuần Lương lại bổ một cái tin, y bệnh sự tình, trời biết đất biết người biết ta biết. Sa Thế Hùng nhìn lấy màn hình điện thoại di động nghĩ đến nhập thần, lúc này Kim Tín Huệ từ phía sau đi tới, cầm túi trường nước đá giúp hắn thoa tay. Kim Tín Huệ đã sớm nhìn ra hai tay của hắn sưng đỏ, đoán được đêm nay Sa Thế Hùng cùng Hứa Thuần Lương ở giữa tất nhiên phát sinh qua một trận ác chiến, nhưng là nàng cũng không làm rõ, nam nhân đều là muốn tự tôn. Sa Thế Hùng nói, Hứa Thuần Lương cùng Hoàng Tổng không hòa thuận, hắn hôm nay tới là cố ý đến gây chuyện. Kim Tín Huệ dịu dàng cười nói, Hoàng Tổng đối đầu có rất nhiều, bất quá ta nhìn Hứa tiên sinh người này hơi có chút người khiêm tốn phong độ. Sa Thế Hùng nói, liền hắn còn người khiêm tốn, cố ý để cho ta phục vụ cho hắn, nướng nửa ngày thịt. Kim Tín Huệ cười nói, chúng ta mở tiệm làm ăn, người ta đến nhà tiêu phí, chúng ta nỗ lực phục vụ cũng là chuyện đương nhiên. Sa Thế Hùng nói, hắn vừa mới cho ta một tờ đơn thuốc, nói đối người bệnh chỗ hữu dụng, thế nhưng là ta không tin hắn. Kim Tín Huệ nói, người lo lắng hắn hại ta. Sa Thế Hùng nhẹ gật đầu. Kim Tín Huệ lại nói, ta cảm thấy hắn không phải người như vậy, nếu như ta không có đoán sai, ta đi tìm các ngươi thời điểm, hai người các ngươi chính đang phát sinh xung đột có đúng hay không? Sa Thế Hùng mím môi, quả nhiên không thể giấu giếm được Kim Tín Huệ. Kim Tín Huệ giúp hắn chườm lạnh sưng lên mờ u bàn tay, có chút đau lòng nói, đau không? Sa Thế Hùng lắc đầu, tiểu tử này nắm đấm thật đúng là cứng rắn. Kim Tín Huệ nói, người đánh không đánh thắng được hắn. Sa Thế Hùng thở dài nói, ta không phải là đối thủ của hắn. Tâm bên trong phi thường minh bạch, chỉ sợ ba cái dạng này mình cũng không phải đối thủ của người ta, bởi vì cái gọi là cường trung tự hữu cường trung thủ, Hứa Thuần Lương để hắn ý thức đến mình từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ lực tại người ta trước mặt không chịu nổi một kích. Kim Tín Huệ nói, hắn có thể đánh thắng ngươi, nhưng là ở trước mặt ta vẫn bảo trì phong độ, giúp ngươi diễn kịch, chứng minh hắn đối ngươi nể mặt. Sa Thế Hùng nói, đó là bởi vì hắn tôn trọng ngươi. Kim Tín Huệ không khỏi mỉm cười nói, ta cùng hắn làm không liên quan, lại không có thân phận hiển hách gì cùng địa vị, hắn tại sao muốn tôn trọng ta? Bởi vì ngươi là nữ nhân. Kim Tín Huệ nói, một cái tôn trọng nữ tính nam nhân phẩm hạnh phương diện hẳn không có vấn đề, phương thuốc của hắn ta cũng muốn thử một lần. Sa Thế Hùng nói, Tín Huệ, ta nghĩ thế sự tình vẫn là nên ổn thỏa lý do. Chờ ta tìm mấy vị danh y nhìn xem lại làm kết luận. Kim Tín Huệ nói, danh y nếu là có thể phán đoán toa thuốc này có hữu hiệu hay không, sớm liền có thể chữa khỏi bệnh của ta, nếu như bọn hắn phán đoán không ra, người cần gì phải uổng phí sức lực, người đã nói Hứa tiên sinh cùng Hoàng Tổng không hòa thuận, việc này người biết càng ít càng tốt. Sa Thế Hùng nhẹ gật đầu, Kim Tín Huệ phân tích một điểm không sai, hắn tướng phương thuốc đưa cho Kim Tín Huệ. Kim Tín Huệ từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhìn, phát hiện cái này tờ phương thuốc cũng không có đặc biệt quý báu dược vật, những dược vật này thậm chí căn bản không cần đi tiệm thuốc, tại chỗ ở của nàng liền có thể gom góp. Có câu nói là bệnh lâu thành lương y, nàng những năm này cái gì thiên phương đều thử qua, trong nhà chỗ tồn thuốc đông y không ít, cái này tờ phương thuốc bên trên to gan nhất chính là đối phụ tử sử dụng, cái khác phẩm loại cộng lại cũng không bằng phụ tử số lượng nhiều. Sa Thế Hùng thấp giọng nói, hai ngày này liên quan tới phụ tử độc tính huyên náo xôn xao. Hắn vậy mà dùng nhiều như vậy. Kim Tín Huệ nói, hắn kỹ càng viết cách sử dụng. Sa Thế Hùng kỳ thật trước kia liền lưu ý đến, Hứa Thuần Lương nói rõ chi tiết sắc thuốc phương pháp, tướng dược vật chuẩn bị đầy đủ thêm nước sôi 2000ml, lửa đun sôi một khắc đồng hồ. Kim Tín Huệ nói, một bước này chính là muốn khứ trừ phụ tử độc tính. Sa Thế Hùng nói, ta chưa bao giờ thấy qua loại này uống thuốc phương pháp. Hứa Thuần Lương cho ra uống thuốc phương pháp cũng có chút kỳ quái, bên cạnh sắc phục, ngày đêm liên phục ba tề, mỗi lần cho thuốc 1 đến 2 thìa, 10 phút đồng hồ cho thuốc một lần. Tại Sa Thế Hùng xem ra không bài trừ Hứa Thuần Lương trêu đùa bọn hắn khả năng. Kim Tín Huệ lại ho lên, lần này ho trọn vẹn hơn 10 phút mới lắng lại, Sa Thế Hùng thấy được nàng màu xanh trắng khuôn mặt bên trên bởi vì ho khan mà bịt kín một tầng đỏ ửng, càng phát ra lo lắng. Kim Tín Huệ một bên thở dốc vừa nói, ta nghĩ thử một lần. Sa Thế Hùng nói, ta đi lấy thuốc. Kim Tín Huệ lắc đầu nói, những dược vật này trong nhà đều có, không cần ra khỏi cửa, chúng ta chỉ cần cẩn thận cân xong phối tốt chính là. Khụ khụ. Kim Tín Huệ một đêm này không ngủ, kỳ thật nàng đã thật lâu không ngủ qua tốt cảm giác, nếu như không phải siêu cường ý chí chèo chống,
nàng sớm đã lựa chọn từ bỏ. Sắc thuốc về sau dựa theo Hứa Thuần Lương cho ra phương pháp, mỗi 10 phút đồng hồ uống thuốc một lần. Sa Thế Hùng cũng là không có cách nào mới đáp ứng nàng thử một chút, đương lần thứ 7 uống thuốc về sau Kim Tín Huệ kinh khục bạo thở rốt cục lắng lại, nguyên bản băng lãnh chi trên cũng biến thành ấm áp một chút. Quay đầu lại nhìn Hứa Thuần Lương cho tin tức, phía trên viết rõ ràng, lần thứ 7 uống thuốc về sau ho suyễn nhưng dừng, Sa Thế Hùng trong lòng vừa mừng vừa sợ, cái này Hứa Thuần Lương thật là thần nhân vậy. Bất quá hắn vẫn còn có chút hoài nghi đây chỉ là trùng hợp, dựa theo Hứa Thuần Lương phân phó, tiếp xuống cách mỗi nửa giờ uống thuốc 100ml, trời vừa rạng sáng, Kim Tín Huệ dùng xong hai tề, cảm giác có chút mỏi mệt, mê mẩn rán rán lại ngủ thiếp đi. Qua 2 giờ, Sa Thế Hùng đưa nàng tỉnh lại tiếp lấy uống thuốc, chờ đến tảng sáng thời gian, ba tề toàn bộ dùng xong, Kim Tín Huệ lần nữa chìm vào giấc ngủ. Sa Thế Hùng một đêm này đều không dám chợp mắt, sợ Kim Tín Huệ sau khi dùng thuốc xuất hiện không hay xảy ra. Bất quá chuyện hắn lo lắng cũng không phát sinh, đã hồi lâu không thấy được Kim Tín Huệ dạng này an ổn ngủ qua, Sa Thế Hùng nhìn qua Kim Tín Huệ an tường tư thế ngủ, chợt nhớ tới Hứa Thuần Lương chỉ cho mình một ngày phương thuốc, cái này ngày thứ 2 phải làm thế nào. Nhớ tới chuyện này hắn lập tức ngồi không yên, chờ đến Kim Tín Huệ tỉnh ngủ, cho nàng làm chén canh bột, lại phát hiện Kim Tín Huệ muốn ăn lại có chỗ cải thiện, chén kia tô mì ăn đến sạch sẽ. Sa Thế Hùng để Kim Tín Huệ hôm nay không cần phải đi trong tiệm đi làm, hắn phải đi ra ngoài một bận, hết thảy chờ hắn trở lại hãng nói. Kim Tín Huệ đoán được hắn lần này đi nhất định là đi tìm Hứa Thuần Lương, chỉ là trở ngại mặt mũi không chịu nói rõ. Không đơn giản Kim Tín Huệ đoán được Sa Thế Hùng đi nơi nào, Hứa Thuần Lương càng là đã sớm đoán chắc con hàng này muốn tới. 9 giờ sáng không đến, Sa Thế Hùng liền gọi điện thoại tới, hỏi thăm Hứa Thuần Lương ngủ ở chỗ nào. Hứa Thuần Lương lúc này ngay tại Cơ Giai Giai trong tứ hợp viện huấn luyện nàng linh xà bát bộ, đem địa điểm phát cho Sa Thế Hùng. Cơ Giai Giai luyện đến đầu đầy mồ hôi, vừa vặn thừa dịp hắn gọi điện thoại công phu nghỉ một lát. Hứa Thuần Lương nói, giao phó ngươi sự tình xử lý xong chưa? Cơ Giai Giai gật đầu nói, để bảo tiêu đi, sư phụ, người mua nhiều như vậy thuốc làm gì? Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, với ngươi không quan hệ, ít hỏi thăm. Cơ Giai Giai liếc mắt, người không phải đã an bài ta đi Đông Châu học y sao? Đúng, có phải hay không tự mình dạy ta? Hứa Thuần Lương nói, ta bình thường sự tình tương đối nhiều, khẳng định không thể tự mình dạy ngươi. Ôi, ta tính đã nhìn ra, ngươi là định đem ta lấy tới Đông Châu liền mặc kệ, ngươi cái này không chịu trách nhiệm nam nhân. Hứa Thuần Lương nói, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, đừng quên ngươi bây giờ tự do là ai giúp ngươi tranh thủ tới. Cơ Giai Giai nói, tự do. Ta muốn tự do là vô câu vô thúc, không có bất kỳ người nào ước thúc ta, đừng cho là ta không rõ, ngươi cùng Hoa Trục Nguyệt thông đồng tốt, chỉ là đổi một cái hình thức đến giám thị ta. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thích đi hay không, cảm thấy sắp xếp của ta không tốt, ngươi tiếp lấy về thụ nhân lên lớp, ta cái này liên hệ Hoa Trục Nguyệt giúp ngươi nhiều an bài mấy cái bảo tiêu. Sư phụ ta sai rồi còn không được sao. Cơ Giai Giai cũng biết không thể được tiện nghi khoe mẽ, vạn nhất chọc giận sư phụ đại nhân. Chưa chừng thật làm được ra trở mặt vô tình sự tình. Sa Thế Hùng tới thời điểm mang theo lễ vật, hai vỏ đồ chua một dương rượu trắng. 3. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ làm khó hắn, đối bọn hắn người bên kia tới nói lễ vật này đã đủ long trọng, phản chính mình muốn cũng không phải cái này. Cơ Giai Giai vẫn là lần đầu nhìn thấy Sa Thế Hùng, ngước đầu nhìn lên lấy hắn, hỏi thăm Sa Thế Hùng thân cao, Sa Thế Hùng thành thật trả lời 2m02. Cơ Giai Giai nhìn một chút Sa Thế Hùng lại nhìn một chút Hứa Thuần Lương, cười nói, sư phụ, người cùng hắn đứng chung một chỗ tựa như cái võ đại lang. 1. Bên cạnh đi. Cơ Giai Giai vui tươi hớn hở chuẩn bị rời đi, Hứa Thuần Lương để nàng đem đồ chua cùng rượu trắng mang vào. Sa Thế Hùng nhìn chung quanh, rõ ràng là muốn tìm một chỗ không người nói chuyện phiếm. Hứa Thuần Lương nói, nơi này không có những người khác, có lời gì ngay ở chỗ này nói đi. Sa Thế Hùng hướng Hứa Thuần Lương thật sâu bái. Hứa Thuần Lương nói, đừng đến cái này chúng ta người Trung Quốc kiêng kỵ. 2. Sa Thế Hùng nói, đa tạ Hứa tiên sinh phương thuốc, Tín Huệ uống thuốc về sau tình huống chuyển biến tốt một chút. Hứa Thuần Lương nói, ngươi lại dám để nàng uống thuốc, không sợ ta hạ dược hại nàng. Sa Thế Hùng nói, Hứa tiên sinh không phải là người như thế. Hứa Thuần Lương cười ha ha nói, để ta đoán một chút. Ngươi khẳng định là hoài nghi dụng ý của ta, bất quá lão bản nương cho là ta chân thành có thể tin, là nàng chủ động yêu cầu thử một chút có đúng hay không.
Sa Thế Hùng trong lòng thầm giật mình, hắn làm sao mà biết được. Người này thật sự là không đơn giản đâu, khó trách Hoàng Hữu Long xem hắn là đại địch. Hứa Thuần Lương chỉ trong viện bàn đá, tới uống chén trà đi. Sa Thế Hùng đi theo Hứa Thuần Lương đi vào bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, Hứa Thuần Lương rót cho hắn chén trà, Sa Thế Hùng hai tay tiếp nhận, tạ ơn, hôm nay có việc cầu người, thái độ cũng trước nay chưa từng có điệu thấp. Hứa Thuần Lương nói, uống thuốc về sau tình huống như thế nào? Sa Thế Hùng chi tiết tướng tình huống nói một lần. Hứa Thuần Lương sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, lúc này Cơ Giai Giai bảo Tiêu trở về, dựa theo Hứa Thuần Lương yêu cầu đem thuốc nắm chắc. Hứa Thuần Lương để hắn tướng thuốc giao cho Sa Thế Hùng. Sa Thế Hùng vốn là còn chút khó xử như thế nào mở miệng xin thuốc phương, không nghĩ tới Hứa Thuần Lương đều không đợi hắn nói liền chuẩn bị xong hết thảy, nhìn lên trước mắt một bao lớn thuốc, Sa Thế Hùng trong lòng âm thầm cảm kích, nếu như Hứa Thuần Lương coi là thật y tốt Kim Tín Huệ, mình lại nên làm như thế nào cảm tạ hắn. Đưa nhiều ít đồ chua cùng rượu trắng cũng biểu đạt không được lòng cảm kích. Hứa Thuần Lương nói, căn cứ như lời ngươi nói tình trạng, người bệnh biểu bế đã mở, phổi khí tuyên phát nằm lạnh bên ngoài thấu, chân dương khôi phục, cho nên nàng tứ chi rét lạnh cảm giác có chỗ giảm bớt, ta cho nàng mở cái này cái thứ hai đơn thuốc, bên trong chủ yếu bao quát ma hoàng, cây tế tân, can khương, sơn du nhục, xanh nhạt, sâm cao ly, đương nhiên nhất chủ yếu vẫn là phụ tử. Sa Thế Hùng bây giờ nghe phụ tử đã không có lúc trước kiêng kỵ, cung kính thỉnh giáo nói, ta nghe nói phụ tử có độc, vì sao người phải lượng lớn sử dụng đâu. Hứa Thuần Lương nói, phụ tử có về dương cứu nghịch, bổ lửa trợ dương, tán lạnh giảm đau công hiệu, trung y có một cái rất trọng yếu môn phái gọi hỏa thần phái, ngươi có nghe nói qua. Sa Thế Hùng nhẹ gật đầu, hắn biết Huệ Nhân Đường chính là hỏa thần phái, Hứa Thuần Lương nhắc lên hỏa thần phái nên không là muốn cho mình tiết lộ cho hắn tin tức gì à. Hứa Thuần Lương nói, hỏa thần phái tại phụ tử sử dụng bên trên có thể nói là xuất thần nhập hóa, kỳ thật bất kỳ dược vật đều có lớn nhỏ không giống nhau độc tính. Liền nói các ngươi sâm cao ly nếu là không thêm tiết chế bồi bổ cũng sẽ bổ ra mau bệnh tới. Hứa Thuần Lương đưa cho Sa Thế Hùng hai tờ đơn thuốc, ăn trước thứ nhất phó thuốc, sau khi ăn xong hướng ta thông báo hiệu quả, ta đồng ý về sau phương có thể vào kế tiếp đợt trị liệu, có chút dược vật ta lo lắng ngươi khó tìm, cho nên để cho người ta một lần giúp ngươi chuẩn bị đầy đủ. Sa Thế Hùng nói, bao nhiêu tiền ta cái này chuyển cho người. Hắn đã đối Hứa Thuần Lương dùng tới kính ngữ. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi mời ta ăn xong bữa thịt nướng, những thuốc này coi như là tiền cơm. Sa Thế Hùng phi thường rõ ràng những thuốc này giá trị muốn viễn siêu tối hôm qua kia bỗng nhiên thịt nướng, huống chi mình mời hắn ăn thịt nướng cũng là tâm không cam tình không nguyện, chẳng lẽ Hứa Thuần Lương còn có những chuyện khác nghĩ mình giúp hắn đi xử lý. Sa Thế Hùng nói, Hứa tiên sinh, có chuyện ta nhất định phải tuyên bố, người như là muốn cho ta đối Minh Đức tập đoàn bất lợi, ta là đoạn khó tòng mệnh. Hứa Thuần Lương cười ha ha, Sa Thế Hùng, người một mực đem tâm đặt ở trong bụng, ta cũng không phải giúp ngươi, ta giúp phải là lão bản nương. Hắn ngẩng đầu nhìn Thái Dương nói, người vẫn là tranh thủ thời gian về sắc thuốc, nhớ kỹ thêm nước lạnh 2000ml, lửa nhỏ nấu lấy 600ml. Lần này phân 3 lần phục dụng, uống thuốc lựa chọn sáng dương vượng thời điểm, lấy trợ chính khí, mỗi lần đổi nhập ma hoàng chất lỏng 50ml, đổ mồ hôi sau bỏ dở phục dụng. Sa Thế Hùng liên tục gật đầu, Hứa Thuần Lương lại dặn dò, phổi chứng thực nan quan trùng điệp, quá trình mắc bệnh bên trong rất nhiều lặp đi lặp lại, không muốn bởi vì tật bệnh xuất hiện chuyển cơ liền quá lạc quan, dương căn chưa vững chắc trước đó cắt không thể rơi lấy nhẹ tâm. Sa Thế Hùng bái tạ về sau rời đi, trên đường trở về càng nghĩ càng là kỳ quái, mình cũng không giúp Hứa Thuần Lương cái gì, nhưng hắn lại xuất thủ tương trợ, đến tột cùng là Hứa Thuần Lương thầy thuốc nhân tâm hay là hắn có mưu đồ khác. Bất quá người nhà cũng không có tìm hắn hỏi thăm nội tình gì tin tức, chỉ là hỏi thăm Hoàng Hữu Long cùng Lô Thái Dần hạ lạc. Kim Tín Huệ nhìn người rất chuẩn, đã liền nàng đều nói Hứa Thuần Lương cách cục sẽ không theo mình so đo, vậy liền không sai, trong lúc bất chi bất giác Sa Thế Hùng đối Hứa Thuần Lương định ý toàn bộ tiêu tán. Hứa Thuần Lương hôm qua liền cho Lâm Tư Cẩn gọi điện thoại, đưa ra muốn theo nàng gặp mặt, hiện tại là ngày mồng 1 tháng 5 trong lúc đó, Lâm Tư Cẩn cũng không có đi làm. Bất quá nàng rất vui sướng đáp ứng Hứa Thuần Lương gặp mặt yêu cầu. Hứa Thuần Lương mời nàng đến Cơ Giai Giai tứ hợp viện ngồi một chút, bởi vì lo lắng Cơ Giai Giai ở đây sẽ nói hưu nói vượt, sớm an bài nàng ra tránh đi, lại để cho Hoa Trục Nguyệt từ khách sạn cho hắn điều hai vị đầu bếp tới, cho rừng nghĩ cần chuẩn bị cơm trưa. Hứa Thuần Lương trước đó chuyên môn tìm Diệp Sương Nguyên hỏi qua, Lâm Tư Cẩn ăn chay, cho nên hôm nay chuẩn bị đều là thức ăn chay.
Diệp Sương Nguyên nghe nói Hứa Thuần Lương muốn mời Lâm Tư Cẩn ăn cơm, lúc này liền khuyên hắn bỏ ý niệm này đi. Lâm Tư Cẩn bình thường là cự tuyệt ăn cơm khách, có thể để Diệp Sương Nguyên ngoài ý muốn chính là, Lâm Tư Cẩn thế mà đáp ứng, xem ra nhỏ thịt tươi mặt mũi quả thật so với mình tấm mặt mo này có tác dụng. Lâm Tư Cẩn đi vào tứ hợp viện, quan sát đến bên trong bố cục, tại vị trí này, bộ này tứ hợp viện giá cả chào giá gặp hơn 100 triệu, nghĩ không ra Diệp lão cái này cháu nuôi lại là cái ẩn tàng phú hào. Hứa Thuần Lương đón lấy Lâm Tư Cẩn, cười nói, Lâm A Di, phòng này không là của ta, là ta tìm bằng hữu mượn tới dùng. Lâm Tư Cẩn nói, xem ra hôm nay bữa cơm này ngươi hao tốn không ít tâm tư. Hứa Thuần Lương tướng Lâm Tư Cẩn mời đến phòng ăn. Lâm Tư Cẩn nói, sớm biết như thế, ta liền không tới. Hứa Thuần Lương nói, Lâm A Di không nên hiểu lầm, ta xin ngài tới cũng chính là đơn thuần tâm sự. Lâm Tư Cẩn nói đến người ta mới nhận biết mấy ngày, giữa chúng ta giống như cũng không có nhiều cộng đồng chủ đề. Hứa Thuần Lương nói, có, tại bảo vệ dân tộc truyền thống văn hóa phương diện chúng ta là có được cộng đồng chủ đề. Lâm Tư Cẩn nói, vậy cũng không cần như thế long trọng, Huệ Nhân Đường sự tình ta khẳng định sẽ cho người cha xét rõ mồn một rõ ràng, ngươi mời không mời ta ăn cơm vẫn là, nếu như bọn họ đích xác có vấn đề, ngươi dù là đem mồm mép mài hỏng cũng vô dụng. Nếu như bọn hắn là trong sạch không cần ngươi nói ta cũng đều vì bọn hắn nói chuyện. Hứa Thuần Lương nói, ta đương nhiên sẽ không để cho Lâm A Di làm trái với nguyên tắc sự tình, chỉ là ta tra được một chút tình huống cho nên muốn hướng người phản ứng một chút. Lâm Tư Cẩn nhẹ gật đầu, Hứa Thuần Lương phân phó mang thức ăn lên. Nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, trước đi lên là 4 đạo rau trộn theo thứ tự là hạt súng, gà tung khuẩn, du tai, lam dâu củ khoai. Lâm Tư Cẩn xem xét tất cả đều là thức ăn chay, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này bỏ công sức, biết mình ăn chay, cho nên an bài chính là tiệc chay. Mặc dù cho rằng Hứa Thuần Lương an bài như vậy có chút tận lực long trọng, nhưng là đã tới cũng không thể xoay người rời đi, dù sao cũng đến giờ cơm, hai người lấy trà thay rượu. Lâm Tư Cẩn nếm thử một miếng hạt súng, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, cửa vào quy đạn, nguyên liệu nấu ăn là thượng đẳng tô khiếm cùng đậu ngọt, cùng núi dầu hạt trà mùi thơm ngát hòa thuận trượt. Cảm giác tuyệt hảo. Hứa Thuần Lương giới thiệu, món ăn này có khử ẩm ướt công hiệu. Củ khoai bùn đánh cho cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, cửa vào miên ngọt. Du tai là sinh trưởng ở cây du tang mộc nhĩ, hình dạng cùng mộc nhĩ cơ bản nhất trí, nhiều chút nặng nề, có chất thịt cảm giác, đầy co giãn, dùng tiêu tê dại khẩu vị. Lâm Tư Cẩn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng là hôm nay loại này tinh xảo thức ăn chay cũng làm cho nàng âm thầm tán thưởng. Mỹ hảo nguyên liệu nấu ăn sẽ để cho tâm tình của người ta buông lỏng, Hứa Thuần Lương từ Lâm Tư Cẩn biểu lộ liền có thể đánh giá ra nàng đối với mình để phòng tâm dần dần buông lỏng, Hứa Thuần Lương cũng không lập tức liền sách Huệ Nhân Đường sự tình, mà là nói đến Diệp Thanh Nhã. Ta phát hiện Thanh Nhã tỷ dáng dấp rất giống Lâm A Di đâu. Lâm Tư Cẩn nói nhảm, nàng là nữ nhi của ta không giống ta ngược lại quái. Hứa Thuần Lương cười nói, bất quá hai người các ngươi tính tình nhưng không giống nhau lắm. Lâm Tư Cẩn làm việc già dặn lưu loát, tính tình cường thế, mà Diệp Thanh Nhã cho người ấn tượng lại là trong ôn nhu hướng. Lâm Tư Cẩn nói, người nói là ta tính tình không tốt ha. Hứa Thuần Lương nói, không phải, ta là nói các ngươi tính cách một cái hướng nội một cái hướng ngoại. Lâm Tư Cẩn nhịn không được bật cười, cho nên chúng ta hai mẹ con luôn luôn không hợp tính, Thanh Nhã từ nhỏ nhu thuật, trong nhà an bài thế nào nàng liền làm như thế đó, nam sợ nhập sai đi, nữ sợ gả sai lang. Nàng cùng Kiều Như Long hôn nhân từ vừa mới bắt đầu chính là cái sai lầm. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, từ Lâm Tư Cẩn cùng Diệp Sương Nguyên ở riêng thời gian tuyến đến suy tính, rất có thể giữa hai người mâu thuẫn kích thích bắt nguồn từ Diệp Thanh Nhã cùng Kiều Như Long hôn nhân, Lâm Tư Cẩn đại khái suất là phản đối cái này cái cọc việc hôn nhân. Hứa Thuần Lương nói, Lâm A Di hôn nhân là chuyện hai người tình, liền xem như phụ mẫu đều không có quá nhiều quyền lên tiếng. Lâm Tư Cẩn nói, nếu là thật không quyền lên tiếng liền tốt. Từ cổ chí kim đều giảng cứu một cái phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, cũng bởi vì câu nói này không biết hại nhiều ít người. Lúc này phục vụ viên tới mang thức ăn lên, nấm thông sashimi, phấn trưng bạch linh nấm, hắc tùng lộ món gân hầm, từng đạo tinh mỹ làm món ăn hương vị đều đủ. Lâm Tư Cẩn nói, người cũng không thể giúp đỡ người khác khi dễ nàng. Lâm A Di, người đây là nói đến chuyện này, ta giữ gìn nàng cũng không kịp làm sao có thể giúp người khác khi dễ nàng. Lâm Tư Cẩn nói, đừng cho là ta không biết ngươi cùng Kiều gia quan hệ, Kiều Như Long sớm tối đều là ngươi đại cữu ca, trong lòng ngươi khẳng định là hướng về Kiều gia.
Hứa Thuần Lương nói, Diệp Thanh Nhã vẫn là ta chị nuôi đâu. Lâm Tư Cẩn đối câu trả lời của hắn biểu thị hài lòng, nhấm nháp trong chốc lát mỹ vị món ngon, nói khẽ ngươi chuẩn bị tinh như vậy tâm khẳng định là có chuyện muốn nhờ, nói đi. Hứa Thuần Lương cười nói, Lâm A Di, vẫn là ta tìm ngài chuyện kia, ta hiểu được một chút tình huống, cho nên muốn làm mặt hướng người phản ứng một chút. Lâm Tư Cẩn để hắn nói. Hứa Thuần Lương từ Trần Kiến Tân tiết lộ ân hằng chế dược thương nghiệp cơ mật nói lên, lại cho tới khúc chuyện phúc một đám người cố ý tại trên Internet tản trung y vô dụng luận, công kích truyền thống y học, cái này mọi chuyện cần thiết phía sau thủy thác dũng giả đều chỉ hướng Minh Đức tập đoàn. Lâm Tư Cẩn nghe hắn nói xong, không khỏi tần lên lông mày, chiếu ngươi nói như vậy, lần này Huệ Nhân Đường sự tình là cùng một chỗ âm mưu. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Minh Đức tập đoàn đã từng đưa ra qua thu mua Huệ Nhân Đường, nhưng là bị Huệ Nhân Đường người phụ trách Hoàng Công Hiền cự tuyệt. Ta đoán chừng liền là bởi vì việc này bọn hắn ghi hận trong lòng, cho nên thiết kế hãm hại Huệ Nhân Đường. Lâm Tư Cẩn nói, không có xác thực chứng cứ sự tình không nên tùy tiện nói, nhất là liên quan đến ngoại thương ngôn luận, làm không tốt liền sẽ tăng lên thành ngoại giao sự kiện. Hứa Thuần Lương nói, đây không phải tên chọc trên đầu con giận rõ ràng sao. Người thật coi đám người này hảo tâm như vậy đến trợ giúp chúng ta quốc gia phát triển sự nghiệp y liệu. Lâm Tư Cẩn nói, tiểu Hứa. Người có thể nhìn thấy vấn đề, thượng tầng không có khả năng không nhìn thấy, tại chữa bệnh phương diện, chúng ta căn cứ mời tiến đến đi ra nguyên tắc. Hứa Thuần Lương nói, tha thứ ta nói thẳng, ta không thấy được ta trung y của các ngươi đi ra ngoài, chỉ thấy một bang dụng ý khó dò ra hỏa được mời vào đến, các ngươi thật không sợ dẫn sói vào nhà. Lâm Tư Cẩn cười nói, người hẳn nghe nói qua một cái từ gọi đóng cửa đánh chó, về phần ngươi không thấy được trung y đi ra ngoài. Đây là bởi vì tại hải ngoại trung y còn thiếu khuyết tán đồng, quốc gia đối trung y ra biển cũng là cổ vũ hai. Hứa Thuần Lương nói, lấy Minh Đức tập đoàn làm thí dụ, bọn hắn thu mua trung y quán, sưu tập truyền thống bí phương, thu mua thuốc đông y nhà máy, đả kích dân tộc xí nghiệp, những sự tình này các ngươi liền mặc kệ. Lâm Tư Cẩn nói, không là bất kể, phương diện này có mấy loại khả năng, một là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, hai là không tới quản thời điểm. Chờ các ngươi tra được chứng cứ, muốn quản thời điểm, quốc gia chúng ta đồ vật đều bị bọn hắn trộm xong, đám kia chày gỗ còn có cái gì không ăn trộm. Lâm Tư Cẩn nở nụ cười. Lúc này Hứa Thuần Lương điện thoại vang lên, là Lương Văn Tĩnh gọi điện thoại tới, Hứa Thuần Lương cùng Lâm Tư Cẩn nói một tiếng đứng dậy đi đón căn phòng cách vách nghe. Hứa Thuần Lương vừa đi, Cơ Dai Dai liền chạy tiến đến, Hứa Thuần Lương nguyên bản đem nàng đuổi đi, nhưng cô nàng này hiếu kỳ. Nàng muốn nhìn một chút Hứa Thuần Lương đến cùng mời người nào ăn cơm như thế dụng tâm, kết quả tiến đến xem xét, lại là cái người đẹp hết thời. Mặc dù Lâm Tư Cẩn phong vận vẫn còn, nhưng tại Cơ Dai Dai xem ra nữ nhân này số tuổi cũng quá lớn chút đi, sư phụ thật là đi, già trẻ không kỵ. Cơ Dai Dai không chút kiêng kỵ nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tư Cẩn, Lâm Tư Cẩn cười nói, tiểu cô nương, người chừng nào thì tiến đến. Cơ Dai Dai liếc mắt, người quản ta. Lâm Tư Cẩn nhíu mày. Cô gái nhỏ này thật sự là không có lễ phép, gặp được trưởng giả liên tiếp mời ngữ đều không có. Cơ Dai Dai nói, người cùng Hứa Thuần Lương là quan hệ như thế nào? Lâm Tư Cẩn vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu cô nương, ta giống như không có hướng ngươi giải thích tất yếu a. Cơ Dai Dai nói, người tuổi tác không nhỏ a. Lâm Tư Cẩn gật đầu nói, còn kém một tuổi đến 50. Cơ Dai Dai nói, nhìn không ra a. Lâm Tư Cẩn mỉm cười nói, ta có thể hiểu thành đây là đối ta lấy lòng sao. Liền xem như đi, 50 tuổi người, sinh hoạt còn như thế hữu tình thú. Cơ Dai Dai âm dương quái khí mà nói. Lâm Tư Cẩn nói, hài tử, ta khuyên ngươi muốn thiện lương. Cơ Dai Dai cả giận nói, ta làm sao không thiện lương rồi. Dai Dai, Hứa Thuần Lương tiếp điện thoại xong trở về, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy địch ý Cơ Dai Dai, lập tức ý thức được chuyện xấu. Cô gái nhỏ này không biết lại ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ, vạn vừa nói ra cái gì không lớn không nhỏ lời nói, trêu đến Lâm Tư Cẩn không cao hứng, mình hôm nay bữa cơm này không phải mời không. Hứa Thuần Lương nói, ai bảo ngươi trở về. Cơ Dai Dai nói, nhà ta còn không thể trở về, sư phụ, ta không trở lại còn không biết miệng ngươi vị như vậy đặc biệt. Hứa Thuần Lương thật muốn mang theo lỗ tai của nàng đem nàng ném ra, cô nàng này khuyết thiếu gia giáo. Quả nhiên là lời gì cũng dám ra bên ngoài nói, cũng trách chính mình, liền không nên tìm nàng mượn địa phương bày cái này phổ. Đang muốn quát lớn Cơ Dai Dai, Lâm Tư Cẩn cười nói, nàng gọi sư phụ ngươi a. Hứa Thuần Lương mặt mũi tràn đầy lúng túng nói, đúng, đồ đệ của ta.
Cơ Dài Dài mắt lom lom nhìn qua Lâm Tư Cẩn, không được a. Dài Dài, không được vô lễ. Lâm Tư Cẩn nói, cái này tứ hợp viện là nàng, khó trách như thế đại khẩu khí, tiểu nha đầu, sư phụ ngươi là con nuôi ta, làm sao? Ai quy định hắn không thể mời ta cái này mẹ nuôi ăn cơm? Lần này đến phiên Cơ Dài Dài lúng túng, nàng dù sao không có hướng chỗ tốt nghĩ, bây giờ mới biết Lâm Tư Cẩn là Hứa Thuần Lương mẹ nuôi, thật sự là bị chơi khăm rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ tiến vào. Đi, mẹ nuôi, ta vừa mới là cố ý cùng người nói đùa, Kết quả chỉ có chính nàng cười, lần này lúng túng hơn. Hứa Thuần Lương nói, mẹ nuôi cũng là ngươi kêu, không biết lớn nhỏ, kêu bà nội. Cơ Dài Dài lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian kêu một tiếng nãi nãi. Lâm Tư Cẩn nở nụ cười, đừng gọi như vậy, ta còn không muốn sớm như vậy đương nãi nãi, nhà đầu này thật cơ trí, ngươi gọi a di của ta. Hứa Thuần Lương nói, đây không phải là chênh lệch bối. Cơ Dài Dài mới mặc kệ cái gì chênh lệch bối không kém bối, tranh thủ thời gian kêu một tiếng a di. Lâm Tư Cẩn nói, cùng nhau ăn cơm. Cơ Dài Dài đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như, ta ăn no rồi, không chậm trễ các ngươi tán gẫu, vừa mới cùng người nói đùa, người đừng chê ta không biết lớn nhỏ. Quay người cuống quýt chạy trốn. Hứa Thuần Lương đợi nàng rời đi về sau, hướng Lâm Tư Cẩn cười khổ nói, Lâm A Di, người đừng trách nàng, đứa nhỏ này từ nhỏ tập quán lỗ mãng. Lâm Tư Cẩn nói, còn gọi ta Lâm A Di a. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, Lâm Tư Cẩn có ý tứ gì? Nhìn tình huống hôm nay là muốn nhận chính mình cái này tiện nghi nhi tử. Lâm Tư Cẩn nói, gọi mẹ nuôi a ta công công là người ông nội nuôi, ta nhưng không phải liền là người mẹ nuôi. Một, Hứa Thuần Lương khẳng định không thể cự tuyệt, chớ nói chi là hiện tại có việc cầu người, mẹ nuôi. Lâm Tư Cẩn cười đến phi thường ấm áp nàng nói khẽ Thuần Lương, ngươi cùng chuyện ta nói ta đều có hiểu rõ, ngươi yên tâm đi, chúng ta đối dân tộc xí nghiệp bảo hộ là nhất quán, sẽ không để cho ngoại bộ thế lực đạt được. Hứa Thuần Lương nói, có người câu nói này ta an tâm. Hắn nâng chén trà lên lấy trà thay rượu kính Lâm Tư Cẩn, hai người nhấp một ngụm trà. Lâm Tư Cẩn nói, hiện tại có thật nhiều đầu tư bên ngoài tiến vào trong nước, thu mua chung y quán cùng xưởng thuốc, mục đích của bọn hắn chúng ta không phải là không có nhìn thấy, nhưng là có một chút chúng ta cũng vô pháp phủ nhận, bọn hắn là thông qua hợp pháp trình tự, tại không có bắt bọn hắn lại chứng cứ, chúng ta liền tiến hành hành chính can thiệp, khẳng định sẽ dẫn phát ngoại giới chất vấn, thậm chí bọn hắn sẽ ác nhân cáo trạng trước, dù sao chúng ta đã gia nhập thế giới mậu dịch tổ chức. Hứa Thuần Lương nói, khó nói chúng ta liền trơ mắt nhìn lấy bọn hắn khắp nơi trộm đoạt chẳng quan tâm. Lâm Tư Cẩn nói, mặc dù bản chất là trộm đoạt, nhưng là bọn hắn là thông qua hợp pháp đầu tư thu mua thủ đoạn, người cũng phải nhìn đến có thật nhiều bất tranh khí người trong nước liền nguyện ý cùng bọn hắn làm ăn, nguyện ý tướng tổ truyền bí phương bán cho bọn hắn, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, còn hết lần này tới lần khác phù hợp thị trường quy tắc. Hứa Thuần Lương nói, nếu là không mau chóng ra sân khấu tương quan chính sách, đám này bất tài ra hỏa sớm tối có thể đem lão tổ tông đồ vật bán xong. Lâm Tư Cẩn nói, trừ phi có chứng cứ xác thực chứng minh bọn hắn kinh doanh hành vi đã ảnh hưởng đến an toàn quốc gia, chính thức là sẽ không dễ dàng xuất thủ, biện pháp tốt nhất chính là dùng thị trường phương pháp đến ứng đối, ngươi có thể hiểu chưa? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, Lâm Tư Cẩn hiển nhiên nghĩ đến càng thêm toàn diện, tại nàng vị trí nhất định phải từ cao hơn phương diện nhìn vấn đề. Ngươi minh bạch cái gì rồi? Nói nghe một chút, mẹ nuôi có ý tứ là, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Lâm Tư Cẩn thầm khen, thật là một cái thông minh tiểu tử, khó trách công công sẽ đối với hắn như thế thưởng thức. Lâm Tư Cẩn nói, người cũng phải nhìn đến gần nhất có thật nhiều dân tộc xí nghiệp gia đã bắt đầu thức tỉnh, bọn hắn ngay tại có ý thức bảo hộ cũng phát triển dân tộc nhãn hiệu cùng dân tộc văn hóa, chúng ta cũng sẽ dành cho lớn nhất ủng hộ, Huệ Nhân Đường sự tình đã khiến cho cục chúng ta cao độ coi trọng. Chúng ta khẳng định sẽ triệt tra tới cùng, đến lúc đó cũng sẽ đem điều tra kết quả hướng xã hội công bố. Hứa Thuần Lương nói, có người câu nói này ta an tâm. Hứa Thuần Lương cùng Lâm Tư Cẩn gặp mặt cùng ngày, phát sinh một kiện ngoài ý muốn, ân hằng chế dược Trần Kiến Tân từ cảnh Phúc Đại hạ mái nhà nhảy xuống, kết thúc hắn tuổi trẻ sinh mệnh. Việc này ở Kinh Thành cũng không gây nên quá nhiều chú ý, nặc lớn Kinh Thành mỗi ngày đều có sinh mệnh sinh ra, cũng có sinh mệnh rời đi. Có ít người cả đời chú định kích không dậy nổi quá lớn bọt nước. Trần Kiến Tân trước khi chết một trời đã bị ân hằng sa thải, cho hắn nguyên nhân cái chết lưu lại một cái giải thích hợp lý.
Nhưng là Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy Trần Kiến Tân chết có ẩn tình khác, một cái có thể ra bán mình linh hồn cùng tự tôn người là sẽ không dễ dàng lựa chọn tử vong. Ngay tại Trần Kiến Tân tử vong cùng ngày, Lương Văn Tĩnh còn cùng hắn thông qua lời nói cho hắn biết đã sa thải Trần Kiến Tân. Trần Kiến Tân hoàn toàn chính xác có bán công ty cơ mật hiểm nghi, nhưng là hắn không chịu thừa nhận. Lương Văn Tĩnh biểu thị sẽ tiếp tục tìm người điều tra, không bài trừ đến tiếp sau đối với hắn tiến hành khởi tố khả năng. Hứa Thuần Lương biết bọn hắn quan hệ giữa hai người, hắn thấy Trần Kiến Tân chết, Lương Văn Tĩnh có thể là vui vẻ nhất cái kia, chỉ có Trần Kiến Tân tử vong, mới có thể bảo trụ giữa bọn hắn bí mật. Hứa Thuần Lương khó tránh khỏi nhớ tới Bùi Lâm, nếu như Trần Kiến Tân còn sống, không bài trừ người này sẽ trở thành một cái khác Dương Mộ Phong khả năng. Trần Kiến Tân tử vong cũng không quá nhiều điểm đáng ngờ, hắn nhảy lầu thời điểm có thật nhiều người đều đã từng tận mắt nhìn thấy, cảnh sát cũng ý đồ tiến hành nghĩ cách cứu viện, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản hắn từ trên lầu nhảy xuống. Trần Kiến Tân nhảy lầu thời điểm, Lương Văn Tĩnh đã quay trở về Đông Châu, từ thời gian tiết điểm nhìn lại, nàng cùng chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì. Cũng là tại một ngày này, dư luận hướng gió bắt đầu lặng lẽ phát sinh nghịch chuyển, đầu tiên là Hoàng Vọng Lân liên hợp kinh thành nhiều vị đức cao vọng trọng hỏa thần phái đại sư, nhằm vào gần nhất chất vấn phụ tử sử dụng thanh âm tiến hành đánh trả. Tại Huệ Nhân Đường xảy ra chuyện về sau, nhảy nhất hoan thủy mộc giáo sư Khúc Truyện Phúc không biết nguyên nhân gì, đột nhiên phát biểu một thiên công việc quan trọng chính đối đãi truyền thống trung y văn hóa văn chương, tại văn chung thừa nhận mình cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, trước đây phát biểu một chút văn chương có sai lầm bất công. Người này lập trường chuyển biến thực sự quá nhanh, từ lúc mới bắt đầu trung y vô dụng luận lắc mình biến hóa trở thành truyền thống văn hóa bảo vệ người. Cùng lúc đó, quốc gia trung y thuốc cục quản lý cũng phát ra một phần liên quan tới bảo hộ dân tộc trung y văn hóa văn kiện, kỳ thật tương tự nội dung đi qua liền ký phát qua, nhưng là tại cái này trong lúc mấu chốt, diễn lại trò cũ, đầy đủ biểu hiện ra bọn hắn tận lực truyền thống y học thái độ. Hán Thành Giang Nam nơi nào đó cổ phác trong trạch viện, Hoàng Hữu Long chính ngồi quỳ chân trên sàn nhà. Bồi tiếp một vị hạc phát đồng nhan lão giả uống trà, vị lão giả này chính là nhạc phụ của hắn, Nhạc Tinh tập đoàn người sáng lập Lý Bình Tinh. Lý thị gia tộc tại bán đảo có được địa vị vô cùng quan trọng, Hoàng Hữu Long chính là bởi vì cưới Lý Bình Tinh nữ nhi Lý Xương Cơ mới một bước lên trời, có được địa vị hôm nay. Lý Bình Tinh tướng chén trà nhẹ nhàng buông xuống, ta nghe nói có người từ cảnh phúc đại hạ mái nhà nhảy xuống. Hoàng Hữu Long nói, chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, mặc dù có chút ảnh hưởng. Bất quá tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đi qua, chỉ là sự kiện ngẫu nhiên thôi. Lý Bình Tinh nâng lên hai mắt, nguyên bản vẫn đục hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, sự kiện ngẫu nhiên. Hoàng Hữu Long đối vị nhạc phụ này hiểu rõ vô cùng, chớ nhìn hắn qua tuổi bát tuần, thế nhưng là vẫn duy trì tràn đầy tinh lực cùng đấu trí. Hắn khống chế dục cực mạnh, mặt ngoài mặc dù từ nhiệm hết thảy chức vụ, nhưng vẫn lao lao nắm trong tay Nhạc Tinh, cho dù là đối Minh Đức tập đoàn sự vụ cũng sẽ thỉnh thoảng tiến hành can thiệp. Hoàng Hữu Long nói, nhạc phụ xin yên tâm ta sẽ xử lý tốt. Lý Bình Tinh nói, ngươi làm việc quá mềm yếu, đương nhiên đây là các ngươi người trong nước bệnh chung. Hoàng Hữu Long nội tâm như là bị bọ cạp cắn một cái, hắn mặc dù vào hàn tịch, nhưng là hắn từ thực chất bên trong xem thường quốc gia này, tại người dưới mái hiên sao dám không cúi đầu, chân chính để hắn cúi đầu chính là tài phú. Hoàng Hữu Long nói, một quốc gia có một quốc gia tình huống cụ thể, xử lý chuyện phương thức cũng không giống nhau. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, lão già, người cho rằng tiền tài mở đường liền có thể giải quyết hết thảy. Trung Hoa diện tích lãnh thổ bao la, nhân tài xuất hiện lớp lớp, há lại người cái này cứt mũi lớn phương có thể đánh đồng. Lý Bình Tinh nói, Hữu Long, ta một mực coi trọng ngươi, cho nên ta mới có thể đem ta thương yêu nhất nữ nhi gả cho ngươi. Lúc trước ta làm ra quyết định này thời điểm, trong nhà tất cả mọi người tại phản đối, có biết hay không ta vì cái gì kiên trì lựa chọn ngươi? Hoàng Hữu Long trong lòng đương nhiên biết rõ, bởi vì ta cứu ngươi mệnh, nếu như không phải ta ngươi chỗ này có thể sống đến bây giờ. Ngươi tuyển ta đương con rể nhưng thật ra là sinh mệnh của ngươi mua một phần bảo hiểm. Lý Bình Tinh nói, bởi vì ngươi thông minh, ta đem Minh Đức giao cho ngươi, là hy vọng ngươi lợi dụng tự thân ưu thế tướng trung y cùng hàn y lấy thừa bù thiếu, dung hợp quán thông, tướng Minh Đức phát triển lớn mạnh. Những năm này ta đối với ngươi như gì? Ngươi nghiên cứu khoa học kinh phí ta chưa từng thiết hạn mức cao nhất, ngươi muốn đi Trung Hoa phát triển, ta toàn lực ủng hộ, thế nhưng là ta lại không nhìn thấy ngươi tiến triển. Hoàng Hữu Long nói, việc này không thể thúc đẩy quá nhanh, nếu như bước chân bước đến quá lớn, dễ dàng gây nên ban ngành liên quan cảnh giác, đến lúc đó ngược lại càng thêm phiền phức.
Lý Bình Tinh lạnh lùng nói, ta 84 tuổi để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Hoàng Hữu Long nói, nhạc phụ xin yên tâm, sẽ không chờ quá lâu, xương rồng sự tình đã có mặt mày. Lý Bình Tinh duỗi ra một ngón tay, một năm, ta cho ngươi thêm thời gian một năm, ngươi nếu là còn khiến ta thất vọng, cũng đừng trách ta không cho ngươi thêm cơ hội. Hoàng Hữu Long khom người một cái thật sâu cáo từ rời đi. Lý Bình Tinh bưng lên ly kia trà, trên mặt biểu lộ trở nên càng phát ra âm trầm, hắn cầm lên điện thoại, bấm một cái mã số, Bạch Lan, ta muốn ngươi đi làm một chuyện. Một đang lái xe Phổ Kiến lấy cùi trỏ đảo đảo Hứa Thuần Lương, chỉ bên cạnh, liền chỗ ấy, hôm qua có người từ mái nhà nhảy xuống tới, bẹp một tiếng, rơi vỡ nát. Con hàng này nói đến quá khoa trương, Hứa Thuần Lương nhịn không được bật cười. Phổ Kiến nói, như thế chuyện bị thảm ngươi thế mà cười được. Hứa Thuần Lương nói, người cũng không phải xứ làm sao lại quảng cái vỡ nát. Phổ Kiến nói, cao như vậy lâu ngã xuống cùng xứ người cũng không xê xích gì nhiều. Ta liền buồn bực, có cái gì nghĩ không ra. Không phải muốn tự sát. Hứa Thuần Lương chợt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, để Phổ Kiến sang bên dừng xe. Phổ Kiến nhìn thấy có cái thân mặc hắc y nữ nhân bưng lấy một chùm bạch cúc hoa chính đặt ở cao ốc bên cạnh, trong lòng tự nhủ nữ nhân này hắn quen biết sao. Hứa Thuần Lương sau khi xuống xe hướng Phổ Kiến khoát tay áo ra hiệu hắn đi trước, Phổ Kiến chỉ cô gái áo đen kia một mặt cười xấu xa. Hứa Thuần Lương không có phản ứng hắn. Hướng tên kia nữ tử áo đen đi đến. Nữ tử áo đen mang theo kính râm, khí chất không tệ, tướng bó hoa kia đặt ở cao ốc một góc, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, yên lặng niềm thương nhớ lại. Hứa Thuần Lương không có quấy rầy nàng, đứng ở sau lưng nàng lặng lặng bồi tiếp nàng, một lát sau, cô gái áo đen kia có cảm giác, quay người nhìn một chút, kinh hỉ nói, Thuần Lương, tại sao là ngươi? Nguyên lai tên này nữ tử áo đen là Triệu Hiểu Tuệ. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nước ngoài nuôi trẻ, lần này vội vàng về nước, cũng là bởi vì Trần Kiến Tân sự tình, mặc dù Triệu Hiểu Tuệ cùng Trần Kiến Tân sớm đã chia tay, cũng bị hắn tổn thương thấu tâm, thế nhưng là nghe nói hắn tự sát về sau, không khỏi nghĩ khởi giữa bọn hắn quá khứ, vẫn là quyết định về nước phúng viếng một chút. Triệu Hiểu Tuệ nguyên bản định không kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, thật không nghĩ đến vẫn là gặp người quen, bất quá còn tốt. Hứa Thuần Lương là nàng là số không nhiều gặp nhau nhân chi một. Hứa Thuần Lương nói, Hiểu Tuệ tỷ, người trở về lúc nào? Triệu Hiểu Tuệ nói, hắn trước khi chết đã từng cho ta gọi một cú điện thoại. Trần Kiến Tân lựa chọn từ cảnh Phúc Đại hạ mái nhà nhảy xuống trước đó, chuyên môn cho Triệu Hiểu Tuệ gọi điện thoại, trong điện thoại hắn khóc ròng ròng, sám hối mình đi qua sở tác sở vi, còn nói một chút trong lòng bí mật, đời này của hắn yêu nhất người kia từ đầu đến cuối đều là Triệu Hiểu Tuệ. Triệu Hiểu Tuệ nguyên vốn không muốn phản ứng hắn, thế nhưng là trong điện thoại nghe ra ngữ khí của hắn không đúng, nể tình hai người tình cũ khuyên bảo vài câu, nghĩ không ra Trần Kiến Tân khóc đến càng phát ra thương tâm, chờ hắn cúp điện thoại, Triệu Hiểu Tuệ lại đánh đã đánh không thủng. Không bao lâu liền truyền đến Trần Kiến Tân nhảy lầu tin tức, Triệu Hiểu Tuệ lập tức liền mua vé máy bay trở về, càng nghĩ vẫn là đi vào Trần Kiến Tân rời đi nhân thế địa phương đưa một bó hoa ký thác đối với hắn niềm thương nhớ. Hai người chi ở giữa yêu hận tình cừu theo Trần Kiến Tân qua đời cũng triệt để vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Hứa Thuần Lương nói, sự tình như là đã phát sinh, người cũng khôn nên quá thương tâm. Triệu Hiểu Tuệ thở dài nói, thương tâm ta ngược lại thật ra không có, Trần Kiến Tân người này cũng là bị dồn vào đường cùng mới lựa chọn tuyệt lộ. Hứa Thuần Lương nói, người đều biết cái gì. Triệu Hiểu Tuệ lắc đầu, hắn cũng không có nói với ta cái gì, chính là nói xin lỗi ta. Đời này làm rất nhiều chuyện hồ đồ, được rồi, ta không muốn nhắc lại. Hứa Thuần Lương hỏi thăm nàng ngủ ở chỗ nào, Triệu Hiểu Tuệ biểu thị đã mua đêm nay vé máy bay, nàng phải nắm chắc trở về, hai tử còn nhỏ, rời đi quá lâu nàng cũng không yên lòng. Triệu Hiểu Tuệ đối Trần Kiến Tân gia đình tình huống hay là vô cùng hiểu rõ, biết trong nhà hắn khó khăn, Trần Kiến Tân tìm cái chết, trong nhà hắn tình trạng khẳng định là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, Triệu Hiểu Tuệ không muốn lại cùng người Trần gia gặp bột. Vừa vặn gặp Hứa Thuần Lương, ủy thác hắn cho mình giúp cái chuyện nhỏ, liên lạc một chút người Trần gia, giúp mình cho bọn hắn nhà đưa đi một khoản tiền, cũng coi là đối bọn hắn đi qua tình cảm một cái kết thúc. Hứa Thuần Lương tự nhiên không tiện cự tuyệt, đáp ứng xuống, Triệu Hiểu Tuệ tướng sớm đã chuẩn bị xong thẻ ngân hàng cùng mật mã giao cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương không khỏi đang nghĩ, nếu là nàng không có gặp được mình, chẳng phải là còn phải tự mình đi một chuyến. Hai người liền đứng tại cảnh Phúc Đại hạ trước trò chuyện trong chốc lát, sau đó như vậy chia tay, đường ai nấy đi.
Hứa Thuần Lương đã tiếp nhận Triệu Hiểu Tuệ ủy thác liền nên đem chuyện của nàng làm tốt. Triệu Hiểu Tuệ nói cho hắn một chút Trần gia tình huống. Trần Kiến Tân có cái muội muội Trần Chỉ Vân ở kinh thành đọc sách, trước mắt ngay tại làm Trần Kiến Tân hậu sự. 1. Hứa Thuần Lương dựa theo Triệu Hiểu Tuệ cho hắn phương thức liên lạc cho Trần Chỉ Vân gọi điện thoại. Nghe nữ hài thanh âm có chút khàn khàn, hẳn là bi thương bố trí, bởi vì Hứa Thuần Lương đỉnh lấy Trần Kiến Tân bằng hữu cờ hiệu, cho nên nàng cũng không có hoài nghi, nói cho Hứa Thuần Lương mình trước mắt ngay tại nhà tang lễ làm ca ca hậu sự. Hứa Thuần Lương hỏi rõ địa điểm, để Phổ Kiến đến đón mình. Phổ Kiến nghe nói là đi nhà tang lễ, ngại xúi quẩy, đem xe trực tiếp ném cho Hứa Thuần Lương, dù sao hắn còn có một cỗ dầu xe, gần nhất tàu điện cũng không thường dùng, để Hứa Thuần Lương lúc nào đi lại trả lại cho mình, chỉ có một cái yêu cầu, trả xe trước đó đừng quên giúp hắn rửa xe. Hứa Thuần Lương xe chạy tới Trần Chỉ Vân nói tới nhà tang lễ, trên đường đi cũng là thuận lợi. Chờ hắn đến tới chỗ, bầu trời âm trầm, phiêu linh lấy mưa nhỏ. Hứa Thuần Lương tại cho cốt nhận lấy chỗ gặp được chờ đợi Trần Chỉ Vân, rất thanh tú một cô nương, mặc mộc mạc, ôm cái sữa bột bình ở nơi nào chờ lấy nhận lấy ca ca cho cốt. Bởi vì Trần Kiến Tân chết đột nhiên, cũng không phải bình thường tử vong, trong nhà hắn cũng không có cái khác nam đinh Trần Chỉ Vân cùng tỷ tỷ thương lượng một chút, liền định hết thảy giản lược, ngay tại chỗ hỏa táng về sau, tướng cho cốt mang về già nhà an táng. Từ tình huống hiện trường đến xem, Trần gia cũng không có gì bằng hữu thân thích. Chỉ có Trần Chỉ Vân một người ở nơi đó chờ lấy, bên cạnh chờ đợi lĩnh cho cốt ai không phải cả một nhà người, hai đem so sánh, càng lộ vẻ thê lương. Hứa Thuần Lương đi qua biểu lộ một chút thân phận của mình, hắn hôm nay là đánh lấy Trần Kiến Tân bằng hữu cờ hiệu, kỳ thật hắn cùng Trần Kiến Tân nhưng không tính là bằng hữu, đi qua còn vì Triệu Hiểu Tuệ sự tình đánh Trần Kiến Tân dừng lại, nhưng bây giờ Trần Kiến Tân người đều đã chết, liền Triệu Hiểu Tuệ đều buông xuống, hắn còn có cái gì không bỏ xuống được. Trần Kiến Tân loại người này mặc dù phẩm chất có chút vấn đề, nhưng là trên xã hội cũng không hiếm thấy không phải mỗi người đều ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Trần Kiến Tân dạng này âm thanh đến cùng khổ nhân tài là đa số, vì cải biến tự thân mệnh vận, bọn hắn không thể không phấn đấu cố gắng, trong đó có một số người nóng lòng cải biến vận mệnh ngộ nhập lạc lối thậm chí không tiếc bí quá hóa liều. Hứa Thuần Lương một giọng nói bất đau buồn đi, Trần Chỉ Vân biểu thị cảm tạ, dù sao ca ca từ xảy ra chuyện đến bây giờ. Xuất hiện thăm hỏi bằng hữu chỉ có cái này một cái này cũng cùng Trần Kiến Tân bình thường không vì người có quan hệ, con hàng này bởi vì gia thân bần hàn, cho nên làm việc không từ thủ đoạn, bị người chung quanh chỗ xem thường, một cái liền bạn gái đều có thể chắp tay tướng người đưa như thế nào lại có thực tình bằng hữu. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua Bình Phong Hiển, Trần Kiến Tân còn tại xếp hàng chờ lấy tiến lò, hắn đem Triệu Hiểu Tuệ tấm thẻ kia đem ra đưa cho Trần Chỉ Vân nói, người ca ca khi còn tại thế đã từng cho người khác mượn một khoản tiền. Đều tại trong thẻ tồn lấy đâu, mật mã viết tại tờ giấy này bên trên. Trần Chỉ Vân nhìn thoáng qua tấm thẻ cũng không có tiếp, anh ta là không thể nào cho người khác mượn tiền, người không cần gạt ta cũng sẽ không thu. Hứa Thuần Lương nhìn ra nàng cũng không phải là cái tham tiền hài tử, thở dài nói, người vẫn là thu cất đi, người ta một phen tâm ý. Trần Chỉ Vân nói, ai bảo ngươi chuyển giao cho ta. Hứa Thuần Lương tâm nói chuyện này cũng không gạt được. Dù sao tài khoản chủ nhân là Triệu Hiểu Tuệ, hắn thấp giọng nói ca của ngươi lúc đầu bạn gái. Trần Chỉ Vân nói, làm khó nàng đối anh ta còn có chút tình cũ, tiền này ta không thể nhận nàng cũng chỉ là muốn mua cái an tâm thôi. Hứa Thuần Lương từ trong lời nói của nàng nghe ra đối Triệu Hiểu Tuệ hận ý, trong lòng tự nhủ tiểu nha đầu này đáng giận nhà thế nhưng là hào không có lý do, dù sao ban đầu là ca của ngươi hố người ta, nhưng nghĩ lại, người trong nhà đương nhiên hướng về nhà mình người. Trần Chỉ Vân không hướng về ca ca của mình nói chuyện cũng không thể hướng về người khác. Trần Chỉ Vân không chịu lấy tiền, Hứa Thuần Lương không hoàn thành Triệu Hiểu Tuệ ủy thác nhiệm vụ cũng không tiện lập tức đi ngay, mấu chốt là cảm thấy Trần Chỉ Vân quá đáng thương, bên cạnh liền cái hỗ trợ người đều không có, hắn lại hỏi Trần Chỉ Vân có gì cần hỗ trợ không có. Trần Chỉ Vân lắc đầu, tiểu cô nương vẫn có chút quật cường. Hứa Thuần Lương quan sát một chút nàng mặc, mộc mạc đến đều có chút quê mùa. Căn cứ Triệu Hiểu Tuệ nói, Trần Kiến Tân gia đình xuất thân không tốt, hắn công việc về sau liền gánh chịu kiếm tiền nuôi gia đình nhiệm vụ. Triệu Hiểu Tuệ biết phá Trần Kiến Tân ghê tởm sắc mặt về sau, hắn từ Triệu Hiểu Tuệ nơi này đã đến không đến bất luận cái gì lợi ích, ngược lại leo lên Lương Văn Tĩnh cây đại thụ kia. Lương Văn Tĩnh đạo hạnh so Triệu Hiểu Tuệ cần phải sâu nhiều, nàng có thể tại Trần Kiến Tân trên thân dùng tiền, nhưng là Trần Kiến Tân muốn thông qua nàng thực hiện giai cấp vượt qua nhưng không dễ dàng như vậy. Cho nên Trần Kiến Tân mới có thể bị người khác thu mua. Hứa Thuần Lương đến thời điểm,
làm hai tay chuẩn bị, hắn điều tra Triệu Hiểu Tuệ trong thẻ có 10 vạn, cho nên hắn sớm mình lấy 10 vạn khối, chứa ở trong bọc, bên trong bày ra không ít người danh tự. Vì để cho cái này sự kiện lộ ra chân thực có thể tin, hắn đem Phổ Kiến, Trần Thiên Phàm những người này danh tự đều viết lên đi, nếu như Trần Chỉ Vân không chịu thu Triệu Hiểu Tuệ kẹt, chỉ có thể dùng loại phương pháp thứ hai cho nàng. Hắn đem số tiền kia cho Trần Chỉ Vân, Trần Chỉ Vân đương nhiên muốn hỏi tiền lai lịch, hắn nói cho Trần Chỉ Vân số tiền kia là bằng hữu nhóm góp, danh sách đều liệt tốt. Trần Chỉ Vân mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là nàng hiện tại hoàn toàn chính xác cần dùng tiền, nhún nhường mấy lần, vẫn là thu xuống dưới. Nàng rất chân thành đem danh sách cất kỹ, biểu thị về sau nhất định sẽ hoàn lại số tiền kia. Lúc này, thông chi đi lĩnh Trần Kiến Tân cho cốt. Hứa Thuần Lương bồi tiếp nàng đi qua, Trần Chỉ Vân vốn đang rất kiên cường, nhưng là vừa thấy được ca ca cho cốt liền rốt cuộc không khống chế nổi, nước mắt như mở áp hồng thủy một dạng bừng lên. Hứa Thuần Lương thấy nàng khóc đến không kềm chế được, hỗ trợ tướng Trần Kiến Tân cho cốt chứa vào sữa bột bình, trong lòng cũng cảm thấy Trần Kiến Tân quá thảm rồi, chết liền cái hũ cho cốt đều không có. Kỳ thật đây cũng không phải Trần Chỉ Vân hẹp hòi, mà là bởi vì nàng cân nhắc sự tình tương đối chu toàn, nàng hôm nay còn phải mang theo ca ca cho cốt về nhà, nếu như ôm hũ cho cốt sợ rằng sẽ gặp được không ít phiền phức. Hứa Thuần Lương đem cho cốt sắp xếp gọn, tướng sữa bột bình giao cho Trần Chỉ Vân, Trần Chỉ Vân một bên khóc một bên ôm ca ca cho cốt đi ra ngoài. Hứa Thuần Lương nhắc nhở nàng phải đem mang tới giấy vàng đốt đi, Trần Chỉ Vân chỉ dẫn theo một chương ca ca hai thốn ảnh chụp, bày ở sữa bột bình bên trên, cho ca ca dập đầu. Hứa Thuần Lương thấy đều không đành lòng, may hôm nay chính mình tới, không phải cô nương này cũng quá thảm rồi điểm. Đốt xong giấy vàng, Trần Chỉ Vân ôm lấy sữa bột bình dự định đi ra ngoài đón xe đi trạm xe lửa, Hứa Thuần Lương chủ động đưa ra muốn đưa nàng. Trần Chỉ Vân có chút do dự, mình dù sao mang theo cho cốt, người ta sẽ không cảm thấy xúi quẩy, Hứa Thuần Lương nhắc nhở nàng chỗ này cũng không tốt đón xe. Hứa Thuần Lương một mực đem Trần Chỉ Vân đưa đến nhà ga, Trần Chỉ Vân rời đi thời điểm, ôm ca ca cho cốt hướng Hứa Thuần Lương khom người một cái thật sâu, Hứa đại ca tạ ơn người. Hứa Thuần Lương nói, ngươi liền không cần khách khí, mau về nhà đem ngươi ca hảo hảo an táng, trên đường cẩn thận một chút, chờ đến lúc đó gọi điện thoại cho ta. Trần Chỉ Vân ngậm lấy nước mắt cáo từ rời đi. Hứa Thuần Lương cũng coi là viên mãn hoàn thành Triệu Hiểu Tuệ nhiệm vụ, hắn đem chuyện đã xảy ra đơn giản hướng Triệu Hiểu Tuệ nói một lần, chính như Trần Chỉ Vân nói, Triệu Hiểu Tuệ cho số tiền kia chỉ cầu một cái an tâm, nàng mới không tại hồ Trần gia có phải hay không cảm kích, cũng may mắn Hứa Thuần Lương nghĩ đến chu đáo, biến thông một cái phương thức để Trần Chỉ Vân nhận khoản tiền kia. Hứa Thuần Lương một bên gọi điện thoại vừa lái xe, phía trước đèn xanh thời điểm, hắn đạp xuống phanh lại, hắn là phanh lại xe. Nhưng phía sau xe không có phanh lại, trực tiếp liền đụng vào. Hứa Thuần Lương bị đụng trở tay không kịp, còn tốt đâm đến không lợi hại, xuống xe xem xét, đằng sau là một cỗ màu đen nhanh ân tư GV80. Trong xe ngồi một vị tết tóc đuôi ngựa mỹ nữ, nàng hiển nhiên cũng giật nảy mình, thẳng đến Hứa Thuần Lương gõ gõ xe của nàng cửa sổ, nàng mới đẩy cửa xe ra xuống tới. Không có ý tứ, là ta cùng đến quá gần. Hứa Thuần Lương cũng không nói gì. Nhìn một chút đằng sau đuôi xe ngược lại là không nhiều lắm sự tình, cũng chính là cọ rơi điểm sơn, lại nhìn chiếc kia nhanh ân tư GV80, tổn thất nghiêm trọng nhiều, trước đòn khiêng đều có bộ phận chóc ra, nhắc tới bổng tử hàng nhìn rất dọa người, chất lượng cũng không có gì đặc biệt. Tết tóc đuôi ngựa nữ lang chủ động đề nghị, không bằng chúng ta giải quyết riêng a. Hứa Thuần Lương cười nói, làm sao cái giải quyết riêng pháp? Ta bồi ngươi 1.000 khối tiền. Hứa Thuần Lương dùng lau xe vải xoa xoa sau đòn khiêng, tổn thất cũng không nghiêm trọng, hắn sảng khoái khoát tay áo nói, được rồi, đường ai nấy đi đi, lại đợi lát nữa muốn ngăn chặn giao thông. Kia nữ lang lại kiên trì Hứa Thuần Lương lưu lại điện thoại, Hứa Thuần Lương cho rằng không cần thiết, nữ lang kín đáo đưa cho hắn một chương danh thiếp của mình. Hứa Thuần Lương nhìn lướt qua danh thiếp của nàng, Bạch Lan. Đông Châu đồ nướng tại cái này ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ nhiệt độ sáng chế ra mới cao. Đông Châu đồ nướng thành cũng đuổi tại ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ trong lúc đó khai trương, trong lúc nhất thời tướng Đông Châu đồ nướng đẩy hướng cao độ trước đó chưa từng có, căn cứ không hoàn toàn thống mà tính, Đông Châu tại ngày mồng 1 tháng 5 trong lúc đó, vô luận du lịch đợt người vẫn là du lịch người đồng đều tiêu phí đều sáng chế ra lịch sử mới cao, Đông Châu văn lữ từ Bình Hải tỉnh đếm ngược lão tam rất có thể sẽ nhảy lên trở thành tam giáp. Đối diện như thế đáng mừng tràng diện, từ trên xuống dưới không vui mừng khôn xiết. Giúp xong ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn,
Văn Lữ cục trưởng Phó Quốc Dân thật vất vả mới rút ra một ngày thời gian hồi kinh thăm viếng người nhà. Phó Quốc Dân trên đường trở về liền liên hệ Hứa Thuần Lương, mời hắn cùng nhau ăn cơm. Hứa Thuần Lương khéo lời từ chối Phó Quốc Dân mời, người ta thật vất vả trở về một chuyến, lẽ ra cùng vợ con tốt sum vầy, mình mù xem náo nhiệt gì. Phó Quốc Dân đối với chuyện này biểu hiện phi thường kiên trì, hắn biểu thị đêm nay đi Đông Châu tiệm cơm ăn cơm, là Lý Tú Mai tổ cục, cũng là Lý Tú Mai đặc địa để hắn mời Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nghe hắn đem lời đều nói đến loại tình trạng này, cũng liền không tiện cự tuyệt, đáp ứng ban đêm đi qua. Hứa Thuần Lương đi vào Đông Châu tiệm cơm thời điểm, Lý Tú Mai trước tiên ra đón, cười hô, Hứa chủ nhiệm, làm sao tới kinh thành cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi, có phải hay không ta chỗ nào làm không được khá, đến tội người. Nàng sở dĩ nói như vậy cũng là có nguyên nhân, lần trước Hứa Thuần Lương tới thời điểm, tân nhiệm chú kinh bạn phó chủ nhiệm Tần Tân Lập cố ý đem Hứa Thuần Lương khách quý đãi ngộ cho thấp xuống, nghe Phó Quốc Dân nói Hứa Thuần Lương đến kinh thành có một đoạn thời gian. Hắn lần này không có lựa chọn ở tại Đông Châu tiệm cơm, hẳn là trong lòng có ý nghĩ. Hứa Thuần Lương cười nói, Lý tỷ, người nghĩ đi nơi nào, ta lần này đến kinh là việc tư, cho nên không có tới chú kinh bạn, kỳ thật ta nghĩ đến, lại lo lắng người khác nói nhàn thoại. Lý Tú Mai nói, người chừng nào thì cũng quan tâm người khác cái nhìn. Trong mắt ta ngươi nhưng cho tới bây giờ đều là đặc lập độc hành. Hứa Thuần Lương nói, Lý tỷ nói là ta là dị loại. Lý Tú Mai khanh khách nở nụ cười, đem Hứa Thuần Lương hướng bên trong mời, nói cho hắn biết Phó Quốc Dân đã tới, tối nay tới tham gia tiệc tối còn có chú kinh bạn chủ nhiệm Tiễn Ái Quân, Phó chủ nhiệm Tần Tân Lập. Hứa Thuần Lương nghe được Tần Tân Lập cũng tới cũng có chút phiền, sớm biết như thế mình liền đẩy,